Lộng Triều, Triệu Quốc Đống. Tập 36. Quyển 10, chương 58. Triệu Quốc Đống thực ra sớm nghi ngờ về thân phận của Lưu Nhược Đồng. Hắn không rõ về tình hình ở Bộ Ngoại giao nên không hiểu cấp bậc ở đó. Khi hắn hỏi Lưu Nhược Đồng thì cô hầu hết đều né tránh về công việc của mình, hoặc nói cho qua chuyện. Điều này rất khó hiểu, có lẽ Lưu Nhược Đồng không muốn giấu hắn, hoặc là khinh thường lừa hắn. Tóm lại hai người ít khi nói chuyện công việc của cô, điều này càng làm cho Triệu Quốc Đống tò mò. Sau đó Lưu Nhược Đồng thường xuyên ra nước ngoài càng làm Triệu Quốc Đống thấy ngạc nhiên. Không có lãnh đạo ra nước ngoài mà cô thường xuyên đi, ngoài trường hợp trên vai có sứ mạng đặc biệt ra thì Triệu Quốc Đống đúng là không có giải thích nào khác. Lại nghĩ đến một người sau khi tốt nghiệp Đại học Nhân dân Trung Quốc liền được đến Đại học Ngoại giao ở New Jersey, Mỹ làm nghiên cứu sinh, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết một chút. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chỉ là tò mò mà thôi, còn đâu không có ảnh hưởng gì khác cả. Đoạn hôn nhân này cả hai đều chưa có tình yêu, về phần nghề nghiệp và công việc của hai người thì không vấn đề gì. Lưu Nhược Đồng tiếp tục ở Bắc Kinh và chạy qua chạy lại giữa các nước, mà Triệu Quốc Đống vẫn phấn đấu ở tỉnh An Nguyên. Ít nhất trong vòng 10 năm tới sẽ là như vậy, cho nên Triệu Quốc Đống không ngại bí ẩn sau lưng của Lưu Nhược Đồng. Lễ đính hôn diễn ra rất thuận lợi, đây giống như một cách để hai nhà Lưu, Triệu tạo quan hệ với nhau. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng khá bình tĩnh, phối hợp với nhau rất hoàn mỹ. Mặc dù mới chỉ là đính hôn nhưng điều này có nghĩa hôn nhân của hai người đã được xác định trong mắt người xung quanh. Hai nhà cũng đã bàn đến lễ quốc khánh sẽ tổ chức lễ chính thức. Lưu gia cũng có chuẩn bị, sau lưng tứ hợp viện này là một vườn hoa, sau khi chỉnh trang lại thì cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Lưu gia đã lâu không gặp việc vui như vậy. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, trong sân được đặt nhiều chiếc ghế dài, một bàn trà, có thể làm cho mọi người ngồi uống trà và thảo luận. Vườn hoa lại là đất của người trẻ tuổi vào đó đi dạo và nói chuyện. Tương Uẩn Hoa cùng Vương Phủ Mỹ trước đó không hề biết gì về đoạn hôn nhân này của Triệu Quốc Đống. Đến Tết năm nay bọn họ mới loáng thoáng nghe nói đối tượng hôn nhân của Triệu Quốc Đống là con của gia tộc cách mạng. Hôm nay những điều thấy được làm bọn họ phải than thở. Dù là bên quân đội hay là cấp bộ của quốc gia, hay là quan chức địa phương thì tùy tiện đẩy một người ra cũng là cán bộ cấp phó bộ trưởng, hơn nữa có không ít người làm ở Trung ương. Ví dụ như Chủ tịch hai tỉnh Kiềm, Quế, Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Năng lượng, đây đều là những ngôi sao chính trị chói mắt hiện nay. Có lẽ sau đây mọi người sẽ tiến thêm bước nữa, sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn nữa ở Trung Quốc. Quốc Đống, rất tốt, cuộc hôn nhân này là thích hợp nhất với cậu, nó sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của cậu. Ít nhất có thể tiết kiệm 5 năm phấn đấu của cậu. Tương Uẩn Hoa thật lòng thấy mừng thay cho Triệu Quốc Đống. Y biết mình tuổi không nhỏ, nếu như có thể đạt thành tích ở Thông Thành thì may ra có hy vọng tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Nếu như không thuận lợi thì cũng có thể có hy vọng lên làm cán bộ cấp phó tỉnh là phó chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân tỉnh hoặc phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh. Thấy hôn nhân của Triệu Quốc Đống là như thế này, Tương Uẩn Hoa rất vui mừng và thầm than đúng là người không thể so sánh với nhau. Triệu Quốc Đống phát triển quá nhanh làm người ta phải trợn tròn mắt, bây giờ lại có cuộc hôn nhân như thế này thì nếu phát triển tốt thì chỉ mất 10 năm lên làm cán bộ cấp chủ tịch tỉnh hoặc cấp bộ trưởng cũng không phải là nằm mơ. Nhất là khi thấy Phó trưởng Ban tổ chức cán bộ Trung ương, y biết nhân vật này có ý nghĩa quan trọng nhất như thế nào với cán bộ cấp tỉnh. Nói cách khác với người bình thường thì lên cấp phó tỉnh là rất khó khăn, nhưng đối phương chỉ nói một câu là xong. Triệu Quốc Đống không nói mà chỉ cười cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết Tương Uẩn Hoa đang mừng thay cho mình, chẳng qua lời này có vẻ hơi chói tai. Nhưng hắn nghĩ thì thấy cũng đúng, muốn làm đại sự thì sao lại quan tâm tới việc này. Nếu hắn và Lưu Nhược Đồng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì hắn cứ thoải mái đi tới. Đúng thế Quốc Đống, 5 năm đối với người bình thường thì không đáng gì, nhưng đối với người trong chính trị như chúng ta mà nói thì lại khác hẳn. Đến vị trí của chú bây giờ thì tiến thêm một bước cũng là cả một quá trình. Chú muốn tiếp tục đi lên thì chỉ dựa vào việc vùi đầu làm việc là không đủ, cần có sự trợ giúp từ ngoài. Một năm qua đối với Vương Phủ Mỹ đúng là rất khó khăn. Đối với Mục Cương làm y cảm nhận khó khăn khi làm quan ở cơ sở. Mỗi một hạng mục công việc, mỗi kế hoạch đều liên quan tới lợi ích rất lớn. Ý tưởng của anh thì đẹp nhưng chính thức áp dụng anh mới phát hiện nó gặp đủ lực cản, làm anh cất bước rất khó khăn. Khó trách người ta nói ở khu lạc hậu anh muốn làm việc được thì càng khó khăn. Nhưng anh không kiên trì làm thì anh sẽ bị vứt ở phía sau, vòng tròn này tiếp diễn khiến khu lạc hậu càng bị bỏ xa hơn.
Giống như công trình giao thông liên xã ở Thiên Châu, ngay cả Mục Cương cũng đồng tình với cách làm của Vương Phủ Mỹ. Ngoài việc cố gắng tranh thủ tài chính ra còn phải dùng biện pháp hành chính cứng rắn để thu thập tài chính, kêu gọi cật lực lao động nghĩa vụ, từng nhà có tiền bỏ tiền, không có tiền bỏ sức, yêu cầu phải đẩy mạnh công trình này, hoàn toàn cải tạo điều kiện giao thông tất các quận, huyện, xúc tiến việc giao thương được lưu thông, làm cho dân chúng ý thức được điều kiện giao thông cải thiện không chỉ mang tới lợi ích cho cuộc sống còn thay đổi quan niệm của cán bộ và dân chúng. Chỉ khi làm ở cơ sở thì anh mới cảm thấy khó khăn và hạnh phúc của cơ sở. Làm quan không dễ, muốn làm quan chức tạo dựng được sự nghiệp càng khó khăn hơn. Mà muốn làm quan tốt lại thành công thì càng khó khăn hơn nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ là không được, trong vô số quan chức người có thể thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Triệu Quốc Đống còn trẻ đã ngồi lên vị trí này có thể nói tiền đồ vô hạn, nếu như có thể khéo léo lợi dụng sức bên ngoài mà bay lên thì có lẽ Triệu Quốc Đống sẽ tiến vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Tương Uẩn Hoa cùng Vương Phủ Mỹ nói thì Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Bạn cũng hy vọng bạn tốt lên, hai người bọn họ đều hy vọng Triệu Quốc Đống đều có thể đi cao, đi xa hơn nữa. Làm như thế nào để đi nhanh hơn cũng là kỹ xảo và nghệ thuật. Mà hắn đi bước này trong mắt những người kia chính là bước trưởng thành về tư tưởng, chỉ là bọn họ không biết hắn và Lưu Nhược Đồng còn có điều mà người ngoài không biết. Bữa tiệc là cơ hội để mọi người trao đổi với nhau, để tổng kết, để trao đổi kinh nghiệm. Quế Toàn Hữu lần đầu tiên chính thức thấy được bóng dáng người sau lưng Triệu Quốc Đống. Y biết Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương, cũng biết Triệu Quốc Đống mơ hồ có quan hệ với Liễu Đạo Nguyên. Nhưng Hùng Chính Lâm và Lưu Gia đứng sau lưng thì y không thể nghĩ tới. Đây là chênh lệch, vận mệnh của mọi người khác nhau, tích lũy quan hệ là khác nhau, có quan hệ của bề trên, đây không phải là một lãnh đạo tự nhiên có thể gây dựng được. Đây là do tình hữu nghị bằng máu và mồ hôi bao năm mới có thể tạo thành. Rất nhiều lúc quan hệ đặc biệt này còn hơn hẳn các tình cảm khác. Anh, chị dâu đúng là rất đẹp, chẳng qua ánh mắt lại rất sắc. Đức Sơn cười hì hì đi tới nói. Anh, tháng 10 anh kết hôn, anh muốn gì để em chuẩn bị? Nhị ca, quà sao lại hỏi người khác muốn gì, phải chú tâm chuẩn bị thì mới có ý nghĩa. Triệu Vân Hải cười hì hì nói. Vân Hải, chú định tặng gì cho đại ca? Đức Sơn hỏi lại. Em nghĩ tặng món quà tốt nhất cho đại ca. Chính là con đường mà em cảm thấy là đúng đắn nhất. Mắt Triệu Vân Hải sáng lên khi nói câu này. Ồ, Vân Hải, món quà này của chú đặc biệt nhỉ. Chẳng qua nếu chú thật sự tìm được con đường thì đó đúng là món quà tốt. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 10, chương 5-19. Triệu Vân Hải này đã không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng sẽ kinh người. Triệu Quốc Đống biết Triệu Vân Hải sau khi có 25 triệu trong túi liền chạy quanh Quảng Châu, Bắc Kinh, Thượng Hải, cũng tiếp xúc nhiều với các công ty hơi có tiếng hoặc không có tiếng tăm trong lĩnh vực mạng. Lựa chọn và xác định mục tiêu xong sẽ ủng hộ tài chính, đạt cổ phần nhưng không khống chế cổ phần, không tham gia kinh doanh. Đây là điều được Triệu Vân Hải xác định khi đầu tư mạo hiểm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết mùa đông của mạng sắp tới, bây giờ đầu tư tốt, sắp tới đầu tư càng tốt hơn, chủ yếu xem Triệu Vân Hải nắm bắt cơ hội như thế nào. Trường Xuyên và Đức Sơn đều nghe lời Triệu Quốc Đống mà không can thiệp vào việc Triệu Vân Hải tiến vào lĩnh vực mạng. Triệu Vân Hải muốn vào lĩnh vực mạng chơi đùa thì được, thu cổ phần và kiếm lãi cũng được. Về phần thành công thì Thương Lãng Tuyên truyền hộ, không thành công cũng không buồn. Gây dựng sự nghiệp mà, nhất định có chút mạo hiểm. Vân Hải được đó, đại ca và chị dâu kết hôn, anh cũng chưa biết nên tặng gì. Tặng tiền hay xe thì cũng không ổn. Anh đang cân nhắc hay là tổ chức một cuộc du lịch cho đại ca và chị dâu khắp thế giới trước cưới, xem đại ca thích gì thì mua coi như quà tặng. Đức Sơn nói chuyện cũng khá oai phong, đương nhiên y cũng có bản lĩnh này. Năm ngoái tập đoàn Thương Lãng chia cổ phần, Đức Sơn là người có cổ phần lớn thứ ba nên đương nhiên có nhiều tiền, dù mua một số cổ phần của Triệu Vân Hải thì vẫn có nhiều tiền trong túi, nếu không sao có thể thành ông hoàng được các nữ ngôi sao nhung nhớ. Đức Sơn, chú cảm thấy anh thích mấy cái này sao? Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi nói. Anh, em biết anh thích gì, phụ nữ xinh đẹp, lại là phụ nữ có khí chất. Loại này ở giới giải trí có nhiều, nhưng em mà mang một người về tặng anh thì chắc chị dâu lột da em mất. Đức Sơn nhỏ giọng nói với Triệu Quốc Đống. Nhiều năm như vậy mới tìm được cơ hội càn rỡ mà ông anh không phát tác. Triệu Quốc Đống cũng hơi nóng mặt định phát tác thì thấy lời đối phương không phải nói bừa, hơn nữa lại có nhiều khách ở đây như vậy thì càng không tiện. Hắn chừng mắt nhìn Đức Sơn nói. Đức Sơn, được đó, dám trêu anh ư.
Anh thấy chú chán sống rồi. Anh còn không hỏi chú làm mấy việc đó là tăng sức ảnh hưởng của Thương Lãng hay là thực sự không giữ được mình. Nếu không giữ được mình cũng không sao, chú muốn chơi như thế nào thì sang Caribe hoặc Paris, chứ đừng rêu rao ở Trung Quốc. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm cho Đức Sơn cảm thấy mình lùn hơn một chút. Y vội vàng nói. Anh, em đùa thôi mà. Ở Caribe thì em đã sang và định mua một hòn đảo nhỏ ở đó, lúc rảnh rỗi thì chúng ta sang đó nghỉ phép, cũng không ai tới rình mò được. Đám phóng viên như ruồi vậy, ở đâu cũng có. Em cũng chỉ có trốn ở đây mới thoát được. Anh, hay là anh cũng mua một hòn đảo nhỏ, chúng ta làm hàng xóm. Đức Sơn, chú có phải có quá nhiều tiền nên không có chỗ tiêu? Làm từ thiện đi. Triệu Quốc Đống vừa tức vừa buồn cười nói. Anh, không thể nói như vậy mà. Năm ngoái ngoài tập đoàn ra thì bản thân em cũng quyên góp 1 triệu mà không ghi danh. Làm từ thiện lấy tiếng cũng không có ý nghĩa. Tập đoàn đưa tên ra là vì sự phát triển, em không cần. Em cảm thấy tiền kiếm được là để tiêu, còn tiêu như thế nào là hứng thú của mình. Có người thích không ngừng đầu tư tăng tiền lên, có người thích mang hết đi làm từ thiện, đó là suy nghĩ khác nhau mà. Em vừa làm từ thiện, vừa hưởng thụ, em không vi phạm pháp luật là đủ mà. Đức Sơn nhìn như ngụy biện nhưng lại làm Triệu Quốc Đống động tâm. Không thể nói quan điểm của Đức Sơn là không đúng. Xã hội càng lúc càng phức tạp, rất nhiều chuyện anh không thể đơn thuần cho nó là đúng hay sai. Quan điểm khác nhau nên nhìn nhận khác nhau. Đức Sơn phát hiện quan điểm của mình làm Triệu Quốc Đống động tâm nên có chút đắc ý nói. Anh cũng nghĩ xem chỉ có chi tiêu mới thúc đẩy được việc tăng sản xuất. Em có tiền, em tiêu tốn cũng được, như vậy cũng là cống hiến cho xã hội mà. Nếu không sản xuất ra không ai dùng thì cũng khiến các công ty phá sản. Cút! Lời này làm Triệu Quốc Đống không nhịn được nhỏ giọng quát. Cho mày chút mặt mũi lại muốn làm vua. Đức Sơn vội vàng rụt đầu không dám nói gì. Trường Xuyên lúc này lại nói. Anh có biết là vị tiểu thư Lưu Kiều kia cũng có quan hệ với Thương Lãng chúng ta? Ồ, có quan hệ gì? Triệu Quốc Đống khó hiểu hỏi. Công ty đầu tư Trung Hoa là nhà đầu tư chiến lược vào ngân hàng thương mại Ninh Ba, Thương Lãng chúng ta cũng là như vậy. Bọn họ đang tích cực thúc đẩy ngân hàng thương mại Ninh Ba thành ngân hàng thương mại lớn nhất của địa phương, Thương Lãng chúng ta cũng mong chờ. Trường Xuyên nói, vừa nãy Lưu Kiều cũng tới nói chuyện với y vài câu, điều này làm cho Trường Xuyên mới nhớ ra Lưu Kiều là người phụ trách của công ty đầu tư Trung Hoa ở Thượng Hải. Ồ, ngân hàng Phổ Phát xem ra sắp niêm yết lên thị trường chứng khoán. Đây là sự kích thích lớn đối với các ngân hàng thương mại của Thượng Hải. Chẳng qua các ngân hàng thương mại khác không thể so sánh với ngân hàng Phổ Phát nổi tiếng cả nước. Nếu muốn để ngân hàng thương mại Ninh Ba niêm yết trên thị trường chứng khoán thì phải xem năng lực và bản lĩnh của công ty đầu tư Trung Hoa lớn như thế nào. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên, công ty kia có lai lịch rất lớn, cổ phần cũng phức tạp, coi như một hệ thống tài chính khổng lồ của Trung Quốc và Hong Kong. Nếu vận dụng tốt thì có lẽ sẽ thay đổi lịch sử năm 2006 ngân hàng thương mại Ninh Ba mới niêm yết. Xem đã, bọn họ cũng đã mua lại cổ phần của mấy nhà đầu tư khác ở ngân hàng thương mại Ninh Ba, cũng từng hỏi tập đoàn nhưng em không đồng ý. Hơn nữa cũng cùng bọn họ thu mua không ít, chẳng qua không bằng bọn họ. Trường Xuyên suy nghĩ một chút rồi nói. Em cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng xúc tiến việc ngân hàng thương mại Ninh Ba niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ít nhất có thể khiến chúng ta thu được lợi nhiều hơn. Ở việc kinh doanh thì Triệu Quốc Đống không có quá nhiều hứng thú. Trường Xuyên bây giờ đã trưởng thành, mảng đầu tư thì tập đoàn cũng có lịch sử cố vấn và nhân viên tài chính chuyên môn, mỗi hạng mục đầu tư đều được nghiên cứu cẩn thận. Có lẽ về hiệu suất không cao bằng như lúc đầu, nhưng nó lại tránh được mạo hiểm. Đây là ưu thế tất nhiên của tập đoàn khổng lồ. Lễ đính hôn là nơi để hai nhà trao đổi với nhau, cũng thiết lập quan hệ. Rất nhiều quan hệ đã được thành lập và sẽ được duy trì sau đó. Lưu Kiều cũng phát hiện bí mật lớn sau lưng gia đình Triệu Quốc Đống, nhưng cô càng cảm thấy Triệu gia không cố ý giấu giếm với Lưu gia, chỉ là đối với khách bên ngoài thì thành viên Triệu gia cố giữ sự im lặng. Ví dụ như Trường Xuyên cũng mời cô lúc thích hợp đến thăm tập đoàn Thương Lãng bàn mấy vấn đề mà mọi người hứng thú, điểm này làm cô rất vui vẻ. Bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc. Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng đứng trước cửa trao đổi với mọi người về phương thức liên lạc và cảm ơn. Đến khi khách về hết, Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng mới nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra sự phức tạp. Đối với hai người mà nói có lẽ đã đi qua cánh cửa rất quan trọng trong cuộc đời. Từ hôm nay trong mắt gia đình, bạn bè thì hai người đã là vợ chồng. Mặc dù chưa chính thức cưới nhưng nó chỉ là 5 tháng nữa. Đi thôi.
Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh. Vâng, đi thôi. Lưu Nhược Đồng rất ngoan ngoãn khoác tay Triệu Quốc Đống, hai người dựa vào nhau bước đi, bọn họ không biết có những cặp mắt ở bên trong đang nhìn mình. Quyển 10, chương 60. Quế Toàn Hữu từ văn phòng đi ra vừa vặn thấy tiểu bộc thư ký của thị trưởng Khổng mặt mày nhăn nhó cầm một tập văn bản đi ra. Sao thế tiểu bộc, thị trưởng Khổng lại giục làm văn bản ư? Quế Toàn Hữu thuận miệng nói. Ai cũng biết Quế Toàn Hữu được Triệu Quốc Đống đưa tới Hoài Khánh. Chẳng qua Quế Toàn Hữu khá nhã nhặn ở chính quyền thị xã, về cơ bản không nói gì mấy. Dù là khi nhắn lại ý của Triệu Quốc Đống cũng cố tìm cách trình bày sao cho người nghe không phản cảm nhất, điều này làm Quế Toàn Hữu đạt được danh tiếng tốt ở ủy ban. Trưởng ban thư ký Quế, cũng không phải là ý kiến chỉ đạo cải cách nhà máy cơ giới sao. Ông chủ luôn đòi tốt và thấy không hài lòng. Mỗi lần thị trưởng Hà xem xong đều cầm về sửa lại một phen, sau đó lại để thị trưởng Hà xem rồi sửa, đây đã là lần thứ tư rồi. Tiểu bộc nhăn nhó nói rồi đi ra ngoài. Ha ha, tiểu bộc lãnh đạo yêu cầu cao một chút cũng là chuyện tốt đối với cậu. Sau này cậu bước ra cổng ủy ban mà có ngòi bút sắc bén thì ai chẳng nể mặt. Cậu phải cố gắng, người khác mong còn không được. Quế Toàn Hữu vỗ vai tiểu bộc rồi nói. Tiểu bộc có chút xấu hổ gãi đầu rồi không nói mà đi thẳng. Quế Toàn Hữu về văn phòng mình rồi suy nghĩ một chút và thấy hình như việc cải cách nhà máy cơ giới đúng là có chút khó giải quyết, chẳng qua trước đó bị việc thu hồi nợ che mất danh tiếng. Bây giờ công tác thu hồi nợ coi như xong, việc này lại trỗi dậy. Mấy hôm trước y nghe Đồng Hương nhắc về nhà máy cơ giới, nghe nói cán bộ trung tầng và nhân viên của nhà máy đều đau đầu về việc này. Cải cách là phương hướng chung thì không ai nghi ngờ. Nhưng cải cách như thế nào, đường ra là sao thì nhà máy tranh luận rất lớn. Bây giờ quan điểm chiếm thế thượng phong đó là tình hình của nhà máy không thể cứ tiếp tục, sản phẩm cũ kỹ, không có tài chính để đầu tư dây chuyền sản xuất mới, thiếu sức cạnh tranh, sản phẩm làm ra không thể bán, thị xã cũng muốn thoát khỏi nhà máy cơ giới, nhà máy phải nhanh tìm đường ra để tạo sức sống mới, đảm bảo cuộc sống của hơn ngàn công nhân không bị ảnh hưởng. Nhưng quan điểm khác lại nói nhà máy cơ giới không đến mức khó coi như mọi người nghĩ. Vẫn có thể duy trì 1-2 năm, chỉ cần mở được con đường tiêu thụ, được hỗ trợ về chính sách và tài chính thì nhà máy cơ giới sẽ trở lại. Chẳng qua quan điểm này cần được ủy ban và hệ thống ngân hàng cho vay tiền để chống chọi được 2 năm. Hai quan điểm này tranh cãi khá kịch liệt ở trong nhà máy cơ giới. Người cùng quê của Quế Toàn Hữu cũng làm trong nhà máy, khi nói chuyện với Quế Toàn Hữu không khỏi than thở về việc này. Quế Toàn Hữu mặc dù không phụ trách mảng công nghiệp nhưng là người bên cạnh Triệu Quốc Đống thì y cũng hiểu nhiều về việc này. Người kia là trưởng phòng thiết bị của nhà máy cơ giới, theo y nói nhà máy cơ giới bây giờ đúng là có chút khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiêu thụ. Hàng có bán được cũng khó thu lại tiền, mỗi lần nhà máy tổ chức người ra ngoài đòi tiền thì đều không có mấy tác dụng. Chẳng qua theo bạn của Quế Toàn Hữu đánh giá thì chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ giới vẫn khá ổn định. Hơn nữa chính vì 1-2 năm trước nhà máy vì mở thị trường mới nên đã mua thêm mấy máy móc tổ chức nghiên cứu sản phẩm mới, như vậy sẽ thuận tiện mở được con đường tiêu thụ. Theo lý thuyết thì nhà máy cơ giới thay đổi mặt hàng sản phẩm có chất lượng ổn định thì phải bán tốt chứ, sao lại có vấn đề được. Lúc ấy Quế Toàn Hữu không quá để ý đến vấn đề này, nhưng hôm nay thấy nhìn qua phương án cải cách nhà máy cơ giới, điều này làm Quế Toàn Hữu có cảm giác không đúng. Anh nói là thị xã đẩy mạnh cải cách nhà máy cơ giới là hơi gấp gáp. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Không phải, bạn của tôi cũng nói bây giờ nhà máy cơ giới chủ yếu là do con đường tiêu thụ không tốt, thu hồi tiền hàng không nhanh, nói cách khác là mảng thị trường có vấn đề, nhưng nguyên nhân lại là do vấn đề chất lượng sản phẩm. Tình hình cụ thể tôi không điều tra qua nên không dám nói. Quế Toàn Hữu trầm ngâm một chút rồi nói. Bây giờ thị xã đúng là không muốn đeo gánh nặng này. Nói khó nghe một chút nhà máy cơ giới là công ty nhà nước trực thuộc thị xã, theo chế độ quản lý công ty hiện đại thì thị xã là người nắm cổ phần thì phải được lãi, nhưng nhà máy cơ giới lại không để thị xã được xu nào mà còn phải lo trả tiền phát lương. Bây giờ tài chính thị xã chỉ dùng để lo cho vấn đề dân sinh, không phải dùng cho mình nhà máy cơ giới, đương nhiên cải cách là con đường duy nhất. Đúng thế, tôi cũng thấy như vậy. Nhà máy cơ giới cũng không phải sản nghiệp quá quan trọng, quy mô cũng không lớn. Cũng không thể ảnh hưởng tới sản nghiệp chung của toàn thị xã. Chủ trương của tôi là đẩy bọn họ ra bơi trong nền kinh tế thị trường. Đương nhiên điều này còn dính tới hơn ngàn nhân viên, bây giờ từ trung ương đến địa phương đều chú ý bảo đảm an sinh xã hội khi cải cách. Làm như thế nào để nhà máy vừa phát triển lên, vừa cố gắng ảnh hưởng quá lớn đối với nhân viên, ở vấn đề này thị xã cần tìm được điểm thăng bằng.
Triệu Quốc Đống rất đồng ý với quan điểm của Quế Toàn Hữu. Quế Toàn Hữu này xem ra cũng đã chăm chú nghiên cứu việc cải cách công ty nhà nước, đã có biến hóa lớn so với việc chỉ làm công tác hành chính ở Tây Giang. Chính vì như vậy nên tôi mới cảm thấy thị xã khi cải cách nhà máy cơ giới cần phải cân nhắc chu đáo một chút. Tôi đã nhìn qua phương án chỉ đạo của thị xã thì thấy đều là có ý muốn để công ty từ ngoài mua cả nhà máy cơ giới, mà không phải do nhân viên quản lý cũng nhận một số cổ phần của nhà máy như mọi nơi vẫn làm. Đồng thời thị xã cũng đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi như bố trí an cư cho nhân viên cao tuổi, vay vốn ngân hàng. Quế Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cái khác tôi không rõ nhưng chỉ cảm thấy hình như phương án này có vẻ như thị xã cố ý dành cho một đối tượng nào đó hay không. Ồ, anh có cảm giác này ư? Theo tôi biết thì trong thị xã hình như chưa có đối tượng thích hợp mà. Thị trưởng Hà cũng không có nói đến, thị trưởng Khổng thì tôi không rõ do thời gian trước phụ trách công tác thu hồi nợ. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, Khổng Kính Nguyên là nhân vật khôn khéo, theo lý không nên đưa ra nhiều yêu cầu trong phương án như vậy, nó không có lợi cho việc chọn đối tượng hợp tác của thị xã. Có lẽ do tôi quá mẫn cảm. Quế Toàn Hữu cười nói. Cải cách nhà máy cơ giới mặc dù không phải là đầu tiên trong việc cải cách công ty nhà nước tại Hoài Khánh, nhưng lại là nhà máy lớn nhất. Theo tôi biết các quận, huyện khác cũng tiến hành nhưng quy mô của nhà máy nhỏ, sức ảnh hưởng xã hội không lớn. Nhà máy cơ giới trước là một trong ngũ đoá kim hoa, lúc tôi còn đi học cũng nghe tên của nhà máy cơ giới. Hoài Khánh là thành thị sản xuất công nghiệp nổi tiếng, với danh tiếng và quy mô của nhà máy cơ giới mà cải cách thành công thì nhất định được tỉnh khen ngợi, nhưng làm không tốt thì chỉ sợ sẽ khó ăn nói. Quế Toàn Hữu nhắc như vậy làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Sau khi Quế Toàn Hữu rời đi, hắn ngồi trong phòng mà suy nghĩ tin tức Quế Toàn Hữu mang tới. Hà Chiếu Thành giao việc cải cách nhà máy cơ giới cho Khổng Kính Nguyên phụ trách, đây là điều đã nói rõ trong hội nghị thường trực ủy ban, bởi vì như vậy nên hắn mới không muốn quan tâm để xung đột vào đó. Hắn đã làm mất lòng nhiều người ở Hoài Khánh, mặc dù không sợ nhưng hắn thấy không cần. Ở việc này nếu không đến mức quá quắt thì hắn không muốn nhúng tay vào đó. Khổng Kính Nguyên phải nói đã ủng hộ hắn khá nhiều. Công tác thu hồi nợ dính tới vài công ty nhà nước thì Khổng Kính Nguyên cũng dốc sức ủng hộ, giúp nhiều điều. Chẳng qua chuyện đợt Tết thấy Khổng Kính Nguyên lên An Đô thì hắn mãi không quên. Đáng lẽ đây là điều bình thường vì ai chẳng có người bạn có tiền. Hắn không phải cũng đi xe Land Rover sao? Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy hôm đó quá kỳ lạ làm hắn muốn dò xét đối phương. Mà hôm nay Quế Toàn Hữu nói hàm xúc với ý nhắc nhở khiến Triệu Quốc Đống càng chú tâm hơn. Ở đây có vấn đề gì không? Có nên xen vào để tìm hiểu rõ vấn đề không? Quyển 10, chương 61. Trong phòng nghỉ của hội nghị thường trực ủy ban, người hút thuốc bắt đầu đi ra. Thị trưởng Triệu, làm điếu. Đặng Nhược Hiền đưa thuốc ra mời, Triệu Quốc Đống cười nói. Cho xin điếu, tôi không hút nhưng thích ngửi. Triệu Quốc Đống cầm lấy điếu thuốc mà Đặng Nhược Hiền đưa cho rồi đưa lên mũi ngửi. Thương Long Dục coi như thị trưởng Hà đã thả miệng. Được đó, anh đối phó bên thị trưởng Hà như thế nào vậy? Đặng Nhược Hiền phụ trách mảng xây dựng thành thị và đất đai. Sau khi biết Triệu Quốc Đống muốn lợi dụng Thương Long Dục ở khu khai phát để xây dựng công viên Nghĩa Trang, y đúng là thẩm phục suy tính của Triệu Quốc Đống. Trò này may ra chỉ có Triệu Quốc Đống mới dám nghĩ. Không ngoài suy đoán Hà Chiếu Thành không đồng ý, chuyện này coi như bị gác xuống. Nhưng Đặng Nhược Hiền cũng biết Triệu Quốc Đống nhất định không chịu bỏ qua, sẽ nghĩ biện pháp thông bên Hà Chiếu Thành. Chỉ là tư tưởng của Hà Chiếu Thành khá cứng nhắc, đã xác định chuyện gì thì không dễ gì thay đổi. Triệu Quốc Đống cười cười không nói mà đưa quyển nhật báo An Nguyên xem rồi chỉ vào hai tin tức. Đặng Nhược Hiền liền chăm chú xem. Chiều hôm qua, Chủ tịch Lỗ Vĩnh Quý Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn Gia Viên Hoài Khánh, Tống Gia Bình phụ trách quỹ từ thiện Hong Kong đến tỉnh An Nguyên khảo sát. Chiều hôm qua Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên tiếp Chủ tịch Tập đoàn Gia Viên Hoài Khánh, Tống Gia Bình phụ trách quỹ từ thiện Hong Kong tại Văn phòng Ủy ban tỉnh. Phó Chủ tịch tỉnh Tần đã giới thiệu tình hình phát triển kinh tế mấy năm gần đây của tỉnh với các vị khách, cũng nhiệt tình hoan nghênh các vị khách Hong Kong đến tỉnh ta đầu tư, gây dựng sự nghiệp. Đặng Nhược Hiền liền cười cười một tiếng, y biết đây nhất định là Triệu Quốc Đống đã ra chiêu. Thị trưởng Hà này mặc dù cứng nhắc nhưng không phải người không biết xem tình hình. Lãnh đạo tỉnh coi trọng đám người tập đoàn Gia Viên như vậy, còn nói rõ ủng hộ tập đoàn Gia Viên đến tỉnh An Nguyên đầu tư. Ai chẳng biết tập đoàn Gia Viên kinh doanh chính ở mảng nào, Chủ tịch Tần nếu biết còn ủng hộ thì nói rõ cái nhìn của tỉnh có việc này. Bảo sao vừa nãy Hà Chiếu Thành lại đồng ý nhanh như vậy. Thị trưởng Triệu được đó,
anh coi như hiểu tính của thị trưởng Hà. Lãnh đạo tỉnh tỏ thái độ thì y cũng yên tâm, công viên Nghĩa Trang mà khai thác thì đúng là đất hái ra tiền. Nghe ý của thị trưởng Hà chính là cũng quy hoạch cả khu vực xung quanh vào đó, dù sao cũng là núi hoang mà. Đặng Nhược Hiền cười ha hả nói. Đây chính là biến rác thành bảo vật. Tôi cũng không còn biện pháp nào mà. Dù sao sắp tới cũng cần xây dựng nhà ở tập thể nên rất cần tiền, phải xây dựng xong trước cuối năm, đây là cái động không đáy. Cán bộ trông mong vào việc này, chẳng lẽ có thể để bọn họ bán máu mua nhà ư? Hơn nữa còn đợt bù tiền cho quỹ tín dụng nông thôn năm sau nữa, cũng phải sớm tính trước. Việc thu hồi nợ có lẽ không chót lọt như năm nay, đó toàn là mấy khúc xương cứng. Tôi không quá tự tin vào công tác này của sang năm, phải chuẩn bị trước. Triệu Quốc Đống cũng không giấu. Ừ, việc thu hồi nợ năm nay có lực độ khá mạnh nhưng sang năm nhất định khó khăn hơn. Chẳng qua anh có nghĩ tới là ý tưởng trừ tiền năm nay sang năm sau sợ là không ổn. Tài chính không phải do anh quản, có nhiều người nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ cần có thể thì ai không muốn chuyện năm nay làm thật tốt. Đặng Nhược Hiền cười nói. Tôi cũng biết mà, nhưng dù sao cũng không thể ăn hết mà phải để dành cho sang năm một chút chứ. Chuyện này tôi phải nói rõ với thị trưởng Hà, đừng chỉ lo trước mắt. Sang năm lại không kiếm đâu ra tiền. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói. Nếu không tôi cũng đâu cần phải đưa hạng mục công viên Nghĩa Trang này vào gấp như vậy. Với kinh nghiệm và thủ đoạn của tập đoàn Gia Viên trong lĩnh vực này, tôi đoán công viên Nghĩa Trang này sẽ là một tài nguyên ổn định, bên mảng dân chính có lẽ thị xã không phải cấp tiền, có khi còn kiếm được tiền. Ồ, công viên Nghĩa Trang này có lợi ích lớn như vậy sao? Đặng Nhược Hiền có chút giật mình nói. Ha ha. Anh không biết mảng mai táng này lãi như thế nào đâu, dù là Nghĩa Trang bình thường đã lãi lớn chứ không nói công viên Nghĩa Trang cao cấp này. Tôi tính qua rồi, ít nhất công viên Nghĩa Trang cũng phải có 30 đến 40 ngàn ngôi mộ, nếu thị trưởng Hà đồng ý để khu vực núi bên ngoài kéo thêm vào thì có lẽ là 50 ngàn ngôi mộ, từng ngôi mộ này có lẽ vượt qua mức mà chúng ta vẫn nghĩ chỉ có tầm chục ngàn một ngôi. Triệu Quốc Đống nói rất bình tĩnh nhưng lại làm Đặng Nhược Hiền run lên. Đặng Nhược Hiền thầm nghĩ Triệu Quốc Đống này quá tham. Hơn nữa theo bản quy hoạch này thì công viên Nghĩa Trang đúng là một kho báu. Tôi nói với anh, bên Hoài Khánh khá coi trọng phong thủy mai tang, nhất là các gia đình giàu có. Hoài Khánh chúng ta là thành thị có lịch sử văn hóa, có nhiều danh nhân xuất hiện, như vậy không phải nói Hoài Khánh có long mạnh thịnh vượng sao? Điều này có người tin hoặc không tin, tôi cho rằng chia bình quân cứ 30.000 một ngôi mộ thì cũng là 1,5 tỷ. Mà đây là tính toán với mức thấp nhất, không loại trừ khả năng tăng giá. Đương nhiên có thể sẽ phải mất 15, 20 năm mới thực hiện được con số này, chẳng qua theo thời gian thì vị trí mộ phong thủy sẽ giảm đi, giá tăng lên, tôi nghĩ đến lúc đó giá tăng lên 100 ngàn một ngôi cũng là bình thường. Đặng Nhược Hiền thở dài nói. Thị trưởng Triệu, ngài đúng là phát tài không sợ người chết, không sợ mang tiếng à. Chúng ta không thể nói như vậy, đây là cung cấp một nơi mai tang cho người, tôi cảm thấy nó phù hợp với tình người. Đương nhiên người có tiền có thể bỏ ra để cống hiến cho sự phát triển của Hoài Khánh mà, chúng ta cũng không ngại cảm ơn bọn họ. Triệu Quốc Đống cười nói. Đặng Nhược Hiền chỉ có thể lắc đầu và không nói nữa. Đã sớm nghe Triệu Quốc Đống này có nhiều con đường, ngay cả Đặng Nhược Hiền cũng phải thừa nhận điểm này. Công tác thu hồi nợ không nói, việc tạo công viên Nghĩa Trang này thì chắc chỉ mình Triệu Quốc Đống mới nghĩ ra được. Thị trưởng Đặng, tôi thấy lát nữa chắc bàn về việc cải cách nhà máy cơ giới. Nhìn thấy trợ lý thị trưởng, cục trưởng cục công an thị xã Lý Trường Giang cũng tới, Triệu Quốc Đống liền như vẻ tùy ý nói. Ừ, hình như lão Khổng trong thời gian này vẫn làm việc đó, có lẽ cũng có chút mặt mũi. Lão Lý, nghe nói hai hôm trước công nhân nhà máy cơ giới lại tới vây lấy cửa ủy ban, rốt cuộc là như thế nào? Đặng Nhược Hiền đưa cho Lý Trường Giang điếu thuốc. Yêu cầu nhiều nhưng chỉ có một điểm chung là cải cách, nhưng lại phải dựa theo ý nhà máy bọn họ đưa ra. Lý Trạch Hải phụ trách mảng tư pháp, tiếp dân nên chuyện này không thể vắng mặt. Y cũng có chút buồn bực vì đám công nhân nhà máy cơ giới, cũng may Khổng Kính Nguyên ra mặt nên mới khuyên được công nhân về. Cải cách là xu thế chung, là việc tốt, thị xã cũng ủng hộ nhưng nếu dựa theo ý kiến của nhà máy thì sẽ không phù hợp chính sách và quy định pháp luật, không có lợi cho sự phát triển lâu dài của nhà máy. Chính quyền đương nhiên ủng hộ hành động có lợi cho nhân viên nhà máy, nhưng phải theo chính sách và quy định pháp luật. Triệu Quốc Đống nói, cục trưởng Lý, tôi thấy những công nhân này đúng là có tính kỷ luật. Lý Trường Giang nhận ra Triệu Quốc Đống ám chỉ nên cảnh giác nhìn mà nói. Công nhân không thể so sánh với lãnh đạo,
là giai cấp lãnh đạo, tính kỷ luật thì sẽ hơn hẳn công nhân. Chẳng qua tôi thấy bọn họ nói chuyện với thị trưởng Khổng khá hòa hợp, không có hành vi quá khách. Chẳng qua thị trưởng Khổng phải ở đó cả ngày như bị giam lỏng. Thị trưởng Khổng đúng là rất nhẫn nại. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Sau đây sẽ thảo luận việc cải cách nhà máy cơ giới, tôi thấy phương án tổng thể cũng đã có, không biết phương án này đã được thảo luận ở nhà máy cơ giới chưa? Hình như chưa, tôi nghe ý của thị trưởng Khổng là xác định trong hội nghị thường trực ủy ban trước, sau đó giao cho nhà máy nghiên cứu thảo luận, cuối cùng hình thành phương án mà báo cáo lên thường vụ thị ủy quyết định. Lý Trạch Hải nói, quyển 10, chương 62. Hội nghị thường trực ủy ban theo thông lệ một tháng tổ chức 2 lần. Hội nghị mỗi lần đều có các thành viên là các phó thị trưởng tham gia, hơn nữa thêm phó trưởng ban thư ký, chánh văn phòng ủy ban thị xã tham gia nghe. Đồng thời nếu liên quan tới mảng phó thị trưởng nào phụ trách thì sẽ có vị phó trưởng ban thư ký tương ứng được tham gia. Hội nghị lần này ngoài đề tài xây dựng công viên Nghĩa Trang và công tác thu hồi nợ ra thì cũng còn có vài hạng mục khác và vấn đề cải cách nhà máy cơ giới. Mấy đề tài trước đó đã kết thúc, chỉ còn một mình đề tài cải cách nhà máy cơ giới là để ở cuối cùng. Phương án tổng thể về cải cách nhà máy cơ giới đã được phát tới tay các phó thị trưởng phụ trách mảng này là Khổng Kính Nguyên cũng giới thiệu qua về tình hình của nhà máy cơ giới và ý tưởng cải cách. Phòng hội nghị số 5 của Ủy ban thị xã được gọi là phòng hội nghị nhỏ. Bởi vì phòng hội nghị này không lớn, bố trí ở nơi khá yên tĩnh cho nên hội nghị thường trực ủy ban thường diễn ra ở đây, đương nhiên có lúc cũng có vị phó thị trưởng nào đó tổ chức hội nghị ở nơi này. Bốn góc của phòng hội nghị đặt mấy chậu cây cảnh nhằm hút bớt khí độc hại từ thuốc và tăng thêm hơi thở thiên nhiên. Phòng hội nghị chia làm vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong là thị trưởng, phó thị trưởng, vòng ngoài là để các phó trưởng ban thư ký và một số lãnh đạo các cục được tham gia hội nghị ngồi. Tình hình về cơ bản là như vậy, tôi đã dựa theo chỉ thị của thị trưởng Hà mà cùng trưởng ban thư ký Tần, lãnh đạo của mấy ngành gồm Ủy ban Kinh tế, Cục Công Thương tổ chức nhân viên liên quan tiến hành điều tra. Đánh giá tình hình của nhà máy cơ giới, chuẩn bị cho việc cải cách. Khổng Kính Nguyên rất bình tĩnh nói nhưng trong giọng cũng lộ ra vẻ lo lắng cho hiện trạng của nhà máy cơ giới. Trải qua hơn nửa năm công tác, tình hình nhà máy cơ giới về cơ bản đã được nắm rõ. Có thể nói cải cách là xu thế không thể kéo dài thêm một ngày thì cục diện của nhà máy càng không xong, cải cách càng khó khăn hơn. Chỉ có cải cách sớm hơn thì mới có thể khiến cho nhà máy là trụ cột của Hoài Khánh trước đây trở lại. Đây là ý kiến thống nhất của tổ lãnh đạo phụ trách công tác cải cách. Vừa nãy mọi người đã nghe lão Khổng giới thiệu, bây giờ nhà máy cơ giới nợ rất nhiều, quan trọng hơn là tình hình của nhà máy khó thích ứng với nền kinh tế thị trường, sản phẩm làm ra khó bán, tiền hàng thu về cũng chậm, chất lượng sản phẩm cũng có vấn đề, tâm lý cán bộ, nhân viên cũng không yên. Nhân viên nhà máy cũng mong được cải cách. Hà Chiếu Thành ngồi thẳng người và nhìn xung quanh. Nhưng làm như thế nào để cải cách mà vừa phù hợp quy định pháp luật vừa làm nhà máy thoát khỏi khó khăn, một lần nữa huy hoàng phát triển, các ngành liên quan đã dành nhiều tâm trí nghiên cứu vấn đề này. Nhất là lão Khổng trong nửa năm qua đã dồn rất nhiều tâm trí vào việc sao cho cải cách tốt công ty hàng đầu của Hoài Khánh chúng ta. Đây chỉ là phương án sơ bộ, hôm nay đưa ra trong hội nghị chính là mong mọi người có thể phát biểu ý kiến. Không nên vì mình không phụ trách mảng này mà không cần tham gia. Không chừng mai đến lượt đồng chí đó phụ trách mảng này. Phòng hội nghị trở nên yên lặng, mọi người đều không chuẩn bị gì về tư tưởng với phương án sơ bộ này. Trước đó do Khổng Kính Nguyên thực hiện, mọi người không nắm rõ tình hình. Bây giờ nghe Khổng Kính Nguyên giới thiệu rồi nhìn phương án mà muốn phát biểu đúng là ép nhau. Thị trưởng Hà, tôi thấy chỉ nghe và xem trong giây lát thì sợ mọi người khó có thể đưa ra ý kiến. Dù sao nhà máy cơ giới không phải nhà máy nhỏ. Cải cách sẽ liên quan tới lợi ích của hơn ngàn nhân viên, cũng dính tới khối tài sản quốc gia nhất định. Tôi đã nhìn qua thì thấy khoản nợ của nhà máy cơ giới mặc dù cao nhưng tôi cảm thấy việc nhận định khoản nợ và định giá khu đất của nhà máy không rõ ràng. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng hơn là nhân viên nhà máy nghĩ sao về vấn đề cải cách. Triệu Quốc Đống nói, tôi nghe thị trưởng Khổng giới thiệu thì nhân viên nhà máy hoan nghênh cải cách. Nhân viên hoan nghênh cải cách đó là hy vọng sẽ được cải thiện cuộc sống. Giúp cho sự phát triển của nhà máy, mà không phải chỉ là thị xã ném bọn họ đi. Nếu không dù cải cách thành công thì chỉ sợ đó là tạm thời, nhân viên cải cách một khi cảm thấy tổn thất tới lợi ích của mình thì nhất định sẽ không đồng ý. Chính quyền cũng không thể né tránh vấn đề này. Cho nên tôi đề nghị chính quyền thị xã trước khi nghiên cứu phương án này thì tốt nhất cố gắng trưng cầu ý kiến của nhân viên nhà máy, xem bọn họ hy vọng cải cách như thế nào. Triệu Quốc Đống nói như vậy,
Khổng Kính Nguyên biết đối phương đã muốn đấu với mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Tên Triệu Quốc Đống này không xa lạ với việc cải cách, có thể nói y đưa ra vấn đề đều là điều mà Khổng Kính Nguyên cố gắng muốn tránh qua. Y từng cố gắng làm tốt quan hệ với đối phương để mong đối phương có ấn tượng tốt và hiểu cho mình. Nhưng bây giờ Khổng Kính Nguyên thấy tất cả là vô ích. Nếu như đã xác định Triệu Quốc Đống là đối thủ nguy hiểm nhất thì Khổng Kính Nguyên biết phải vứt hết ảo tưởng, làm như thế nào tránh mũi nhọn, làm tốt công việc phía sau mới là quan trọng nhất. Đối phương chỉ là phó thị trưởng thường trực mà không phải thị trưởng. Hà Chiếu Thành có chút đau đầu, Triệu Quốc Đống đưa ra quan điểm rất chính xác, cải cách nhà máy không phải làm cái là xong, anh làm không tốt thì nhân viên nhà máy cứ bám chặt lấy ủy ban không buông, xuất hiện chuyện như vậy càng không xong. Nhưng chuyện này mà cứ kéo dài thì cũng không được, chỉ có thể kiên trì đi tới. Lão Khổng, anh thấy sao? Thị trưởng Hà, thị trưởng Triệu đưa ra vấn đề thì tổ lãnh đạo đã cân nhắc, ví dụ như nói việc thu tiền hàng thì là do tính toán theo hiện trạng thực tế trong 1-2 năm qua của nhà máy cơ giới. Vấn đề đất thì khu đất của nhà máy cơ giới cũng sẽ được tính toán đúng mức nên chắc không vấn đề gì. Khổng Kính Nguyên nói, đương nhiên việc trưng cầu ý kiến nhân viên nhà máy mà thị trưởng Triệu nói thì ý của tôi là hội nghị thường trực ủy ban đưa ra phương án sơ bộ rồi đưa tới nhà máy thảo luận, nghiên cứu. Đương nhiên thị trưởng Hà nếu cảm thấy không ổn thì có thể giao cho nhà máy nghiên cứu trước, chỉ là nếu như vậy thì tôi sợ chuyện mãi kéo dài. Bởi vì dù sao nhân viên nhà máy chủ yếu làm việc cụ thể, không có cái nhìn mấy về sự phát triển lâu dài của nhà máy. Không có ý kiến chỉ đạo nhất định thì bọn họ sẽ thấy không thể theo ai. Rất lợi hại và giàu hoạt, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Hắn thực ra không có thành kiến mà chỉ thấy làm theo cách kia là không ổn. Xem ra đám người Khổng Kính Nguyên không có ý đồ tốt trong việc cải cách. Nhưng những câu nói của Khổng Kính Nguyên đúng là có thể khống chế được Hà Chiếu Thành. Ý của Lão Khổng thì tôi thấy cũng đúng, dù sao có ý kiến mang tính chỉ đạo thì cũng tiện cho nhân viên nhà máy cơ giới thảo luận. Cải cách không thể kéo dài càng không ổn. Tôi thấy cứ dựa theo phương án tổng thể này mà xác định rồi giao cho nhà máy cơ giới thảo luận, chú ý trưng cầu ý kiến đông đảo nhân viên, tránh việc nghe một phía. Ngoài ra các vị về có thể cân nhắc nếu có ý kiến thì có thể nói với tôi hoặc Lão Khổng. Hà Chiếu Thành suy nghĩ rồi quyết định làm theo cách của Khổng Kính Nguyên. Thứ nhất y không quen cách Triệu Quốc Đống muốn đoạt lấy oai phong của mình, thứ hai chuyện này do Khổng Kính Nguyên thực hiện, hơn nữa y cũng xem qua thì thấy phương án kia phù hợp quy định pháp luật, không có gì không ổn. Hội nghị tan đi, Triệu Quốc Đống về văn phòng mình, Quế Toàn Hữu liền đi theo mà nói. Thị trưởng Triệu, ngài cảm thấy phương án cải cách này có chuyện. Không, bây giờ chưa nhìn ra. Tôi đưa ra mấy vấn đề đều là những điểm có thể động tay động chân khi thực hiện MBO nhà máy, tôi chỉ muốn thử xem thái độ của Khổng Kính Nguyên mà thôi. Lần này đã thử ra, Khổng Kính Nguyên không muốn tôi nhúng tay vào, bây giờ còn không rõ y cảm thấy tôi động tới quyền lực của y mà chống lại, hay thật sự có vấn đề không muốn ai biết. Nếu là vế sau thì xin lỗi, tôi muốn làm hỏng chuyện tốt của đối phương. Không gấp, còn thời gian mà, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm thì y không thoát nổi. Quyền 10 Chương 63. Diện tích tổng cộng là bao nhiêu? Tổng diện tích là hơn 2.600 m². Từ Thu Nhạn mặc một bộ đồ thể thao của Adidas màu xanh lục đứng cạnh Triệu Quốc Đống, mái tóc được buộc lên khiến cô đầy năng động. Chiếc áo thể thao càng làm cho cặp vú đầy đặn của Từ Thu Nhạn thêm căng tròn, càng làm cho người ta chú mắt vào khe sâu ở cổ kia. Ồ, căn nhà cũ từ những năm 90 giá khoảng 3.000 thì không đắt cũng không rẻ. Triệu Quốc Đống tính tính giá rồi cười nói. Hai người muốn tôi mua hay là thuê? Chính là có việc này, nếu không lại bị người khác khống chế. Chủ nhà không chịu ký hợp đồng lâu dài, chỉ ký hàng năm một, nếu thấy làm ăn tốt thì sẽ tăng giá thì ai chịu nổi. Hơn nữa tôi và chị đã bàn, bây giờ việc tập thể hình và chăm sóc sắc đẹp cũng dần thành xu hướng chung. Dù là đàn ông hay phụ nữ đều đang dần tiếp việc tập luyện tăng cường sức khỏe, khách cũng càng lúc càng tăng. Chúng tôi cảm thấy ngành này rất có triển vọng, có khả năng phát triển cho nên đã cẩn thận tính toán và quyết định đạt được thành tích trong ngành sản xuất này. Từ Thu Nhạn nói đầy lý lẽ nhưng Từ Xuân Nhạn ở bên lại có chút xấu hổ. Quốc Đống, bọn chị chủ yếu là thấy chỗ cũ hơi nhỏ nên không thích hợp phát triển. Bọn chị muốn biến câu lạc bộ này thành một câu lạc bộ tổng hợp gồm tập thể hình, chăm sóc sắc đẹp, xông hơi, tập dưỡng sinh, ngoài ra cũng cân nhắc nếu bị người ép trong địa điểm thì sẽ không có lợi cho việc tạo thương hiệu. Mùa hè chính là thời cơ tốt nhất để phụ nữ ăn mặc. Từ Xuân Nhạn mặc chiếc quần màu cà phê càng tôn thêm đôi chân thon dài của cô, trên người cũng mặc chiếc áo màu xanh hai dây lộ vai,
dưới chân đi đôi giày thủy tinh màu trắng càng làm cô thêm cao hơn. Trên vai mang theo chiếc túi sách mà trước đó Triệu Quốc Đống mua tặng cô. Triệu Quốc Đống đúng là không thể hình dung người phụ nữ trông đầy khí chất này lại là một nữ công nhân khổ sở trong nhà máy dệt năm nào có liên quan gì với nhau. Chỉ có hơn tháng không gặp mà Triệu Quốc Đống cảm thấy Từ Xuân Nhạn như thay đổi hẳn. Triệu Quốc Đống hiểu rõ ý của hai người Từ Xuân Nhạn. Các cô sợ hắn mua tặng các cô nên mới phải giải thích để tránh hiểu lầm. Chẳng qua hắn lại khá vui vì các cô muốn gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực này. Từ câu lạc bộ thể hình nhỏ rồi phát triển đến câu lạc bộ tổng hợp, lại còn bán cả máy thể thao, tuy có hắn ủng hộ nhưng cũng có sự cố gắng lớn của chị em Từ Xuân Nhạn. Em hiểu, chị không cần nói nhiều. Nơi này không nhỏ nhưng đã cũ, các chị nếu muốn kinh doanh một câu lạc bộ thành công thì phải tạo được hình tượng. Căn nhà này cần phải lắp đặt lại một chút, có lẽ mất tầm 1 triệu, các chị có đủ sức không? Triệu Quốc Đống cười hì hì trêu chọc. Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, mặt cô đang đỏ bừng trông rất ngon mắt làm Triệu Quốc Đống nhìn mãi không thôi. Bọn chị không có nhưng có thể vay. Vay, vay còn cần thế chấp, sợ hơi khó. Triệu Quốc Đống không nhìn được trêu chọc một lúc, thời tiết tốt, trêu đùa cũng có lợi cho tinh thần. Triệu Quốc Đống từ khê bạn giật cảnh đi ra thi thoảng không nhìn được nhìn hai người Từ Xuân Nhạn một chút. Có lẽ bị Từ Thu Nhạn ảnh hưởng nên Từ Xuân Nhạn càng lúc càng tự tin, ăn mặc cũng khác trước, biết cách lựa chọn cho phù hợp với bản thân. Thị trưởng Triệu, đây là Tiểu Ngu của cục tôi, đã gặp ngài một lần ở văn phòng ngài. Đoạn Kỳ Ngôn ân cần cầm trà mời Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhìn quanh và thấy hoàn cảnh cũng được. Sơn Trang Bích Tuyền cư này có vị trí tốt, có lẽ là người có thực lực. Có thể thành lập một khu nghỉ dưỡng ở trên đảo Hồ Tâm thuộc Hồ Long Động thì không có lai lịch là không làm được. Một cây cầu gỗ bắc từ bờ hồ lên đảo, mặt hồ sóng sánh như gương làm người ta cảm thấy mình về thời cổ. Triệu Quốc Đống rất thích không khí này. Đoạn Kỳ Ngôn này vẻ mặt thì bình thường nhưng đầu óc rất nhạy bén, cũng làm Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt. Nếu không hắn cũng không nhận lời mời ra ngoài trong kỳ nghỉ như thế nào. Cuối tuần là thời gian riêng tư, nếu không có việc gấp thì Triệu Quốc Đống sẽ không làm việc gì cả. Tiểu Ngu làm việc ở phòng xã hội. Triệu Quốc Đống thực ra cũng biết ý đồ của Đoạn Kỳ Ngôn. Chẳng qua người này chuyên môn tới An Đô báo cáo công việc, mặc dù chọn thời gian không thích hợp nhưng cũng có tâm ý. Công tác dân chính không do Triệu Quốc Đống quản lý, nhưng công viên Nghĩa Trang lại nằm trong phạm vi khu khai phát lại do Triệu Quốc Đống quản lý. Vì thế thị xã xác định xây dựng công viên Nghĩa Trang do Triệu Quốc Đống phụ trách. Ngu Hải Xuyên cũng đã trên 30 lại bị Triệu Quốc Đống gọi là Tiểu Ngu, chẳng qua Ngu Hải Xuyên lại không thấy có gì không ổn. Thị trưởng Triệu, Tiểu Ngu là phó trưởng phòng công tác xã hội, rất quen thuộc với công tác mai tang. Công viên Nghĩa Trang thì sau khi hội nghị đảng ủy cục chúng tôi bàn và có ý đề cử Tiểu Ngu phụ trách công tác này, cho nên hôm nay tôi mang Tiểu Ngu tới gặp thị trưởng Triệu, thuận tiện để Tiểu Ngu báo cáo một chút, cũng nghe chỉ thị công việc của thị trưởng Triệu. Đoạn Kỳ Ngôn cười hì hì nói. Từ trên xuống dưới của Hoài Khánh đều biết tư tưởng, quan điểm của ngài rất đặc biệt, tôi và Tiểu Ngu cũng muốn nghe thị trưởng Triệu chỉ bảo. Được rồi, anh đây là nói xấu tôi phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Đoạn Kỳ Ngôn này nịnh bợ làm hắn không được tự nhiên. Dạy bảo thì tôi không dám nói, nhưng nếu cục xác định việc này do Tiểu Ngu phụ trách, tôi đây đúng là cần phải trao đổi. Đương nhiên phương án hợp tác cụ thể với tập đoàn Gia Viên vẫn chưa có. Tôi vốn không tiện nói nhiều nhưng công việc này mà khởi động thì khối lượng là rất lớn nên tôi phải nói vài câu. Công trình này liên quan đến hình tượng thu hút đầu tư của Hoài Khánh chúng ta, đồng thời cũng mang lại lợi ích kinh tế lớn cho thị xã. Có thể nói đây là một điểm sáng mà Ủy ban toàn lực tạo ra, có sức ảnh hưởng lớn đối với công tác thu hút đầu tư của Hoài Khánh, có tác dụng xúc tiến để tạo tiếng tăm của thị xã Hoài Khánh. Nói cách khác cục dân chính cần toàn lực ủng hộ khiến công trình diễn ra thuận lợi. Từ việc phê duyệt công trình thì cục đều phải dồn hết toàn lực, đương nhiên tôi cũng sẽ chú ý, cần tôi ra mặt thì cứ nói. Thị trưởng Triệu, điều ngài nói thì tôi hiểu, chỉ là sau khi xác định phương án thì sẽ do bên nào khống chế cổ phần, phương thức kinh doanh cụ thể. Đoạn Kỳ Ngôn cẩn thận nói. Ai khống chế cổ phần thì chưa xác định, nhưng có một nguyên tắc đó là chủ yếu phụ trách việc kinh doanh là tập đoàn Gia Viên, chúng ta không tham gia. Bên chúng ta phụ trách việc xây dựng. Đồng thời cũng đại biểu ủy ban thị xã có quyền cổ đông. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Đương nhiên chúng ta cũng có thể đưa ra ý kiến của mình trong việc kinh doanh của công viên, dù sao bên Hong Kong sẽ không quá hiểu tình hình bên chúng ta, nhiều lúc chúng ta không chỉ có trách nhiệm giám sát mà còn phải gánh vác trọng trách kinh doanh.
Đoạn Kỳ Ngôn đến báo cáo công việc với Triệu Quốc Đống chính là muốn dò xét một chút. Y tất nhiên biết liên doanh với tập đoàn Gia Viên thì sẽ do tập đoàn Gia Viên phụ trách kinh doanh. Bên Hoài Khánh thì tất nhiên không đủ kinh nghiệm làm việc này. Chẳng qua công trình công viên nghĩa trang khổng lồ như vậy, Đoạn Kỳ Ngôn cũng biết miếng thịt béo này có không ít người nhìn vào. Khi việc liên doanh chưa chính thức được xác định đã có rất nhiều người muốn xin một miếng. Ai cũng biết hợp tác với tập đoàn Gia Viên, tập đoàn Gia Viên phụ trách việc quy hoạch và kinh doanh, nhưng việc xây dựng, xanh hóa, lại giao cho Hoài Khánh, đây là miếng thịt béo quá lớn. Chuyện chưa xác định mà đã có nhiều người tới tìm y, điều này khiến Đoạn Kỳ Ngôn liền vội vàng tới tìm Triệu Quốc Đống. Hơn nữa Ngô Hải Xuyên phụ trách vấn đề này hay không thì chưa được hội nghị đảng ủy quyết định mà mới là đề nghị, mấy người cạnh tranh khác cũng do vài lãnh đạo cấp trên biến tướng có ý kiến, điều này làm y gặp áp lực không nhỏ. Vì thế y mới mang Ngô Hải Xuyên đến gặp Triệu Quốc Đống, chỉ cần được thị trưởng Triệu đồng ý thì áp lực sẽ giảm đi. Đoạn Kỳ Ngôn mặc dù cũng nghe vài điều về Triệu Quốc Đống là không tham gia vào các công trình nhưng vẫn phải đến hỏi. Vì bây giờ có nhiều lãnh đạo vỗ ngực nói giỏi nhưng trong lòng lại nghĩ khác, y không hy vọng mình bị vướng ở việc nhỏ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 10, chương 6-14. Hoàn cảnh Bích Tuyền cư rất tốt, khách không nhiều, thái độ phục vụ chu đáo, hơn nữa có thể căn cứ yêu cầu của khách mà điều chỉnh. Sau khi ăn trưa xong, Đoạn Kỳ Ngôn, Ngô Hải Xuyên và Triệu Quốc Đống ngồi câu cá, đến khi mặt trời lặn Triệu Quốc Đống mới hài lòng ra về. Cuộc nói chuyện buổi chiều làm hai bên hiểu được ý đồ của nhau. Quan hệ của Đoạn Kỳ Ngôn và Triệu Quốc Đống xuất hiện từ khi xác định làm công viên nghĩa trang Thương Long Dục. Trước đó hai người chưa chính thức tiếp xúc, lần đầu tiên quan hệ lại gặp hạng mục này nên khó tránh khỏi việc muốn biết quan điểm của đối phương. Nhất là Đoạn Kỳ Ngôn càng cảm thấy đây là cơ hội tốt để tạo quan hệ với thị trưởng Triệu. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống là khá đột xuất, một khi nhận định chuyện gì sẽ toàn lực làm. Điểm này Đoạn Kỳ Ngôn cũng hiểu đôi chút, từ hạng mục công viên nghĩa trang Thương Long Dục thì Đoạn Kỳ Ngôn có thể nhìn ra được. Cho nên y chưa chờ hạng mục chính thức thành lập đã có chuẩn bị. Triệu Quốc Đống cũng rất hài lòng với điều này. Triệu Quốc Đống cũng suy nghĩ xem ý đồ mà Đoạn Kỳ Ngôn lại lên tận An Đô xin gặp mình là gì. Là cảm thấy liên lạc với mình ở Hoài Khánh sẽ làm người ta chú ý, hay là bản thân hạng mục công trình công viên nghĩa trang có chút kỳ quái, hay là chỉ mang Ngô Hải Xuyên đến dề cử với mình, tiện cho triển khai công việc. Triệu Quốc Đống cũng không phản cảm việc cấp dưới dùng cách này để tạo quan hệ, trên thực tế hắn cũng đang tìm cơ hội để bồi dưỡng những người có thể đi cùng mình. Đây là điều mà bất cứ lãnh đạo nào cũng cần làm. Một hảo hán cần ba người giúp, một người một ngựa dù là anh hùng cũng khó thành công. Lưu Bang có năng lực bình thường nhưng nhờ bạn bè và cách dùng người nên thành công. Hạng Võ là kỳ tài cái thế nhưng lại hẹp hòi, không biết dùng người nên chỉ có thể nhảy sông tự tử, đó là minh chứng rõ nhất. Triệu Quốc Đống đến Hoài Khánh liền cảm thấy mình không dễ làm như hồi Ninh Lăng, nhiều việc hắn chỉ hơi chạm vào, như vậy vừa vất vả vừa có thể gặp ảnh hưởng lớn. Cho nên Triệu Quốc Đống mới có thể mượn hạng mục công viên nghĩa trang mà điều Quế Toàn Hữu lại đây. Nhưng hắn cũng hiểu nếu muốn mở cục diện ở Hoài Khánh thì phải dựa vào những cán bộ địa phương tại đất Hoài Khánh này. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của vòng tròn xung quanh hắn. Đoạn Kỳ Ngôn không phải người phù hợp nhất với tiêu chuẩn mà Triệu Quốc Đống đặt ra, nhưng Đoạn Kỳ Ngôn muốn làm việc, nguyện ý đi theo hắn làm việc là đủ rồi. Giống như Chủ tịch Huyện Tính, Phu Tử Sam. Triệu Quốc Đống lúc trước cảm thấy phản cảm với tác phong bám dai như đỉa của đối phương. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Triệu Quốc Đống mới phát hiện tác phong làm việc của vị nữ chủ tịch huyện này khá tốt, không hề thua Ngụy Hiểu Lam ở Ninh Lăng trước đây, hơn nữa còn kiên định, mạnh mẽ, vài hạng mục công việc thực hiện cũng làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Hắn cũng thay đổi thái độ với Vũ Tử Sam, quan hệ hai bên nhanh chóng kéo gần lại. Nhiều ấn tượng và cái nhìn đều dần thành lập từ công việc. Có những lúc chuyện nhỏ đủ để thay đổi ấn tượng về một người, nhưng có lúc chi tiết nhỏ có thể nhìn ra bản chất của đối phương. Triệu Quốc Đống thích thông qua chi tiết nhìn năng lực của người. Đoạn Kỳ Ngôn cũng không quá liêm khiết, ngay thẳng, chỉ bằng việc đối phương mời mình tới đây là có thể nhìn ra. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không thấy có vấn đề, nước trong sẽ không có cá, chỉ cần không vượt điểm mấu chốt là đủ. Quan điểm và ý tưởng của Đoạn Kỳ Ngôn khá phù hợp với suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Quy hoạch và kinh doanh, tuyên truyền của công viên Nghĩa Trang thì giao Ho Hong Kong làm. Hoài Khánh phụ trách chỉnh trang đất, xây dựng phương tiện trụ cột và giám sát tài chính. Như vậy vừa không ảnh hưởng đến kinh doanh của công viên, vừa đảm bảo sức ảnh hưởng và sự khống chế của Hoài Khánh với công trình này.
Ai đó? Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào thành giường. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã là 11 giờ. Hai người quan hệ hai lần và lúc này vẫn đang quấn lấy nhau. Ồ, băng tỷ gọi tới. Muộn như thế này sao băng tỷ còn gọi cho em? Trình Nhược Lâm có chút không muốn xoay người ngồi dậy cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, một tay lấy chiếc chăn đơn che ngực, một tay cầm điện thoại. La băng, muộn như thế này chẳng lẽ có chuyện gì? Tay Triệu Quốc Đống cũng thu lại từ ngực Trình Nhược Lâm. Mặc dù Trình Nhược Lâm đã lên Ando nhưng cô vẫn thường xuyên liên lạc với La Băng. La Băng gần như hàng tháng sẽ lên Ando 3-4 ngày và ở chỗ Trình Nhược Lâm. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng có chút nghi ngờ giữa hai người có vượt quá quan hệ bạn bè bình thường không. Nhưng mỗi lần hắn hỏi Trình Nhược Lâm việc này thì Trình Nhược Lâm đều tức và xấu hổ. Băng tỷ, vâng, em ở nhà. Hả, chị ở dưới lầu. Trình Nhược Lâm hốt hoảng nhảy dựng lên. Chị lên Ando, mai lên sở họp. Hả, đương nhiên không sao, tiện mà. Trình Nhược Lâm khẩn trương ra hiệu Triệu Quốc Đống đứng lên. Hai người quấn nhau hơn 2 tiếng, mồ hôi và mùi cơ thể quấn vào nhau, thêm cả cái mùi kia, cả phòng đầy mùi đó thì La Băng lên sao có thể không nhận ra. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi mặc quần áo. Hắn thấy Trình Nhược Lâm bỏ máy rồi vội vàng mặc quần lót và váy ngủ thì nói. Sao, muốn đuổi anh đi ư? Anh không đi thì Băng tỷ ở đâu? Mặt Trình Nhược Lâm đỏ bừng lên, trong mắt hiện rõ sự không muốn làm Triệu Quốc Đống si mê. Ôi, hay là bảo La Băng nằm bên kia, em nằm giữa. Dù sao giường cũng đủ rộng mà. Triệu Quốc Đống trêu một câu, Trình Nhược Lâm ở nhà thuê một phòng khách một phòng ngủ. Cũng may phòng ngủ khá lớn nên để được giường lớn. Hừ, anh nghĩ hay nhỉ, có phải có ý với Băng tỷ? Trình Nhược Lâm hờn dỗi nhìn Triệu Quốc Đống. Băng tỷ là người trong sạch. Không thể bị anh làm bẩn. Em nói gì vậy, anh sao có thể có suy nghĩ đó? Chẳng qua Nhược Lâm, sao lại là làm bẩn, chẳng lẽ nói em không phải người trong sáng như băng thanh ngọc khiết, cũng không phải bị anh làm bẩn sao? Triệu Quốc Đống cài cúc áo rồi trêu. Cái này khác, băng tỷ khác em. Trình Nhược Lâm lắc đầu không muốn nói nhiều. Khi La Băng thấy Triệu Quốc Đống cười hì hì xuất hiện trước mặt mình, La Băng biết mình đến không đúng lúc. Mặc dù trên giường sạch sẽ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được bọn họ vừa làm gì. Cả phòng đầy mùi hương kỳ lạ làm người ta muốn nhũn chân lại. Cô thậm chí còn thấy Trình Nhược Lâm không mặc áo lót. Đến khi Triệu Quốc Đống rời đi thì La Băng mới bình tĩnh lại. Thấy La Băng nhìn mình, Trình Nhược Lâm xấu hổ lấy tay ôm má. Băng tỷ, anh ấy đến không lâu, bây giờ anh ấy rất bận, một tháng chỉ có 3-4 lần. Thấy Trình Nhược Lâm hốt hoảng nên giải thích như vậy. La Băng cũng thấy nóng mặt. 3-4 lần còn ít, em định cứ cùng hắn như vậy sao? Hắn không kết hôn ư? Cái này thì không phải. Hắn sẽ kết hôn, đối tượng làm ở Bộ Ngoại giao, ở Bắc Kinh suốt, nghe nói cô ấy chưa bao giờ tới Ando. Trình Nhược Lâm cười hì hì nói. Hả, vậy sao được? La Băng có chút giật mình nói. Hắn không nói nhiều nên em không hỏi, hình như là có người làm mối. Giống như hắn nói là mình chỉ cần cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Trình Nhược Lâm cười nói. Chẳng qua không có quan hệ gì với em. Em thấy bây giờ rất tốt, thích thì đến với nhau, không thích thì tách ra. Chẳng qua bây giờ hai bên đều hài lòng với nhau. Em dự định cứ như vậy cả đời sao? La Băng có chút buồn, với sự phát triển bây giờ của Triệu Quốc Đống thì sẽ đi càng cao, chuyện sau này sao có thể nói rõ? Sao không được, bây giờ không phải tốt sao? Em có công việc của mình, em thấy rất vui khi làm việc ở đài truyền hình, em không cần phụ thuộc vào ai mới có thể sống. Chưa chắc đã kết hôn thì sẽ hạnh phúc, em cần gì quan tâm người khác đánh giá, em không cần sống vì người khác mà. Băng tỷ, chị thấy sao? Trình Nhược Lâm cười nói. Quyển 10, chương 65. Tâm trạng Khổng Kính Nguyên lúc này rất không tốt. Trong hội nghị thường trực ủy ban Triệu Quốc Đống xen vào làm y cảm thấy đối phương nếu nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì sẽ rất phiền phức. Lão Phan nhếch chân chữ ngũ ngồi đó, y cũng cảm nhận được Khổng Kính Nguyên đang lo lắng nhưng không cho là đúng. Một thằng danh miệng còn hôi sữa lại khiến Khổng Kính Nguyên sợ thành như vậy, chẳng lẽ đối phương thua khi mất chức phó thị trưởng thường trực nên mới thế sao? Lão Khổng, anh thật sự cảm thấy sẽ xảy ra chuyện ư? Có cần tìm người nói chuyện với Triệu Quốc Đống hoặc trực tiếp nói chuyện với Trần Anh Lộc không? Không, tuyệt đối không. Lúc này mà có người lên tiếng thì đối phương càng thêm nghi ngờ. Triệu Quốc Đống là thằng chó điên sẽ cắn càn đó. Khổng Kính Nguyên lắc đầu nói. Bây giờ hắn chỉ mới nghi ngờ mà thôi,
tôi đoán hắn còn chưa xác định. Trong hội nghị tôi cũng hơi thất sách, tôi đáng lẽ không nên phản ứng quá mức như vậy, sau đó tôi thấy cũng hơi quá. Vậy nên làm như thế nào? Ngồi chờ hắn đến tận nhà đánh chúng ta ư? Lão Phan ngồi thẳng dậy rồi nói. Thằng đó còn trẻ thì chỉ sợ một lòng muốn lên, tôi nghĩ hắn không làm việc này quá tuyệt, như vậy không có chỗ tốt với hắn. Chỉ cần có người nói vài câu thì chắc không vấn đề gì. Không, anh không biết hắn, tôi tiếp xúc mấy lần thì thấy rất khó chơi. Người bình thường thì hắn không nể mặt đâu, tôi thấy ở Hoài Khánh này may ra chỉ Trần Anh Lộc là nói chuyện được, ngay cả Hà Chiếu Thành cũng không làm gì được hắn. Khổng Kính Nguyên đứng lên đi quanh bàn mà nói. Trong nhà máy thì lão Chu đã chuẩn bị xong, tôi cũng chuyên môn đến xem nên không sợ hắn điều tra. Chỉ cần không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không thể điều tra được gì. Tôi sợ nhất là hắn dùng chiêu gì mới, làm lớn chuyện và đưa nhiều người tới cạnh tranh thì khó làm. Hừ, chỉ cần làm xong việc trong nhà máy thì sợ gì. Chỉ bằng sổ sách đó tôi không tin ai dám nhận nó. Lão Phan lắc đầu nói. Chúng ta đầu tiên là nhìn chúng vào đất, lão Chu coi trọng bản thân nhà máy, chúng ta hợp sức mới dám làm như vậy. Người khác đến vừa không có bên chính quyền hỗ trợ, lão Chu cũng không hỗ trợ thì ai dám vào đó. Lão Phan nói cũng có lý. Nếu như không phải đám người Chu Đức Siêu sớm tính tới MBO nhà máy cơ giới nên cố gắng làm cho nhà máy suy yếu, Khổng Kính Nguyên cũng không dám kéo đám người lão Phan đến để ăn khu đất đó. Bây giờ hai bên hợp sức, lại có y đứng giữa hỗ trợ thì có thể nói người ngoài sẽ không nhúng tay vào được. Ừ, chẳng qua cẩn thận vẫn hơn. Tôi đã nói chuyện với Chu Đức Siêu và Mã Cam Sương, có lẽ tên Triệu Quốc Đống sẽ phái người xuống tìm hiểu tình hình nhà máy, kiểu gì cũng có người nói này nói kia. Có ý kiến không đồng ý là Triệu Quốc Đống sẽ gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ cải cách. Lão Phan, bên anh cũng phải chuẩn bị đủ tài chính, khi thị xã xác định là anh phải làm ngay. Khổng Kính Nguyên cắn răng nói. Phải làm trước cuối năm, nhân lúc bọn họ còn chưa rõ tình hình thì chúng ta đi xong nước cờ này là ổn. Tôi thấy anh quá sợ thằng Triệu Quốc Đống rồi, như vậy sẽ dễ có vấn đề. Lão Phan không lo bên mình mà lại cho bên Khổng Kính Nguyên. Tôi không tin thằng Triệu Quốc Đống là kim cương bất hoại, là người sẽ có nhược điểm. Chẳng lẽ hắn đến 30 mà không tham gì, không thích gì? Lão Khổng, nếu như anh thật sự cảm thấy hắn sẽ chặn chúng ta thì sớm nói ra. Lão cô là cao thủ trong việc này, giao cho y xử lý. Triệu Quốc Đống thích tiền thì chúng ta tìm cơ hội kéo xuống nước, không chừng lại có thêm bạn cùng kiếm tiền. Hắn thích gái thì càng dễ, cho hắn chơi quên trời đất. Hắn muốn lên thì cũng được, chúng ta có quan hệ mà. Chỉ cần không động thì thôi, nếu có hứng thú thì mời lãnh đạo đến ngồi cũng được mà, cần tiền chúng ta bỏ ra cho hắn. Khổng Kính Nguyên xua tay nói. Lão Phan, anh nói đúng, thỏ khôn có ba hang, chúng ta cũng nên chuẩn bị vài điều. Tôi thông qua quan hệ bên Ninh Lăng hiểu một chút thằng này không thích tiền, muốn lên là tất nhiên nhưng hắn có lai lịch lớn, nghe nói còn có quan hệ với bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp, chẳng qua nghe nói thằng này là kẻ phong lưu. Khổng Kính Nguyên cười lạnh một tiếng. Không thích tiền mà chỉ thích gái ư, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Gái là thích tiền, muốn thỏa mãn dục vọng của gái thì không có tiền sao được. Cùng bọn họ sang Pháp, Hong Kong mua sắm không có tiền ư. Chỉ với tiền lương của hắn thì dựa vào gì mà được gái thích. Lão Phan khinh thường nói. Mẹ nó chứ, không thích tiền chủ yếu là tiền ít. Chỉ cần hắn thích gái thì không thể không thích tiền. Bây giờ thứ gì chẳng có thể quy sang tiền, không có tiền không có tình cảm. Tiền là vạn năng, không có tiền là không được. Khổng Kính Nguyên không thèm để ý đến lão Phan đang chế nhạo mà nói. Xem ra chúng ta cũng phải dành nhiều công sức mới được. Anh bảo lão cô điều tra rõ tình hình của hắn bên Ninh Lăng, sau đó suy nghĩ xem làm như thế nào để đối phó. Chúng ta không thể để hắn bóp cổ mình không thể thở nổi, chúng ta phải nắm được nhược điểm của hắn. Bóng hay. Triệu Quốc Đống nhảy lên ném bóng vào rổ, hai điểm. Đây là cuộc thi bóng rổ mà Ban tuyên giáo thị ủy cùng Cục Thể dục Thể thao tổ chức cho các cơ quan cấp thị xã. Văn phòng thị ủy và văn phòng ủy ban hợp thành em toi đội. Triệu Quốc Đống không thích đánh bóng rổ nên mới đầu liên tục từ chối tham gia vào đội. Chỉ là cán bộ cơ quan không ngừng yêu cầu có lãnh đạo thị ủy, ủy ban tham gia cùng. Mà trong các thường vụ thị ủy thì trẻ nhất là hắn cùng với trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Triều, ngoài ra còn có phó thị trưởng Đặng Nhược Hiền. Tiêu Triều chạy khoảng 3 phút mà không ném bóng vào rổ được quả nào, bóng cũng hai lần bị người đoạt lấy, cuối cùng mệt mỏi thở hổn hển. Đặng Nhược Hiền tốt hơn chút nhưng sức cũng không theo kịp, chỉ có thể sang bên đổi người.
Trần Anh Lộc tự điểm danh Triệu Quốc Đống phải tham gia. Hắn nói mình không biết chơi bóng rổ nhưng Trần Anh Lộc nói cứ theo quy định bóng bầu dục mà tham gia là được, Triệu Quốc Đống cuối cùng vẫn phải tham gia. Cũng may mặc dù nhiều năm không chơi nhưng chỉ tập 2 buổi là hắn thành quân chủ lực của đội. Chỉ riêng cơ thể cao trên 1m8 thì cả cơ quan cũng coi như đứng đầu. Độ tuổi nhân viên của cơ quan chênh lệch không nhiều, hầu hết đều là loại thư sinh, chơi vài phút đã đổ mồ hôi, biển thay người liên tục được đưa ra. Chơi một lát, Triệu Quốc Đống cảm thấy có lẽ mỗi mình chạy. Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong yêu cầu các đồng chí trong đơn vị phải tổ chức đội cổ động, còn nghĩ cách tăng sức hội tụ của đảng ủy, chính y cũng tự mình tổ chức đội ngũ đến trợ uy. Thị trưởng Hứa, sao đã thay người rồi? Triệu Quốc Đống sang bên mà nói với Hứa Kiều đang ngồi nghỉ. Không được, tuổi cao nên sức không theo kịp nữa, lúc trước tôi là chủ lực đội bóng rổ của trường mà bây giờ lại thành thế này. Triệu Quốc Đống không đợi Hứa Kiều mời mà ngồi xuống bên cạnh Hứa Kiều. Đây là ghế cho 3 người, Hứa Kiều ngồi một đầu, nữ đội viên đội khác không ngồi đây vì cấp bậc hành chính. Thị trưởng Hứa, có chú ý xem cổ phần của công ty Hải Hồng trên thị trường chứng khoán không? Ồ, thị trưởng Triệu cũng chơi cổ phiếu. Hứa Kiều nhướng mày nói. Không có, tôi không hứng thú với cái này, tôi chỉ thấy cổ phiếu của Hải Hồng tăng lên nhiều, đúng, còn có cổ phiếu của Tống Nghệ nữa. Một cái bay lên tận trời, tăng cả tháng trời. Ha ha, chỉ có thấy trong này có vấn đề gì không? Hứa Kiều có chút không rõ sao Triệu Quốc Đống lại đột nhiên nhắc tới cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Cô cũng chơi cổ phiếu, cô cũng chú ý thấy cổ phiếu của Hải Hồng và Tống Nghệ tăng liên tục. Thị trường chứng khoán lên xuống là tất nhiên, cổ phiếu Hải Hồng và Tống Nghệ trong thời gian này đúng là tăng lên rất nhanh, tôi cũng suy nghĩ, có lẽ là do dính tới lĩnh vực mạng. Sắp tới hình như có không ít cổ phiếu của các công ty trong lĩnh vực này niêm yết lên thị trường chứng khoán. Hứa Kiều có chút buồn bực nói. Thị trưởng Hứa đúng là nhanh nhạy thông tin, liếc cái là nhìn ra vấn đề trong đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Mạng bắt đầu phát triển mạnh, bất cứ thứ gì dính tới mạng đều ấm lên, đó là điều bình thường. Thị trưởng Triệu, anh hình như có gì muốn nói. Hứa Kiều không thích vòng vo, cô nhìn trận đấu rồi nhìn sang Triệu Quốc Đống. Không có gì, chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Lĩnh vực mạng đang phát triển mạnh, mà ngăn cả ngành này phát triển chính là phần cứng. Bên ngành thông tin Hoài Khánh chúng ta hình như vẫn lạc hậu ở mảng này. Tôi nghe nói thị trưởng Hứa rất có ý tưởng đẩy mạnh sản nghiệp công nghệ thông tin của thị xã nên muốn trao đổi một chút với chị. Ồ, vậy thì tốt. Mắt Hứa Kiều sáng lên mà nói. Không ngờ thị trưởng Triệu lại có hứng thú với ngành công nghệ thông tin. Tôi vẫn cho rằng mọi người lại coi phát triển ngành cơ khí chế tạo là chuyện lớn hàng đầu trong nền kinh tế của Hoài Khánh nữa chứ. Triệu Quốc Đống có thể nghe ra ý châm chọc của Hứa Kiều. Năm ngoái mấy vị đại biểu của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thì Hứa Kiều đã đề nghị đưa việc dạy công nghệ thông tin vào các trường học và ưu tiên việc phát triển ngành sản xuất này trong nền kinh tế Hoài Khánh, nhưng đề án này khi được đưa sang Hội nghị Thường trực Ủy ban lại bị bỏ xó. Hà Chiếu Thành cùng Phó Thị trưởng Thường trực lúc đó từ chối cho ý kiến. Quyền 10, chương 66. Lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ rất nhanh phát triển khi mạng Internet phát triển, đó là xu thế nhất định. Ngành sản xuất này về sau sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong GDP quốc gia và không ngừng tăng lên, tôi tin tưởng vào điểm này. Mắt Triệu Quốc Đống tuy nhìn vào trận đấu nhưng tâm trí lại đang nói chuyện với Hứa Kiều. Ừ, thị trưởng Triệu nói đúng, tôi cũng cho rằng như vậy. Mấy năm nay tôi vẫn chú ý ngành công nghệ thông tin phát triển. Tôi thấy tốc độ tăng trưởng khá nhanh, khu vực duyên hải càng rõ ràng. Hứa Kiều nghe thấy Triệu Quốc Đống đánh giá cao lĩnh vực công nghệ thông tin liền vui vẻ mà nói. Tôi còn phát hiện một hiện tượng thú vị, đó chính là sau khi quốc gia chúng ta cải cách thì sản nghiệp nào mới đều xuất hiện ở khu vực duyên hải. Ví dụ như khu vực Trường Tam Giác đang nhanh chóng phát triển, sau đó dần truyền vào đất liền. Ví dụ như mấy ngành giày dép, đồ chơi những năm 80, lại ví dụ như ngành thương mại dịch vụ những năm 90. Bây giờ lại đến ngành công nghệ thông tin, không ngành nào mà không như vậy. Nhưng tôi lại nghĩ đến một vấn đề, tại sao chúng ta không thể đi trước một bước, có thể đứng ngang hàng hoặc đi trước khu vực duyên hải. Quan điểm của Hứa Kiều tuy không mới mẻ, đi trước, chiếm tiên cơ thì ai chẳng muốn, vấn đề làm như thế nào mà nắm bắt được. Khu vực duyên hải có ưu thế rất rõ ràng, dù từ chính sách hay vị trí địa lý, nhân tài hay tài nguyên, phương tiện trụ cột đều hơn xa lục địa. Mà lãnh đạo ở khu vực duyên hải cũng có quan niệm thoáng hơn nội địa, điều này là ưu thế đáng để nhắc tới. Nhà kinh doanh cần chính là lợi nhuận, dù ngành sản xuất nào cũng như vậy.
Chỉ khi bọn họ cho rằng đầu tư ở nội địa lãi cao hơn hoặc ít nhất không thua khu vực duyên hải thì bọn họ mới có thể tính tới chuyển vào nội địa. Thị trường hứa, điều kiện khách quan khiến cho ý tưởng của chị là rất khó khăn để thực hiện được. Triệu Quốc Đống cười cười, hắn muốn xem Hứa Kiều có ý tưởng gì hay không. Hứa Kiều nhướng mày, mắt sáng rực lên. Thị trưởng Triệu có vẻ không quá coi trọng Hoài Khánh chúng ta. Tôi không biết thị trưởng Triệu lại là người bi quan như vậy đó. Hứa Kiều cười cười một tiếng mà nói. Hoài Khánh có nhiều ưu thế trời ban, có nhiều thứ mà nơi khác không thể so sánh. Hoài Khánh có lịch sử văn hóa, là thành thị nổi tiếng từ xưa, Hoài Khánh còn là nơi có độ xanh nhiều nhất tỉnh, nhiều hồ nước. Hứa Kiều chưa nói hết thì Triệu Quốc Đống đã cắt ngang. Hoài Khánh có vị trí địa lý ưu việt, cách sân bay quốc tế Thái Bình vài chục km, quốc lộ 226 chạy xuyên qua Hoài Khánh, đường sắt An Kiểm chạy qua. Hoài Khánh còn có Học viện Công nghiệp An Nguyên, khoa điện tử của học viện nổi tiếng cả khu vực Trung Tây, hàng năm có rất nhiều nhân tài đi ra. Phương tiện trụ cột của khu khai phát Hoài Khánh cũng xếp hàng đầu của tỉnh, vừa lúc có thể phát triển ngành sản xuất công nghệ thông tin. Hứa Kiều ngẩn ra và cười hì hì nói. Thị trưởng Triệu, ngài đã xem đề án mà tôi liên danh trình lên. Tôi đã xem qua và rất có hứng thú nên muốn tìm cơ hội trao đổi với thị trưởng Hứa một chút, xem có tìm được tiếng nói chung không. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Quan điểm của thị trưởng Hứa rất sắc bén, tôi sau khi đọc và rất đồng cảm với nó. Hoài Khánh có trụ cột tốt như vậy, lại có thị trường lớn là An Đô ở bên, Hoài Khánh hoàn toàn có thể phát triển ngành công nghệ thông tin. Nhưng điều kiện chính là để lãnh đạo thị xã nhận thức rõ điểm này, phải hiểu được việc chiếm thời cơ trước là quan trọng như thế nào, hơn nữa cũng phải đưa ra chính sách ủng hộ. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có lẽ có một số lãnh đạo không tin vào điều kiện của Hoài Khánh, cảm thấy ngành kỹ thuật cao như vậy sẽ quá sức với Hoài Khánh. Nếu không thử thì sao biết? Hứa Kiều liếc nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Tôi thừa nhận đất liền có chênh lệch với khu vực duyên hải, nhưng chênh lệch ở đâu? Đâu là điểm quan trọng, làm như thế nào để vượt qua nó? Chúng ta có ưu thế đặc biệt hơn so với khu vực duyên hải không? Có thể bù đắp chỗ thiếu, phát triển chỗ mạnh không? Ồ, thị trưởng Hứa cảm thấy đâu là điểm chênh lệch nhất? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ở đây, có một số lãnh đạo của chúng ta sợ khó khăn, đây là chênh lệch lớn nhất. Tôi cảm thấy chỉ cần giải quyết vấn đề này thì các chênh lệch khác sẽ bù lại được. Hứa Kiều không hề e ngại nói. Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên vì phục sự thẳng thắn của Hứa Kiều. Nhưng thay đổi điểm này thường là khó khăn nhất, lối suy nghĩ cổ hủ đâu phải một sớm một chiều là thay đổi được. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây chính là sự không tốt trong cơ cấu dùng người của chính quyền, đức tài đều có. Đức mặc dù quan trọng nhưng tài cũng không thể thiếu. Thế nào là tài, ánh mắt, tư tưởng, lòng dạ, khí phách, bốn thứ đều có thì mới đi được vào trào lưu phát triển. Hứa Kiều thấy Triệu Quốc Đống nói chuyện cũng không rụt rè, lúc trước cô nói hơi quá nhưng không ngờ lời của đối phương cũng không kém. Vì thế cô mới can đảm nói ra như vậy. An Nhiên ở tuyến giữa nhận được bóng do Ngô Cơ truyền, sau đó dùng một động tác đẹp và nhảy lên ném bóng thành công, toàn trường liền vang lên tiếng vỗ tay. An Nhiên vốn đang hứng phấn nhưng liếc nhìn thấy hai người Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều ngồi ngoài sân đang nói chuyện vui vẻ, mặc dù bọn họ cũng vỗ tay nhưng chỉ thoáng cái là chuyển sang nói chuyện, điều này làm cho An Nhiên bớt hưng phấn hơn. Ngô Cơ đặt tay lên đùi làm thế phòng thủ, cô thấy tâm trạng An Nhiên có chút biến hóa nên hỏi. Sao thế Nhiên tỷ? Ngô Cơ và An Nhiên có quan hệ tốt, chỉ cần không phải công việc thì Ngô Cơ sẽ gọi An Nhiên như vậy. Ban quản lý khu khai phát cũng tham gia vào đội ngũ liên hiệp của thị ủy, ủy ban. Nhìn hai vị kia mà xem, đây là tới thi đấu hay là tới bàn việc. An Nhiên hừ một tiếng mà nói. Ngô Cơ biết ngoài mặt An Nhiên và Hứa Kiều có quan hệ thân thiết, nhưng vẫn ngầm đấu nhau. Một ủy ban có hai phó thị trưởng, đây là điều có 102 ở tỉnh An Nguyên. Hai vị phó thị trưởng này xếp thứ 5 và thứ 6, Hứa Kiều trắng trẻo, dáng người đầy đặn. Hứa Kiều lại có làn da rám nắng khỏe mạnh. Tuổi hai người chênh nhau không mấy. Thị trưởng Triệu chắc đánh xong rồi nên bây giờ ngồi xem. Bí thư Đàm không phải yêu cầu các cơ quan của thị xã phải hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới tăng sức ngưng tụ và sức chiến đấu mà. Ngô Cơ cười nói, cô biết chuyện Triệu Quốc Đống làm An Nhiên tức đến độ rơi nước mắt trong hội nghị thường trực ủy ban, điều này làm quan hệ của hai người không được tự nhiên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực nên có nhiều công việc sẽ chỉ đạo mảng công việc mà An Nhiên phụ trách. An Nhiên mặc dù không thoải mái nhưng vẫn phải nhịn. Hừ,
nhìn xem bọn họ có phải cổ vũ không, coi đây là nơi nói chuyện gió chăng sao. An Nhiên nói xong thì thấy không ổn, mặc dù Ngu Cơ có quan hệ mật thiết với mình, cô cũng tin Ngu Cơ sẽ không đồn đãi, nhưng hai vị kia cũng là lãnh đạo thị xã, Triệu Quốc Đống còn là phó thị trưởng thường trực phụ trách khu khai phát, cô nói như vậy sẽ không ổn. Nhiên tỷ, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe thấy sẽ không hay. Ngu Cơ vội vàng nhắc nhở. An Nhiên hừ một tiếng và không nói nữa. Bên đối phương đã lại phát bóng và tấn công. An Nhiên không bình tĩnh lại được, thấy hai người kia tươi cười không coi ai ra gì, đúng là khinh người quá đáng. Mình chơi mệt như vậy, hai người này lại nói chuyện giống như không khí trận đấu giúp bọn họ trò chuyện thêm vui vậy. Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, An Nhiên liền tỏ vẻ xin ra nghỉ, bảo huấn luyện viên cho Hứa Kiều thay. Hứa Kiều thấy được gọi thì có chút nuối tiếc, cô và Triệu Quốc Đống nói chuyện mới vào giai đoạn thực tế. Nhưng sân bóng đúng là không thích hợp để nói chuyện, đề tài này mà cần triển khai thì sẽ có rất nhiều việc cần làm. Quyển 10, chương 67. Hứa Kiều cao 1m68, dáng người đầy đặn, làn da trắng, ngực to, mỗi lần cô nhảy là ngực mấp mô, cặp đùi trắng và cánh tay đẹp, bên dưới mặc chiếc quần thể thao màu trắng đúng là làm cho người ta phải chú ý mỗi khi cô chạy. Tiện tay cầm lấy chai nước có người bên cạnh đưa sang, Triệu Quốc Đống mở chai uống một ngụm rồi bỏ sang bên. Điều này làm An Nhiên có chút tức giận. Người này quá kiêu căng, mình cố nhịn đưa hắn chai nước, hắn không ngờ không ngẩng đầu cảm ơn. An Nhiên hừ một tiếng rồi ngồi xuống vị trí vừa rồi của Hứa Kiều. Triệu Quốc Đống mới ý thức được người bên cạnh mình đã đổi. Thị trưởng An xin ra à? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi đưa chai lên mà nói. Thị trưởng An lấy cho tôi. Hừ, có người hình như xem đến độ quá nhập tâm. An Nhiên cũng hiểu mình nói chuyện với đối phương như vậy thì có vẻ giống trẻ con, nhưng vẫn dùng giọng đó mà nói chuyện. Ha ha, vậy cảm ơn thị trưởng An quan tâm. Triệu Quốc Đống cười ha hả mà nói. Thị trưởng An đánh rất hay, không hổ là số một trong liên quân của thị ủy, ủy ban, cấp bậc kiện tướng. Không ngờ thị trưởng Triệu còn có hứng thú xem chúng tôi chơi cơ đó. Tôi còn tưởng thị trưởng Triệu đến đây kiểm tra công việc. An Nhiên không để ý tới việc đối phương lấy lòng mình. Chuyện ở hội nghị thường trực ủy ban lần trước vẫn canh cánh trong lòng cô, hơn nữa vừa nãy thấy Triệu Quốc Đống và Hứa Kiều ngồi ngoài nói chuyện như không coi ai ra gì càng làm cô thêm khó chịu. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và cẩn thận nhìn An Nhiên, lúc này hắn mới cười hì hì nói. Thị trưởng An, sao vậy, vẫn còn tức vì cuộc họp lần trước. Ha ha, tôi đã xin lỗi rồi mà, chị cũng biết công tác thu hồi nợ khi đó đúng là rất gấp, tôi cũng không còn cách nào mà. Nếu có gì làm chị không hài lòng thì hôm khác tôi mời khách nhận lỗi có được không? Nếu không tối nay đi, tôi mời chị đi ăn lẩu. Tôi biết thị trưởng An thích ăn cay. Hừ, con trồn chúc Tết gà, không có ý đồ tốt. An Nhiên cũng không phải người không biết nặng nhẹ, thấy đối phương có thái độ tốt, giọng nói cũng thành khẩn nên cô cũng bớt giận hơn. Cô vốn là người nóng tính, không chịu nổi uất ức. Trước khi Triệu Quốc Đống tới thì cô vừa là nữ, vừa nhỏ nhất trong bộ máy ủy ban. Mấy phó thị trưởng khác đều nhường cô. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại làm cô mất mặt như vậy, làm cô đúng là không nhịn được. Sau đó mặc dù biết công tác thu hồi nợ rất khó khăn, Triệu Quốc Đống làm vậy là do bất đắc dĩ. Hơn nữa sau đó Triệu Quốc Đống cũng đã xin lỗi cô, chẳng qua trong lòng An Nhiên vẫn có tảng đá và thấy lần gió Triệu Quốc Đống chỉ xin lỗi lấy lệ mà thôi. Chẳng qua thái độ hôm nay của đối phương rất tốt, lại thành khẩn, còn biết mình thích ăn lẩu cay. Điều này làm An Nhiên có chút ngạc nhiên, cho nên cô mặc dù mạnh miệng nhưng vẻ mặt cũng dịu đi. Triệu Quốc Đống giỏi về hiểu tâm trạng phụ nữ, thấy An Nhiên đã dịu giọng thì chỉ cười cười không nói gì, lúc này nói thêm sẽ làm xấu đi quan hệ. Tôi thấy thị trưởng Triệu và thị trưởng Hứa nói chuyện rất hòa hợp, thỏa luận đề tài gì vậy? An Nhiên là người thẳng tính nên tò mò là hỏi ngay. Ồ! Tôi và thị trưởng Hứa đang thảo luận về sự quan hệ giữa việc phát triển ngành công nghệ thông tin với Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói, ồ, hình như đây là ý tưởng hồi năm ngoái của thị trưởng Hứa, nhưng thị trưởng Hà không hứng thú. Ừ, sau đó thị trưởng Hứa không nhắc lại nữa, chẳng qua hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân năm nay lại đề xuất phương án này, nhưng vẫn bị bỏ đó. An Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, thị trưởng An cũng biết, chị thấy sao về việc này. Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói, tính cách của An Nhiên rất tốt, Triệu Quốc Đống thích quan hệ với người như vậy, không nhiều tâm cơ, có hiềm khích thì nói thẳng, hiểu là bỏ qua. Ý tưởng của thị trưởng Hứa thì tốt, nhưng hình như không khí của thị xã lúc ấy không hòa hợp,
tôi cũng đã xem qua phương án và thấy có tính thực tế cao. An Nhiên mặc dù tính cách thẳng thắn nhưng đầu óc không hề đơn giản, nếu không sao có thể lên được vị trí này. Lúc ấy không khí trong thị xã không hòa hợp sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và cũng hiểu. Hồi đầu năm ngoái thì Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành mới nhận chức, ảnh hưởng của vụ án kia là quá lớn. Lúc ấy muốn đưa ra phát triển ngành sản xuất công nghệ thông tin đúng là không hợp thời, dù có ý tiến tốt cũng phải đợi tình hình ổn định đã. Làm cục diện Hoài Khánh ổn định không chỉ là nhiệm vụ của Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành mà cũng là ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Đúng thế, vụ án kia kéo theo quá nhiều người, ai còn suy nghĩ được việc khác chứ? An Nhiên nhướng mày nói. Bí thư Trần cùng thị trưởng Hà một làm cho cán bộ ổn định tư tưởng, một phụ trách công việc hàng ngày, đảm bảo không bị loạn, công việc trung tâm tập trung vào việc ổn định cục diện thì sao còn tâm trí làm việc khác? Vậy còn năm nay? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Năm nay không phải anh đã tới sao? Chẳng qua đề án của hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân có bao sức nặng chứ? Thị trưởng Hứa không nói ra trong hội nghị thường trực ủy ban mà thì thị trưởng Hà cũng vui vì bớt đi một việc, các người khác có mảng mình phụ trách thì ai quan tâm việc này? An Nhiên nhẹ nhàng nói. Chẳng qua Hoài Khánh chúng ta đúng là có ưu thế phát triển ngành sản xuất công nghệ thông tin, nhưng mọi việc khởi đầu đều khó khăn, thị xã sợ rằng phải đưa ra kế hoạch cụ thể, đây không phải chỉ một hai hội nghị là xong. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. An Nhiên mặc dù còn trẻ nhưng nhìn chuyện này rất rõ ràng, nếu muốn phát triển ngành sản xuất này thì chỉ dựa vào mấy đề án kia là không đủ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Triệu Quốc Đống liền tỏ thái độ chúc mừng các nữ cán bộ giành thắng lợi nên mời mọi người đi ăn lẩu. Tin này làm các nữ đội viên rất vui vẻ, đội cổ động cũng đòi tham gia, tính ra cũng hơn 30 người, có người lấy danh nghĩa Triệu Quốc Đống gọi đặt 5 bàn ở quán lẩu Du Nhiên Cư. Thị trưởng An, chị đúng là hào phóng, Du Thản Cư này không rẻ đâu, ăn cả bữa cũng mất 2.000 đó. Chị phải bỏ một nửa mới được. An Nhiên ngồi cùng xe với Triệu Quốc Đống khẽ bĩu môi nói. Thị trưởng Triệu, anh tốt xấu cũng là phó thị trưởng Hoài Khánh, mời nữ cán bộ ăn cơm mà cũng khó như vậy sao? Thị trưởng An, chị đừng chụp mũ cho tôi, chị cũng là phó thị trưởng, tôi chỉ nói mời mình chị, hai chúng ta hẹn riêng, ai ngờ chị lại mời nhiều như vậy. Tôi không hứa, từ chối đó. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Được đó, hẹn một mình thì phải hơn chứ. Quán lẩu hơi kém, hôm nào tôi và anh về An Đô, anh mời có khi nhiều hơn. An Nhiên cười nói. Mấy quán như ở vài nhà hàng 4 năm sau thì tôi rất có hứng thú, tùy anh bố trí, tôi nhất định sẽ tới. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm An Nhiên rồi nói. Được đó, thị trưởng An, chị muốn ăn cho tôi phá sản ư? Ăn phá sản, thị trưởng Triệu còn tiếc chút tiền đó sao? An Nhiên nghiêng đầu nhìn Triệu Quốc Đống, lời của cô mặc dù không rõ nhưng đây là nói Triệu Quốc Đống giàu có còn tiếc gì chút tiền lẻ. Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được ý trong lời nói của Triệu Quốc Đống. Điều kiện gia đình của hắn thì mấy người Thái Chánh Dương nói không cần cho nhiều người biết. Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm đều thông qua các con đường khác nhau truyền cho Ninh Pháp, Liễu Đạo Nguyên và Liêu Vĩnh Đào biết mà thôi. An Nhiên có lẽ không thể biết rõ điều này, nhưng lời cô nói làm Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Nếu An Nhiên thật sự biết điều kiện gia đình mình, như vậy tức là An Nhiên có quan hệ không bình thường với ba vị kia. Bữa ăn này khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống cũng lợi dụng cơ hội mà kéo gần quan hệ với cán bộ cơ quan. Mọi người đều đến mời rượu Triệu Quốc Đống, có mấy cô gái to gan hỏi tình hình gia đình Triệu Quốc Đống, nghe Triệu Quốc Đống chưa kết hôn liền tỏ vẻ muốn giới thiệu bạn gái cho hắn. Đến khi nói mình đã đính hôn, sắp kết hôn thì mới chịu thôi. Quyển 10, chương 68. Từ tập đoàn Thương Lãng về, Lưu Kiều cảm thấy rất hưng phấn. Không ngờ, đúng là không ngờ, chỉ sợ người Lưu gia không nghĩ tới gia đình sau lưng Triệu Quốc Đống lại có bí mật lớn đến thế. Lúc trước cô cũng hiểu đôi. Chút về tập đoàn Thương Lãng, đây là một tập đoàn tư nhân quật khởi ở Thượng Hải, nhưng thực chất lại bắt nguồn từ tỉnh An Nguyên. Mặc dù bây giờ trụ sở chính đã chuyển lên Thượng Hải nhưng nơi sản xuất trải rộng khắp nước. Kinh doanh nước suối thì chủ yếu tập trung ở 4 trụ sở An Nguyên. Cát Lâm, Hoàn Trung và Tây Cương. Mảng dược thì tập trung ở An Nguyên, Hoàn Tùng và Thượng Hải, hơn nữa còn đóng cổ phần vào du lịch, tài chính. Chỉ riêng tòa nhà Thương Lãng sắp hoàn thành cũng có giá trên 1,5 tỷ. Đây là vương quốc kinh doanh khổng lồ, Triệu gia lại có quyền khống chế tuyệt đối. Mặc dù Triệu Quốc Đống có lẽ vì thân phận nên không có cổ phần nhưng khi cô khảo sát ở Thương Lãng thì thấy dù là chủ tịch kiêm tổng giám đốc Triệu Trường Xuyên,
Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Sơn cùng với Phó Tổng Giám đốc Thường trực Khuất Bình cùng Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Mễ Linh đều tuyệt đối tôn trọng Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Trường Xuyên và Triệu Đức Sơn tôn trọng Triệu Quốc Đống còn có thể hiểu, nhưng Khuất Bình và Mễ Linh lại tôn trọng Triệu Quốc Đống quá mức như vậy đúng là làm người ta rất khó hiểu. Theo Lưu Kiều biết thì Khuất Bình và Mễ Linh là giám đốc hiện địa, theo lẽ thường giám đốc nghiệp vụ sẽ bài xích với nhân viên trong gia đình người chủ. Nhưng hai người này từ lời nói đều thể hiện sự tôn trọng thật tâm, điều này làm Lưu Kiều có chút ngạc nhiên, cũng làm cô rất tò mò về tác dụng của Triệu Quốc Đống đối với tập đoàn Thương Lãng. Lưu Kiều thông qua nhiều con đường mà biết lịch sử phát triển của Thương Lãng. Thương Lãng khởi phát từ việc khai thác nước suối Thương Lãng huyện Thương Lãng thị xã Tân Châu tỉnh An Nguyên, chỉ trong vòng 2-3 năm đã biến nước suối Thương Lãng thành thương hiệu đứng đầu khu vực. Điều này là nhờ sách lược kinh doanh hợp lý của Thương Lãng, sau lần quảng cáo ở CCTV liền tiến quân vào cả nước. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thành bá chủ trong lĩnh vực kinh doanh nước suối của cả nước, hơn nữa còn phát triển theo mô hình đa nguyên hóa, đạt thành tích không bình thường. Nhất là mảng sản xuất thuốc đã phát triển cực nhanh. Lưu Kiều đánh giá qua về tài sản của tập đoàn Thương Lãng. Không tính về giá trị thương hiệu Thương Lãng, chỉ riêng tài sản cố định và tình hình kinh doanh của Thương Lãng thì thấy giá trị của tập đoàn Thương Lãng là trên 3 tỷ. Triệu gia khống chế cổ phần tuyệt đối ở tập đoàn nên tài sản của gia tộc là gần 3 tỷ. Đây là con số khổng lồ đối với Trung Quốc đại lục, có lẽ chỉ mấy tập đoàn như Lưu gia mới so sánh được. Người có cổ đông lớn nhất Thương Lãng là Hứa Tú Cần chiếm 50% cổ phần. Có lẽ ngoài cao tầng của tập đoàn Thương Lãng thì không ai biết Hứa Tú Cần là ai. Anh em Trường Xuyên, Đức Sơn chỉ là cổ đông lớn thứ hai, thứ ba mà thôi. Chẳng qua Lưu Kiều biết mẹ Triệu Quốc Đống là Hứa Tú Cần, ai có thể ngờ người phụ nữ ít nói đó lại có gần 1,5 tỷ. Chị nói gì? Lưu Nhược Đồng rất ngạc nhiên mà nói. Em như nghe thấy chuyện cười vậy. Daisy Lee, chuyện cười sẽ không có thực đâu, đó chỉ là mê hoặc mọi người mà thôi. Lưu Kiều lúc rất hưng phấn hoặc rất buồn thường dùng thuốc để mình bình tĩnh lại. Triệu Quốc Đống đúng là giấu quá sâu phải không? Không ai thấy. Tứ tỷ, chị hình như nói nó quá mức thì phải. Lưu Nhược Đồng đã khống chế được tâm trạng mình, làm nhân viên tình báo ngoại giao thì khống chế tâm trạng là yêu cầu tối thiểu. Daisy Lee, em hình như vẫn không tin. Em cảm thấy chị cần nói dối giúp Triệu ra sao? Lưu Kiều cũng có thể giải thích được tâm trạng của Lưu Nhược Đồng. Cả Lưu Nhược Đồng và cô thì đều cảm thấy hơn Triệu gia, nhưng bây giờ thấy Triệu gia có thực lực kinh tế khổng lồ nên tâm trạng kia bị đánh mất nên khó có thể chấp nhận. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chị nghĩ em nếu muốn biết thì cũng có thể biết mà. Không cần như vậy. Lưu Nhược Đồng nhíu mày rồi nói. Triệu Quốc Đống là con trai cả, bên dưới có 3 em trai, còn một chị gái. Vậy theo tứ tỷ nói thì tập đoàn Thương Lãng do 3 anh em Triệu gia hợp lại, nhưng Thương Lãng đã có lịch sử trên 5 năm. 5 năm trước Triệu Quốc Đống mới 24, còn là cảnh sát của huyện. Chị cảm thấy hắn có tài cán chỉ huy 2 em trai tạo ra tập đoàn này sao? Cho nên chị mới khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Hơn nữa chị có thể cảm thấy Triệu Quốc Đống có quyền tuyệt đối ở Triệu gia. Dù là Triệu Trường Xuyên hay Triệu Đức Sơn thì đều tuyệt đối tin tưởng Triệu Quốc Đống. Nói cách khác Triệu Quốc Đống có quyền quyết định nhận và sa thải bất cứ ai của tập đoàn Thương Lãng, thậm chí hơn 2 anh em Triệu Trường Xuyên. Vậy thì sao chứ? Lưu Nhược Đồng có chút không quen khi Lưu Kiều cười với vẻ mập mờ đó. Lưu Nhược Đồng là Lưu Nhược Đồng, không vì gia đình hắn như thế nào mà thay đổi. Ồ, Daisy Lee, em là vị nữ chủ nhân của người có vài tỷ trong tay, cảm giác này không phải mọi người đều mong muốn sao? Mặc dù em không thích nhưng cảm giác quyền lực cũng khác mà. Lưu Kiều cười cười, người sống an nhàn sẽ không cảm thấy ma lực của tiền, đó là do tiền không đủ mà thôi. Lưu Nhược Đồng từ nhỏ đã sống trong giàu sang, lúc bé hay cùng bố mẹ sang Mỹ, châu Âu, tốt nghiệp đại học liền vào Jersey học, điều này làm cô lạnh nhạt với tiền. Nhưng không ai có thể phủ nhận lực lượng của tiền. Thấy Lưu Nhược Đồng không cho là đúng, Lưu Kiều nói. Chị thấy chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống đã không bình thường. Chỉ mấy năm gây dựng sự nghiệp từ tay trắng mà tạo ra đế quốc kinh doanh vài tỷ, em có thể tin không? Người bình thường có thể làm như vậy sao? Hắn lại lạnh nhạt tạo thành, có lẽ em cũng rất xuất sắc, nhưng em không thể không thấy sự xuất sắc của người khác. Chị thật ra thấy Triệu Quốc Đống không đơn giản, chị thậm chí muốn tìm hiểu kỹ xem sao hắn làm được như vậy. Thấy tâm trạng Lưu Kiều có chút kích động, Lưu Nhược Đồng cũng rất kinh ngạc. Cô biết Lưu Kiều không phải như vậy. Giám đốc điều hành công ty đầu tư Trung Hoa là nhân vật tạo mưa tạo gió ở giới kinh doanh Trung Quốc,
vậy mà Lưu Kiều mãi khen Triệu Quốc Đống. Có lẽ Lưu Kiều nói đúng, Triệu Quốc Đống rất xuất sắc nhưng có quan hệ gì với mình? Lưu Nhược Đồng khẽ thở dài một tiếng, hắn và mình như trên hai con đường, có thể giao nhau không? Thấy Lưu Nhược Đồng im lặng không nói, Lưu Kiều khẽ lắc đầu. Cô cũng biết hai người Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng không có tình yêu, cũng không giống mình nghĩ là dần tới gần. Một năm trước ra sao, bây giờ cũng là như vậy. Daisy Lee, chị không biết em và Triệu Quốc Đống là như thế nào. Nhưng có một điều chị phải nói với em là Triệu Quốc Đống đáng để người khác coi trọng, dù từ góc độ nào. Đương nhiên chị cũng không muốn vì vậy mà em miễn cưỡng tình cảm của mình. Chị vẫn muốn sống cuộc sống lạc quan. Chị nghĩ em có thể thử đi tìm hiểu Triệu Quốc Đống, chấp nhận hắn, như vậy có lẽ em sẽ thấy khác. Lưu Kiều trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Nếu như em cảm thấy hắn chỉ là tấm chắn trước áp lực, hoặc là hai người có tâm trạng khác nhau thì chị cảnh cáo em đừng chơi với lửa. Hano không phải là công cụ để chơi, nó có thể khiến em không thể chấp nhận nổi. Lưu Nhược Đồng run lên, ánh mắt của Lưu Kiều rất sắc, mũi cũng thính, mình có lẽ vô tình làm Lưu Kiều cảm nhận được. Lời Lưu Kiều nói không phải không có lý, cuộc sống cũng không phải ảm đạm, u ám như vậy, thế giới không phải chỉ là theo một quy luật không đổi. Mình và Triệu Quốc Đống đi tới bước này thì có lẽ mình nên làm gì đó. Tứ tỷ, chị thấy em nên làm như thế nào? Lưu Nhược Đồng khẽ nói. Nếu em không thử thì em không thể lựa chọn. Nếu em đã xác định thì dù em chọn như thế nào cũng là chính xác, chị ủng hộ em. Lưu Kiều lạnh nhạt nói. Lưu Nhược Đồng không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía nam. Quyển 10, chương 69. Triệu Quốc Đống nhận được điện của Lưu Nhược Đồng thì đang tham gia hội nghị ký kết về việc tập đoàn Gia Viên cùng Hoài Khánh thành lập công ty liên doanh xây dựng và khai thác công viên Nghĩa Trang Quốc tế Thương Long Dục. Một vị phó giám đốc sở dân chính cùng Triệu Quốc Đống có mặt trong lễ ký tên. Sau khi được tỉnh ủng hộ tập đoàn Gia Viên để bộ dân chính ủng hộ, việc này không mất bao lâu. Cuối cùng tập đoàn Gia Viên đã đánh bại tập đoàn An Lạc Viên để ký kết hợp đồng với Hoài Khánh. Tập đoàn Gia Viên đầu tiên trả cho Ủy ban thị xã Hoài Khánh 250 triệu để đạt được 51% cổ phần của công viên Nghĩa Trang, cũng chuyển trước 80 triệu vào làm tài chính khởi động xây dựng công viên Nghĩa Trang quốc tế. Bên phía Hoài Khánh chiếm 49% cổ phần. Mà Ngô Hải Xuyên đại biểu chính quyền thị xã Hoài Khánh làm phó tổng giám đốc công ty kinh doanh công viên Nghĩa Trang. Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành cũng không có tham gia lễ ký kết là vì tránh hạng mục được nhiều người chú ý. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy mọi người quá e ngại, không cần biết là hạng mục gì, có thể lấy được hơn 200 triệu thì cần gì biết nó làm gì. Đón Lưu Nhược Đồng ở sân bay, Triệu Quốc Đống đúng là rất ngạc nhiên sao Lưu Nhược Đồng lại một mình tới An Nguyên. Hai người mặc dù đã đính hôn nhưng quan hệ vẫn bình thường như trước, Lưu Nhược Đồng cũng chưa bao giờ tới An Nguyên. Cô bây giờ đến đúng là Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Có phải là rất ngạc nhiên? Lưu Nhược Đồng cười cười làm giảm đi sự lạnh nhạt của cô. Ừ, đúng thế. Triệu Quốc Đống nhìn cô mà nói. Em hôm nay có vẻ khác bình thường. Anh cảm thấy thế, không chỉ là bề ngoài mà còn cả tâm trạng, giọng nói, thậm chí tư tưởng. Vậy sao, có lẽ thế, chúng ta sắp thành vợ chồng, em còn chưa đến xem nơi anh làm việc, có phải hơi quá không? Lưu Nhược Đồng hỏi lại một câu. Ồ, anh cảm thấy đây không phải vấn đề gì. Giống như anh chưa đến cơ quan của em vậy. Hai chúng ta chẳng lẽ phải làm như người bình thường? Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên nhướng mày nói. Đây hình như khác với Lưu Nhược Đồng bình thường. Ồ, em cũng nghĩ như vậy, nhưng em thấy nếu chúng ta là vợ chồng trên pháp luật thì cũng phải hiểu nhau một chút mà. Lưu Nhược Đồng im lặng một lúc rồi nói. Triệu Quốc Đống càng khó hiểu hơn. Thái độ của Lưu Nhược Đồng thì hắn hiểu, chính là lợi dụng cuộc hôn nhân này làm lá chắn, mà hắn cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Nhưng bây giờ Lưu Nhược Đồng chủ động muốn làm sâu sắc, chẳng lẽ nói là hiểu rõ và bồi dưỡng tình cảm ư? Không hợp với tính cách của Lưu Nhược Đồng mà. Thấy Triệu Quốc Đống không nói gì, Lưu Nhược Đồng cũng biết mình hôm nay hơi đột ngột, là điều Triệu Quốc Đống không hiểu. Xe chạy trên cao tốc, chiếc xe mới nên mùi ra vẫn còn chưa tan hết. Em muốn hiểu rõ cuộc sống của anh, có được không? Lưu Nhược Đồng rất khó khăn hỏi một câu như vậy. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Đương nhiên có thể, vấn đề là mục đích của em. Em không xác định hai chúng ta là như thế nào, em cũng không biết quan hệ của hai chúng ta phát triển đến mức nào. Có người nhắc em cuộc sống của chúng ta không nên như thế này, cũng không thể như vậy, em cảm thấy có lẽ chúng ta cần thay đổi một chút. Lưu Nhược Đồng nói ra cũng thấy rất khó hiểu,
giống như khó nắm bắt hàm nghĩa của nó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại hiểu, nhưng hắn không rõ là gì đã xúc động cô, hoặc là ai đã động tới cô. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu và không nói gì. Hắn cũng không thích cuộc sống như vậy, nhưng nếu muốn thay đổi thì cần cố gắng của cả hai bên. Lưu Nhược Đồng đã đi bước đầu, chính xác mà nói là nửa bước, Lưu Nhược Đồng có ý này còn hắn. Hắn không biết biến hóa này có tốt hay không, nhưng thử một lần cũng được mà. Lưu Nhược Đồng đến làm cho cuộc sống mấy hôm của Triệu Quốc Đống thay đổi. Hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh khá tốt, được xưng là thành phố trăm hồ, trong nội thành và ngoại ô có hơn 10 hồ nước. Mặc dù việc xây dựng thành thị đã ảnh hưởng không ít nhưng vẫn duy trì tài nguyên nước phong phú. Đây là điều hiếm thấy ở thành phố công nghiệp. Đây là do hai vị bí thư thị ủy trước đó đều là người địa phương làm đến khi về hưu. Đến khi Cổ Diệu Hoa nhận chức thì truyền thống đó mới dần thay đổi. Cũng may vị bí thư thị ủy trước đó chuyển sang làm chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân thị xã nên lợi dụng sức ảnh hưởng mà kiềm chế động tác của Cổ Diệu Hoa, điều này mới không làm cho Hoài Khánh mất hết hoàn cảnh đẹp. Lưu Nhược Đồng cũng không nghĩ tới hoàn cảnh ở Hoài Khánh lại đẹp đến thế. Tháng 6 trời nắng như lửa nhưng cả nội thành Hoài Khánh như chìm trong một vầng hơi nước khiến sức nóng giảm đi nhiều. Lưu Nhược Đồng rất cẩn thận tìm hiểu công việc của Triệu Quốc Đống bây giờ. Mà Triệu Quốc Đống cũng cố ý hỏi công việc của Lưu Nhược Đồng, hai người cố gắng không giấu giếm. Mãi đến khi Lưu Nhược Đồng rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn không hiểu sao Lưu Nhược Đồng lại có biến hóa như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Lưu Nhược Đồng thực sự muốn thay đổi. Đó là hiện tượng tốt. Khi công viên Nghĩa Trang Quốc tế được xác định xong, Phó Thị trưởng Khổng Kính Nguyên cũng đang thúc đẩy việc cải cách nhà máy cơ giới. Cục diện trong nhà máy cơ giới không ngừng thay đổi. Buổi sáng yêu cầu nhanh chóng cải cách, buổi chiều lại có nhân viên tố cáo lãnh đạo nhà máy hủ bại, tối lại có đám nhân viên đi quanh họ hét sáng mai đòi lên yêu cầu ủy ban đẩy nhanh việc cải cách. Tóm lại cục diện rất phức tạp đến tận khi hội nghị cán bộ nhà máy được diễn ra. Hà Chiếu Thành lúc này đang rất đau đầu. Vấn đề cải cách nhà máy cơ giới rất xôn xao, trước cửa ủy ban thị xã ngày nào cũng có nhân viên nhà máy cơ giới đến kiện cáo, bọn họ địa biểu những nhóm lợi ích khác nhau nhưng có một điều nhất trí đó là bây giờ không thể tiếp tục việc vay vốn trả lương cơ bản cho nhân viên nữa. Không thể nói Khổng Kính Nguyên không tận tâm, trong thời gian này Khổng Kính Nguyên gần như dồn hết tâm trí vào việc cải cách nhà máy cơ giới. Theo yêu cầu của mình mà khảo sát, trao đổi, giao tiếp, giải thích. Người cũng đen và gầy đi nhiều. Mà số liệu của nhà máy cơ giới thì Khổng Kính Nguyên há mồm là có thể nói ra, chính xác đến con số nhỏ. Phải cải cách, cần cải cách, còn phải làm thật nhanh. Dù cải cách như thế nào thì cũng tốt hơn so với bây giờ. Đây là kết luận của Hà Chiếu Thành, nếu không nhà máy cơ giới càng gây phiền phức cho ủy ban. Tài chính thị xã tuyệt đối không thể chi trả thêm một xu cho nhà máy cơ giới. Chuyện cứ đến kiện cáo. Vây cổng ủy ban rồi có tiền mà tiếp diễn sẽ khiến bọn họ được voi đòi tiên. Như vậy chỉ còn có thể đẩy bọn họ ra nền kinh tế thị trường. Đau dài không bằng đau ngắn, cùng với việc cắt từng miếng thịt thì cắt cả bàn tay còn sướng hơn. Thị xã chấp nhận mất máu nhiều một lần để giải quyết triệt để. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ chiều, cuộc tranh luận ban sáng khá kịch liệt nhưng Khổng Kính Nguyên gọi tới nói cục diện vẫn được khống chế làm cho Hà Chiếu Thành cũng yên tâm hơn đôi chút. Khổng Kính Nguyên làm việc rất chắc chắn. Hà Chiếu Thành cảm thấy Khổng Kính Nguyên trầm ổn, chín chắn còn hơn Triệu Quốc Đống bốc đồng nhiều. Mặc dù Hà Chiếu Thành cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống có năng lực, hơn 200 triệu mà có thể dùng cách kia mà kiếm được khiến Hà Chiếu Thành phải phục. Nhưng những việc này không thể nào làm cả đời mà. Hà Chiếu Thành càng coi trọng Khổng Kính Nguyên hơn, theo y tế thấy nếu Khổng Kính Nguyên thay thế Triệu Quốc Đống thì sẽ tốt cho mình nhiều. Điện thoại di động vang lên, Hà Chiếu Thành cầm lên thì nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn của Khổng Kính Nguyên. Thị trưởng Hà, hội nghị cán bộ nhà máy cơ giới đã thông qua phương án tổng thể của thị xã, ngài có thể yên tâm. Quyển 10, chương 70. Khổng Kính Nguyên lúc này đang rất buồn bực. Hội nghị cán bộ nhà máy cơ giới không thể tránh khỏi việc tranh cãi, lợi ích khác nhau sẽ có mâu thuẫn. Chủ yếu là các đại biểu tham gia hội nghị có phải đại biểu tất cả nhân viên hay không mới là quan trọng nhất. Phương án thực ra đảm bảo lợi ích cho cán bộ trung tâm, còn những người khác chỉ có chút ít mà thôi. Tiết tấu cả hội nghị coi như được y khống chế. Chu Đức Siêu đã làm ở nhà máy cơ giới nhiều năm nên có không ít uy tín. Nếu vứt bỏ tham vọng cá nhân thì Chu Đức Siêu là người có năng lực, nhưng dù là ai cũng mong kiếm lợi cho mình. Dù từng có lý tưởng, danh dự, đạo đức tốt đến đâu thì đối mặt với tiền tài cũng chỉ có thể cúi đầu. Đây là quan điểm mà Khổng Kính Nguyên đặt ra.
mấy nhân viên thân tín của Chu Đức Siêu cũng dành nhiều tâm trí ở việc này do dính tới lợi ích cá nhân, ngay cả cửa này cũng không qua được thì bọn họ đừng mong đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Khổng Kính Nguyên một bên nói chuyện với lãnh đạo nhà máy cũng đại biểu công nhân, một bên chú ý đến vị phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Bao Quý Tài thay mặt thị xã đến giám sát hội nghị. Từ sắc mặt của Bao Quý Tài, Khổng Kính Nguyên cũng đoán ra đối phương có cái nhìn với kết quả biểu quyết lần này, nhưng đối phương có vẻ lo lắng nên chỉ có thể trao đổi qua với mấy đại biểu không đồng ý với kết quả hội nghị. Khổng Kính Nguyên cũng không lo Bao Quý Tài gây ảnh hưởng tới việc của mình. Người tạm thời được cử đến giám sát thì sao có thể nhìn thấy vấn đề gì? Khổng Kính Nguyên chỉ không hy vọng đối phương phản ánh quá nhiều mặt trái với thị xã. Mọi người cuối cùng đã dần tán đi, còn có một số người đứng trước cửa trụ sở mà bàn luận nhưng tất nhiên đầu óc bọn họ không thể phán đoán được cải cách trong vòng 5 năm 10 năm tới sẽ khiến nhà máy phát triển như thế nào, Khổng Kính Nguyên chỉ cần bọn họ không kiên quyết phản đối là đủ. Chủ nhiệm Bao, hội nghị lần này coi như thành công. Các đại biểu về cơ bản đã đồng ý với phương án mà thị xã đưa ra, cũng không uổng công tôi vất vả trong mấy tháng qua. Khổng Kính Nguyên cố ý kéo gần quan hệ với Bao Quý Tài. Bao Quý Tài thì y không quen mấy. Đối phương đã làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã hai khóa, gần đến tuổi về hưu. Cũng được, ý của thị xã được hầu hết đại biểu đồng ý, chỉ còn một số ít đại biểu có thái độ nghi ngờ về hướng đi của nhà máy. Lo rằng nhà máy bị công ty bên ngoài đến mua sẽ thay đổi phương hướng phát triển của nhà máy. Bao Quý Tài cũng chủ yếu thu thập tin tức ở mảng này. Nhà máy cơ giới được thị xã xác định cải cách thành công không được thất bại, mà điểm này thì trong thời gian ngắn khó có thể nhìn ra ngay được. Những lo lắng này là điều dễ hiểu, dù sao cải cách cũng là ném đá dò đường, không ai dám vỗ ngực khẳng định. Đây là lần đầu Hoài Khánh cải cách công ty nhà nước lớn đến thế, nhưng chúng ta vẫn phải đi. Khổng Kính Nguyên cố gắng nói sao cho có sức thuyết phục hơn cả. Nếu có thể thu hút được một công ty có quy mô và kỹ thuật cao ở trong lĩnh vực này vào làm chủ nhà máy cơ giới, để nhà máy cơ giới khôi phục sản xuất và tiếp tục đi theo con đường hiện tại, đây là nguyện vọng lớn nhất của thị xã chúng ta, cho dù thị xã phải chấp nhận trả giá cao hơn thì tôi thấy vẫn có thể thực hiện. Lời Khổng Kính Nguyên có vẻ đả động được Bao Quý Tài, y cũng gật đầu nói. Tôi cũng có ý này. Bây giờ nhà máy cơ giới nợ đọng nhiều. Không thể sản xuất, lòng người mất ổn định. Ở tình huống này nếu muốn thu hút công ty vào là rất khó khăn. Bây giờ các công ty đều mong hiệu quả kinh tế. Với tình hình hiện nay của nhà máy cơ giới thì các công ty nhà nước khó có thể thu mua, mà công ty tư nhân lại tính toán lợi ích quá nhiều. Thị xã nếu không đưa ra chính sách giảm bớt gánh nặng của nhà máy thì sợ rằng không dễ tìm được người đến nhận mua. Khổng Kính Nguyên cười thầm trong lòng, xem ra mình nói đã có tác dụng nhất định. Bao Quý Tài làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch LSLD thị xã, trong việc cải cách nhà máy từ góc độ nào đó lấy danh nghĩa lãnh đạo thị xã đại biểu cho lợi ích của nhân viên Hoài Khánh, khi nói chuyện cũng khá có trọng lượng. Nếu như đối phương cho rằng nhà máy cơ giới bây giờ nếu muốn cải cách tốt thì thị xã phải hỗ trợ chính sách, như vậy mình cũng thuận tiện việc đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhà máy cơ giới hơn. Chủ nhiệm Bao nói rất đúng, tôi vẫn suy nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ đang là giai đoạn khó khăn của các công ty nhà nước, tôi khó có thể tin công ty nhà nước nào từ ngoài sẽ đến nhận mua nhà máy cơ giới Hoài Khánh chúng ta. Dù là có thì với sự phát triển kém của các công ty nhà nước thì cũng khó có thể thích nghi với nền kinh tế thị trường, chưa chắc đã làm nhà máy cơ giới phát triển trở lại. Khổng Kính Nguyên nắm bắt cơ hội mà đưa ra quan điểm của mình. Mà công ty tư nhân lại thích nghi tốt với nền kinh tế thị trường. Đại hội Đảng 15 và Hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 9 đã xác định kinh tế tư nhân là một phần trong nền kinh tế quốc gia. Mà bây giờ kinh tế tư nhân càng đại biểu cho phần tử kinh tế tích cực nhất của quốc gia, cá nhân tôi hy vọng một công ty tư nhân nào đó vào nhận mua nhà máy cơ giới, chỉ cần công ty đó phù hợp điều kiện mà thị xã đặt ra là được. Công ty nhà nước và tư nhân ai tới nhận mua nhà máy cơ giới thì tôi đều hoan nghênh, chỉ cần bọn họ thỏa mãn điều kiện mà thị xã đặt ra. Có thể làm cho nhà máy cơ giới thoát khỏi khó khăn hay không? Hơn ngàn nhân viên cần có công việc và lương thưởng, đó mới là điều quan trọng nhất. Bao Quý Tài coi như chấp nhận quan điểm của Khổng Kính Nguyên. Việc hạng mục công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục được ký kết đã mang tới không ít điểm cho Triệu Quốc Đống, nhất là hơn 200 triệu cũng giải quyết được nhu cầu tài chính cấp bách của Hoài Khánh. Vì không khiến cho quần chúng phản cảm và phản ứng quá lớn của dư luận, chính quyền thị xã liền quyết định xây dựng nhà ở phúc lợi cho cán bộ tại khu vực Hồ Tử Nham và Yến Tử vẫn còn hoang vu. Nội thành Hoài Khánh khá phân tán,
Điều này là do quy hoạch trước đó không có mục tiêu tổng thể, trong đó còn có một phần nguyên nhân là do nội thành có nhiều hồ nước. Hồ Tử Nham, Yến Tử đã sớm được thực hiện chỉnh trang nhưng tiến triển rất chậm, điều này chủ yếu là do tài chính khó khăn. Mấy công ty nhận thầu cũng rất khó chịu với việc chính quyền thị xã trả tiền chậm chạp, thậm chí còn có một công ty xây dựng tuyên bố muốn rời khỏi hạng mục xây dựng lớn nhất của Hoài Khánh năm nay. Nhưng hạng mục công viên Nghĩa Trang Thương Long Dục đã khiến cho công trình chỉnh trang này được tăng tốc. Người có tin tức biết thị trưởng Triệu dự định chia khoản tài chính này ra làm 3 đợt. Ngoài 30 tiền lưu động ra thì còn một khoản sẽ giúp đỡ ngành sản xuất công nghệ thông tin, điện tử của khu khai phát, một phần còn lại dùng để xây dựng phương tiện trụ cột thành thị. Nghe nói điều này đã gây không ít tranh luận nhưng cuối cùng vẫn được thông qua. Mặc kệ phân phối như thế nào thì Ủy ban Hoài Khánh cũng có thêm khoản thu lớn. Hơn nữa số tiền trả đợt 2 của bên Hong Kong cũng sắp tới. Đối với công trình chỉnh trang Hồ Tử Nham Yến Tử thì mọi người nghe nói thị trưởng Triệu trong một hội nghị đã nói nếu đây là công trình hình tượng của Hoài Khánh thì không thể chậm trễ. Quyển 10, chương 71. Xe chạy thong thả trên con đường đất nhấp nhô. Triệu Quốc Đống ngồi trong xe mà người cũng hơi lắc lắc. Bên ngoài tuy là 33 độ nhưng công trường vẫn rất sôi động. Hơn 10 chiếc máy xúc, máy ủi, xe tải chở đất không ngừng hoạt động, nhân viên chỉ huy không ngừng vung tay vung chân, một tay cầm điện thoại gọi đi đâu đó. Đặng Nhược Hiền chắp tay sau lưng đứng ở trên điểm cao, phía sau là lãnh đạo của Ủy ban xây dựng và công ty xây dựng thành thị Hoài Khánh. Y quan sát cảnh tượng bận rộn của công trường bên dưới. Xe rất nhanh được đám quan chức phát hiện, biển số xe Ano 00019 rất dễ nhận biết. Thị trưởng Đặng hình như là thị trưởng Triệu. Phương Hùng Phi nói, ừ, lão Cao, anh đi tới mời thị trưởng Triệu lên đây, còn có cả lão Bàng nữa. Đợi thị trưởng Triệu lên thì anh phải diễn một chút, khoản tài chính của công viên Nghĩa Trang có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Mặc dù trong hội nghị thường trực ủy ban đã nói rõ có một nửa chuyển sang xây dựng nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng. Ai cũng muốn đến chỗ thị trưởng Hà xin một phần. Đặng Nhược Hiền cười nói. Thị trưởng Đặng, nghe nói thị trưởng Triệu muốn bỏ một phần khoản tiền này vào xây dựng trụ sở ngành công nghệ thông tin gì đó. Phương Hùng Phi thuận miệng nói. Điều này hình như không quá thích hợp. Lão Phương, thích hợp hay không thì không tới lượt anh quan tâm. Trong hội nghị thường trực ủy ban thì thị trưởng Hứa nói ra, thị trưởng Triệu cùng thị trưởng An cũng đồng ý, thị trưởng Hà cũng không có phản đối, ai có thể có ý kiến. Đặng Nhược Hiền nhìn Phương Hùng Phi, y biết đối phương có cái nhìn với cách sử dụng khoản tiền này, cho rằng phải dành cho xây dựng thành thị. Thị trưởng An cũng đồng ý. Thấy lão Cao đã xuống, bà Nguyên giám đốc công ty xây dựng thành thị Hoài Khánh sờ sờ đầu rồi nói. Không phải nói thị trưởng An cùng thị trưởng Hứa không hòa hợp với thị trưởng Triệu sao? Bà Nguyên và Phương Hùng Phi có quan hệ không bình thường với Đặng Nhược Hiền, cho nên nói chuyện cũng không quá e ngại. Lão Bàng, sao đừng nói mấy việc này, trong công việc có ý kiến khác nhau là bình thường. Đặng Nhược Hiền xa sầm mặt nói. Bà Nguyên vội vàng rụt đầu không nói nữa. Triệu Quốc Đống bị nhân viên bên xây dựng vây quanh nửa tiếng mới thoát thân được. Thị trưởng Đặng, anh rất không được. Cứ như vậy nhìn tôi bị mọi người đánh hội đồng, có phải anh cố ý bảo bọn họ làm thế không? Triệu Quốc Đống nghi ngờ nói. Tôi nghi ngờ anh là kẻ chủ mưu. Anh cả thấy vậy thì cũng được, chẳng qua bọn họ không tìm anh thì tìm ai, ai bảo anh là tài thần? Đặng Nhược Hiền cười ha hả nói. Được rồi, tài thần là Cố Hiểu Bằng, không quan hệ tới tôi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Mảng tài chính của thị xã lớn như vậy, ai cũng nhìn chằm chằm. Sau lưng đều có một con dao, mỗi người đều muốn cắt miếng thịt, đây là còn chưa tính tới thị xã còn nhiều cán bộ và giáo viên cần ăn. Đây không phải thử thách bản lĩnh phân phối của anh sao? Đặng Nhược Hiền cười nói. Tôi thật ra cảm thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào mới hay. Hừ, tôi cũng muốn có nhiều tài nguyên để phân phối nhưng mà công viên Nghĩa Trang là điểm đặc biệt, không phải năm nào cũng có người mắc câu. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Phát triển công nghiệp. Tăng nguồn thu thuế mới là chân chính. Cho nên anh mới cắt mấy chục triệu cho ngành sản xuất công nghệ thông tin. Đặng Nhược Hiền hỏi lại một câu. Lão Đặng, anh cũng phản đối ý kiến của tôi. Triệu Quốc Đống nhìn Đặng Nhược Hiền mà nói. Cái này thì không phải, chẳng qua không phải một câu nói là làm xong việc này, phải có chính sách cụ thể và áp dụng lâu dài. Phương tiện trụ cột của khu khai phát ở mảng này không tốt, chỉ có mấy chục triệu là không đủ. Đặng Nhược Hiền từ tốn nói. Anh nếu như có ý định ở việc này thì ít nhất phải có quy hoạch cụ thể, làm như thế nào phát triển,
làm như thế nào đi bước đầu tiên? Ừ, tôi cũng có chút ý tưởng. Triệu Quốc Đống đến đây không phải thảo luận vấn đề này với Đặng Nhược Hiền. Lão Đặng, phương án cải cách nhà máy cơ giới đã được hội nghị cán bộ nhà máy thông qua, xem ra sẽ lập tức đưa lên hội nghị thường ủy nghiên cứu. Bây giờ bên ủy ban và đại hội đại biểu nhân dân thị xã cũng không coi trọng tình hình hiện nay của nhà máy cơ giới, cho rằng việc cải cách là thích hợp nhất để cải thiện tình hình, yêu cầu chính quyền hỗ trợ chính sách. Ồ, tôi cũng nghe thấy một ít phản ứng, nói là tài sản nhà máy cơ giới không đủ trả nợ, là cái động không đáy, điều kiện này thì ai đến mua cũng không thể sống lâu. Yêu cầu chính quyền gánh vác một phần nợ của nhà máy, ngoài ra còn muốn đưa thêm vài điều kiện ưu đãi để hấp dẫn người. Đặng Nhược Hiền cười nói. Hình như muốn nhằm vào đất. Ừ, vị trí khu đất nhà máy cơ giới khá rộng, vừa lúc nằm ở trung tâm thành thị, tôi thật ra cảm thấy là có người coi trọng khu đất của nhà máy cơ giới. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng mà nói. Tôi thấy để chính quyền nhận một phần khoản nợ chỉ là che mắt người mà thôi. Đặng Nhược Hiền cười nói. Khu đất của nhà máy cơ giới đúng là có diện tích lớn nên có chút đáng tiếc, lấy ra khai thác thì cũng được. Chẳng qua bên khai thác chỉ có thể là do ủy ban, nếu như tôi là bí thư thị ủy hoặc thị trưởng thì sẽ không để bất cứ ai khác khai thác nơi này. Triệu Quốc Đống giơ ngón cái lên nói. Việc này chẳng qua sợ rằng có không ít người thèm muốn mảng thịt béo này. Ở vấn đề cải cách nhà máy cơ giới, Triệu Quốc Đống cũng đã chú tâm nghiên cứu nhiều. Quế Toàn Hữu cũng thông qua nhiều loại quan hệ để tìm hiểu tình hình bên trong nhà máy cơ giới cho Triệu Quốc Đống, nhưng tin tức đạt được khá hỗn độn, làm cho hắn khó có thể nhận thức rõ về thực tế của nhà máy cơ giới. Nhà máy cơ giới 4 năm trước vẫn có lãi, mặc dù không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao đầu những năm 90 nhưng vẫn có thể nói là làm ăn được. Nhưng bắt đầu từ 4 năm trở lại đây thì hiệu quả kinh doanh của nhà máy giảm mạnh, chủ yếu là vấn đề tiêu thụ và thu hồi tiền hàng và chất lượng sản phẩm. Mặc dù cũng đã mua không ít thiết bị tiên tiến nhưng vấn đề chất lượng vẫn không thể thay đổi, tình hình tài chính và chất lượng đan xen vào nhau. Điều này làm cho mấy năm nay của nhà máy cơ giới càng lúc càng khó khăn. Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu đã điều tra tình hình kinh doanh của nhà máy cơ giới. Căn cứ theo tình hình được biết thì thị trường mấy năm qua biến hóa không nhiều, khách hàng vẫn giữ nguyên, nhân viên tiêu thụ vẫn vậy. Chính xác mà nói nhà máy cơ giới còn bỏ nhiều tiền mua thiết bị sản xuất mới, kỹ thuật cũng tăng lên. Theo lý thuyết thì phải tăng sức cạnh tranh, nhưng vấn đề chất lượng lại thành cơn ác mộng. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống và Quế Toàn Hữu rất khó hiểu. Có lẽ điểm làm Triệu Quốc Đống nghi ngờ duy nhất chính là giám đốc nhà máy cơ giới Chu Đức Siêu. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì cuối năm nay Chu Đức Siêu sẽ về hưu. Nhưng trong vấn đề cải cách thì Chu Đức Siêu vẫn rất nhiệt tình, điều này có vẻ không phù hợp. Triệu Quốc Đống không tin Chu Đức Siêu đứng ở góc độ hy vọng nhà máy phát triển. Càng không tin Chu Đức Siêu lại suy nghĩ thoáng như vậy. Theo hắn biết Chu Đức Siêu là kẻ bá đạo ở nhà máy cơ giới, bây giờ lại đột nhiên nghĩ thông suốt đúng là điều đáng ngờ. Vấn đề này Triệu Quốc Đống đã trao đổi với Đặng Nhược Hiền. Trong cả thị ủy, ủy ban Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống vẫn chưa tìm được người đáng để trao đổi, may ra Đặng Nhược Hiền miễn cưỡng là đối tượng. Mà theo Triệu Quốc Đống biết thì danh tiếng của Đặng Nhược Hiền cũng khá tốt. Đặng Nhược Hiền cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống. Việc cải cách nhà máy cơ giới đúng là có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nó không phải công việc hai người phụ trách, từ bề ngoài thì thấy việc cải cách nhà máy cơ giới là phù hợp chính sách, Khổng Kính Nguyên tiến hành theo đúng quy định pháp luật. Đặng Nhược Hiền nhìn Triệu Quốc Đống, y không biết đối phương có phải thật sự muốn đâm lỗ thủng này không. Danh tiếng của Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh đã đủ cao, nếu bị nhiều người chú ý thì chưa chắc phải việc tốt. Sau khi trao đổi với Triệu Quốc Đống, Đặng Nhược Hiền cũng lặng lẽ điều tra. Triệu Quốc Đống không thể so sánh với Đặng Nhược Hiền. Đặng Nhược Hiền đã ở Hoài Khánh hơn 20 năm, hiểu rõ tình hình các công ty, nhà máy. Trong năm công ty đại biểu của Hoài Khánh thì y khá quen thuộc. Đặng Nhược Hiền có thể dễ dàng thông qua các lão đồng chí và lão cán bộ của nhà máy cơ giới để tìm hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ sao Triệu Quốc Đống phải làm như vậy? Để đánh ngã Khổng Kính Nguyên thì hắn được gì? Hay là muốn kéo Hà Chiếu Thành ngã? Đặng Nhược Hiền không thể biết Triệu Quốc Đống muốn làm gì. Muốn liên minh thì cũng phải có mục tiêu chung, nhưng Khổng Kính Nguyên là cấp dưới lại không phải mục tiêu của Triệu Quốc Đống. Quyển 10, chương 72. Không ai biết thị trưởng Triệu cùng thị trưởng Đặng sao lại có nhiều chuyện muốn nói như vậy. Đám quan chức bên mảng xây dựng thành thị đứng xa xa chờ hai vị lãnh đạo. Triệu Quốc Đống chào mọi người rồi đi. Phương Hùng Phi thấy vẻ mặt Đặng Nhược Hiền có vẻ không đúng, giống như là xúc động hay suy nghĩ gì đó.
Triệu Quốc Đống đi rất nhẹ nhàng, nói chuyện với Đặng Nhược Hiền coi như là cuộc trao đổi thẳng thắn của hắn với đối phương. Triệu Quốc Đống đã làm rõ thái độ của mình, hắn không nhằm vào ai mà chỉ nhằm vào việc cải cách nhà máy cơ giới. Nếu như nói Khổng Kính Nguyên đưa đến một công ty có năng lực để nhận mua và làm sống dậy nhà máy cơ giới, thì hắn sẽ không phản đối, còn một lòng ủng hộ. Nhưng nếu ai muốn giở trò dưới mắt của hắn, kéo đến một công ty không có năng lực, kiếm đất, bán đi rồi bỏ chạy, ném bao quần áo nặng nề cho Hoài Khánh thì hắn tuyệt đối không cho phép. Đặng Nhược Hiền cũng không biết tại sao Triệu Quốc Đống lại lo như vậy. Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã nghi ngờ thì nhất định có lý do. Hơn nữa theo tình hình mà Đặng Nhược Hiền nắm giữ thì cũng thấy tình hình kinh doanh và sản xuất của nhà máy cơ giới không đến mức kém như vậy. Vấn đề chất lượng sản phẩm và thu tiền hàng đúng là đáng phải nghi ngờ. Chẳng qua y không tiện nhúng tay vì mình không phụ trách mảng này. Hai người thảo luận đến giữa buổi rồi nhất trí tạm thời quan sát. Bởi vì phương án hiện tại chưa nhìn ra vấn đề, chờ khi việc cải cách tiến vào giai đoạn thực chất thì may ra mới lộ đuôi hồ ly của cải cách. Keng một tiếng, Triệu Quốc Đống cười cười bưng rượu lên mà nói. Trưởng ban qua, hôm nay trưởng ban Vưu mời khác, tôi là người đi theo. Tôi xin hết, mời ngài tùy ý. Quốc Đống, gì mà đi theo hay không? Liên Hương nói rồi, hôm nay là gặp mặt với tư cách cá nhân mà. Quả tính rất hào phóng uống cạn chén rượu, điều này làm Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương khá vui vẻ. Ha ha, coi như tôi nói sai, xin tự phạt một chén. Triệu Quốc Đống cũng rất sảng khoái tự rót và uống cạn một chén nữa. Vưu Liên Hương có chút hâm mộ nhìn thái độ tùy tiện giữa Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh. Mặc dù cô cũng cố gắng muốn kéo gần quan hệ với Qua Tĩnh, cũng có hiệu quả nhất định nhưng còn kém xa so với mức độ của Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh. Ba người nói chuyện đến việc Trung ương quyết định mở thị trường nhà đất cấp 2 đã làm nóng thị trường bất động sản lên, thị trường bất động sản các nơi dần ấm lên, nhà ở thương mại cũng mơ hồ thành trào lưu không thể thay đổi. Quốc Đống, việc phân chia nhà ở phúc lợi của cán bộ Hoài Khánh đã giải quyết xong chưa? Qua Tĩnh nói, đang cố gắng đẩy mạnh, hạng mục đã sớm được phê duyệt chỉ là áp dụng thì gặp khó khăn về tài chính. Thị xã cũng đang cân nhắc không ảnh hưởng tới cảm nhận của dân chúng và xã hội, tránh ở khu vực trung tâm, chọn một nơi vẫn để hoang. Bây giờ đất đang được san nền và đào móng, có lẽ rất nhanh tiến vào giai đoạn xây dựng. Tài chính đã được giải quyết. Qua Tĩnh cười nói, đây là vấn đề mà phó thị trưởng thường trực phụ trách đó. Trưởng ban Qua, ngài chắc cũng biết Hoài Khánh bọn họ kiếm được khoản lớn từ công viên Nghĩa Trang quốc tế mà. Một câu, Hoài Khánh không thiếu tiền. Vưu Liên Hương nói xen vào. Đúng, công viên Nghĩa Trang quốc tế kia có vẻ rất lớn. Lần trước tôi sang Hong Kong thì ở bán đảo Victoria cũng thấy quảng cáo về công viên Nghĩa Trang này, báu vật của trời đất, địa linh nhân kiệt, rồng trầu hổ phục, tôi còn tưởng là thắng cảnh du lịch gì. Hóa ra nhìn kỹ mới thấy là công viên Nghĩa Trang ở tỉnh An Nguyên ta. Qua Tĩnh cười nói. Quốc Đống, hình như lại là kiệt tác của cậu. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu nói. Trưởng ban Qua, làm ngài cười chê rồi. Năm nay việc thu hồi nợ của công ty tín dụng Hoài Khánh gặp áp lực lớn, bù lỗ hổng cho quỹ tín dụng nông thôn ở quận, huyện cũng nặng nề, tài chính Hoài Khánh gần như trống trơn nên tôi mới nghĩ đến cách này. Cho nên mới làm công viên Nghĩa Trang. Qua Tĩnh cười cười. Ha ha, Ủy ban thị xã Hoài Khánh chỉ coi nó là một hạng mục thu hút đầu tư bình thường, về phần công ty tuyên truyền quảng cáo là việc của bọn họ, phù hợp quy định pháp luật là được. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích. Thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh kiên quyết phản đối sự mê tín dị đoan, chúng tôi cũng phản đối tuyên truyền việc này ở Hoài Khánh. Đương nhiên người ta làm kinh doanh thì tuyên truyền ở bên ngoài hay Hoài Khánh thì chúng tôi không thể can thiệp. Một quốc gia hai chế độ có ưu thế ở đó. Quốc Đống, cậu đừng khẩn trương như vậy, tôi thấy nó là bình thường, quảng cáo thích hợp là đủ. Công ty muốn phát triển muốn kiếm tiền mà. Qua Tĩnh gật đầu nói. Đương nhiên chúng ta là đảng viên không tin điều này, nhưng không thể yêu cầu tất cả mọi người như chúng ta. Cảm ơn trưởng ban Qua đã hiểu cho, tôi lo lãnh đạo tỉnh có cái nhìn không đúng. Điều này làm tôi ăn ngủ không ngon. Triệu Quốc Đống cười nói. Cậu mà ăn ngủ không ngon ư, sợ là mừng đến không ngủ ngon. Qua Tĩnh cười nói, hình như trong một hội nghị nào đó Chủ tịch Tần đã khen có vài khu vực có thể khai thác những cách chưa từng có để thu hút đầu tư, tăng nguồn thu thuế, phong phú tài chính. Tôi thấy có lẽ chính là hạng mục công viên Nghĩa Trang của Hoài Khánh đó. Thật vậy sao? Triệu Quốc Đống vui vẻ xoa tay nói. Vậy thì tốt quá, có lãnh đạo tỉnh khích lệ thì tôi càng yên tâm. Ừ,
Bí thư Anh Lộc lên tỉnh báo cáo với Bí thư Ninh thì cũng đánh giá cao công việc của cậu, cho rằng tỉnh ủy đã chọn một cán bộ xuất sắc đưa đến Hoài Khánh, dám làm, ý tưởng rộng mở, nhiều biện pháp, Bí thư Ninh cũng vui vẻ. Qua Tĩnh gật đầu nói. Bí thư Anh Lộc còn khen ngợi cậu về công tác thu hồi nợ, không ngừng nói về trí tuệ chính trị và năng lực làm công tác kinh tế của cậu với Bí thư Ninh. Triệu Quốc Đống lúc này đúng là uống mật ong vào, thấy rất ngọt ngào. Bí thư thị ủy đánh giá cao hắn như vậy trước mặt bí thư tỉnh ủy, điều này sẽ làm lãnh đạo có ấn tượng tốt đối với hắn. Bí thư thị ủy có thể dùng những từ đó đánh giá hắn, đây là khẳng định cao độ về công việc của hắn, cũng không uổng sự cố gắng trong nửa năm qua của hắn. Vưu Liên Hương không khỏi thầm than Triệu Quốc Đống này quá nhiều mưu mô và may mắn. Một hạng mục công viên nghĩa trang cũng có thể tạo thành danh tiếng lớn đến thế, còn kiếm được khoản tiền lớn, bảo sao hắn có thể nhanh chóng đứng vững tại Hoài Khánh. Bây giờ là thời đại phát triển kinh tế làm hàng đầu, ai có thể phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, tăng tài nguyên thì người đó có thể đứng thẳng. Trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này chính là châm ngôn. Sau đó Qua Tĩnh liền rất nhanh chuyển đề tài về việc bên Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cũng biết ý hỏi tình hình Ninh Lăng. Vưu Liên Hương cũng nói vài tình hình cho Qua Tĩnh nghe. Bữa ăn vừa để kéo gần tình cảm, vừa có thể thích hợp báo cáo công việc. Ăn xong, tâm trạng ba người khá vui vẻ, nhất là Triệu Quốc Đống. Từ miệng Qua Tĩnh hắn đạt được tin tức đáng giá. Tần Hạo Nghiên rất tán thành hạng mục công viên nghĩa trang quốc tế, Trần Anh Lộc và Ninh Pháp đều đánh giá tốt về công việc gần đây của hắn. Qua Tĩnh ăn xong liền về thẳng nhà, chị từ chối Triệu Quốc Đống đưa mình về. Chị ta nói có đôi lúc cũng có thể cảm nhận sự thoải mái một mình khi đi dạo trên đường tại An Đô. Quốc Đống, cậu đi đâu? Ngồi lên xe của Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương hỏi. Mùi hương từ cơ thể cô thổi sang làm Triệu Quốc Đống không khỏi hít lấy nhiều lần. Tôi, Vưu tỷ, chị đi đâu? Tôi đưa chị đi. Triệu Quốc Đống khởi động xe rồi nói. Tôi đi đâu ư, tôi cũng không biết. Tôi bây giờ chưa muốn về nhà. Vẻ mặt Vưu Liên Hương hơi khó coi làm Triệu Quốc Đống cảm nhận được sợ quan hệ giữa và Vưu Liên Hương chồng đã đi đến cuối. Vưu Liên Hương đến Ninh Lăng nhận chức làm quan hệ giữa cô và chồng càng lạnh nhạt hơn. Vưu Liên Hương rời An Đô đến Ninh Lăng chính là giải thoát cho hai người, quan hệ của cả hai có vẻ bình tĩnh hơn. Vưu Liên Hương có một con nhưng từ bé vẫn được ông bà nội nuôi. Có lẽ vì nguyên nhân này nên hai vợ chồng không có nhiều ràng buộc. Quyển 10 Chương 73. Triệu Quốc Đống có chút đau đầu. Tối nay hắn muốn đến chỗ Cử Vận Bạch ở nhưng tình hình này đúng là hắn khó có thể bỏ Vưu Liên Hương lại. Ừ, như vậy đi Vưu tỷ, chúng ta đến Cách Lai ngồi một chút, uống một chén được không? Triệu Quốc Đống hỏi. Tùy cậu, tối nay Vưu tỷ theo cậu. Cậu đưa Vưu tỷ vào hang hổ thì cũng theo. Một chai rượu vang được ba người chia nhau, mặc dù Vưu tỷ uống ít nhưng đối với Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương thì không vấn đề gì. Nhưng khi tâm trạng không tốt thì uy lực của rượu sẽ tăng lên rất nhiều. Mà tâm trạng của Vưu Liên Hương lúc này chính là như vậy, ngay cả lời nói cũng trở nên mập mờ làm Triệu Quốc Đống nghe xong thấy rung động. Biển số xe đã sớm được thay. Mỗi lần về An Đô hắn đều tự lái xe, hắn yêu cầu lái xe thay biển khác cho mình. Mấy biển này là Triệu Quốc Đống nhờ Đường Lăng Phong tìm cho mình, khi lên An Đô sẽ không bị nhiều người chú ý. Quy mô Cách Lai không lớn nhưng lại khá bí ẩn. Nó nằm gần ngoại ô nên kinh doanh không quá đông khách. Chẳng qua nơi này lại có hoàn cảnh rất tốt. Triệu Quốc Đống cũng trịnh kiện đã tới đây hai lần và thấy khá yên tĩnh, cũng không dễ gặp người quen. Bên ngoài trời nóng, đi vào trong phòng được bật điều hòa làm hai người không khỏi run lên vì lạnh. Căn phòng có đầy đủ phòng vệ sinh, sàn nhảy, tủ lạnh, nước, đá, đồ uống, rượu, bia, thuốc lá, hoa quả, còn có cả thịt bò khô, coi như khá phong phú. Quốc Đống, cậu thường xuyên đến đây à? Có lẽ rời khỏi An Đô khá lâu nên Vưu Liên Hương không ngờ ở gần nội thành lại có một nơi có cấp bậc yên tĩnh lại cao cấp như vậy. Bãi đỗ xe mặc dù không nhiều xe nhưng mấy xe như Santana không có, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thấy xe Buick, Audi, Camry ở đây. Cũng mới tới đây hai lần và thấy hoàn cảnh nơi này khá được, thái độ phục vụ cũng tốt, không có người ngoài vào quấy rầy. Rượu, đồ uống có thể dùng thoải mái, đến lúc về sẽ có nhân viên lên tính tiền. Triệu Quốc Đống nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa màu da trâu, cảm nhận sự lạnh lẽo mà làn da mang tới. Vưu tỷ muốn hát bài nào thì tự chọn, bài hát kinh điển, cách mạng, tình ca, nhạc trẻ đều có. Vưu tỷ, chị muốn hát bài gì? Quốc Đống, mở rượu đi, chúng ta uống. Vưu Liên Hương xua tay nói. Vưu tỷ, còn uống nữa sao?
Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn lo cô uống rượu sẽ có vấn đề. Sao, sợ tôi uống cho cậu nghèo ư? Hôm nay Vưu tỷ mời khác mà, cậu cứ thoải mái. Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn làm Triệu Quốc Đống run lên. Vưu tỷ nói gì thế, hai chúng ta mà còn phân chia như vậy sao? Triệu Quốc Đống vội vàng lấy chai rượu. Hiệu quả âm thanh trong phòng rất tốt, Triệu Quốc Đống thử hát hai bài cổ điển và có cảm giác tốt, sau đó lại hát thêm hai bài nữa. Triệu Quốc Đống hiếm khi hăng hái hát nhiều như vậy, hắn mượn men rượu mà phát huy một lúc. Bỏ mic xuống, Triệu Quốc Đống phát hiện Vưu Liên Hương cô đơn ngồi đó mà uống rượu, khuôn mặt trắng nõn bây giờ đã đỏ ửng lên. Sao thế Vưu tỷ? Triệu Quốc Đống hơi động tâm mà ngồi xuống bên cạnh Vưu Liên Hương. Không có gì, cậu hát đi. Quốc Đống, cậu hát rất hay, tôi thích nghe, cậu đi hát đi. Vưu Liên Hương lắc đầu bưng chén lên. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì mà cầm chén lên khẽ chạm cốc của đối phương rồi lắc đầu nói. Vưu tỷ, chị hình như có tâm sự, là công việc không thuận lợi hay chuyện gia đình? Chuyện gia đình có thể có việc gì? Vưu Liên Hương dựa lưng vào ghế rồi vung vung chén rượu lên mà nói. Từ trước đến giờ vẫn là như vậy, một tuần về nhà một lần, thăm con, mỗi bên có việc của mình, như vậy không phải tốt sao? Triệu Quốc Đống có thể nghe được vẻ buồn bã trong giọng của Vưu Liên Hương. Cô có vẻ đã không còn sự vui sướng của cuộc sống gia đình trước đây, đã vào thời kỳ đóng băng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện về việc này. Vậy Vưu tỷ không hài lòng với công việc, chị là trưởng ban tổ chức cán bộ, nắm giữ ngũ quan toàn thị xã, chẳng lẽ còn có chuyện gì phiền lòng? Hừ, cậu còn lạ Ninh Lăng sao? Miếu nhỏ nhưng sóng lớn, ngồi ở vị trí đó mới biết việc khó làm. Vưu Liên Hương thoáng cái tỉnh táo hơn nhiều. Bảo sao Trương Thiên Phóng muốn nhảy ra khỏi vị trí đó? Sao, Hoàng Lăng không dễ ở chung ư? Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện ý trong lời của Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương do dự một chút và không nói. Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Với tính cách của Vưu Liên Hương thì Nghiêm Lập Dân nhất định không làm gì được cô. Nhưng Hoàng Lăng là bí thư thị ủy, lại bá đạo. Nếu Vưu Liên Hương và Hoàng Lăng không hòa thuận thì cuộc sống của Vưu Liên Hương sẽ rất khổ. Chẳng qua theo hắn biết thì Vưu Liên Hương và Hoàng Lăng vẫn sống khá hào thuận, nếu không thì sao Vưu Liên Hương có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Thấy Vưu Liên Hương không lên tiếng, Triệu Quốc Đống cũng không hỏi mà lẳng lặng uống rượu. Hát xong bài, Triệu Quốc Đống cúi người nhặt chìa khóa rơi trên sàn nhà lên. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy khe hở bên dưới váy của Vưu Liên Hương, chiếc quần lót màu hồng ép sát vào bên. Mơ hồ lộ ra hình bí ẩn kia. Có lẽ do uống rượu, có lẽ do mơ ước đã lâu nên Triệu Quốc Đống cảm thấy một dòng khí nóng dâng lên trong người. Hoàng Lăng không phải Hoàng Lăng mà tôi nghĩ trước đây. Vưu Liên Hương cũng không chú ý mình lộ hàng vừa vặn bị Triệu Quốc Đống nhìn thấy. Cô nói, trước đây chỉ là bề ngoài mà thôi. Lời của Vưu Liên Hương kéo Triệu Quốc Đống lại trong cơn mê. Hắn thở dài một tiếng. May là có đề tài hấp dẫn nếu không hắn không rõ mình sẽ như thế nào. Sao, y làm gì? Triệu Quốc Đống mơ hồ cảm nhận ra Vưu Liên Hương rất thất vọng với Hoàng Lăng. Không thể nghi ngờ Hoàng Lăng sau khi ngồi ổn định ở vị trí liền bắt đầu trở lại bản tính. Hoàng Lăng có khí phách và Ninh Lăng. Bây giờ xu thế phát triển của khu khai phát Ninh Lăng là rất tốt. Nửa đầu năm nay đã có 16 công ty đến khu khai phát, trong đó có 3 công ty đầu tư vượt qua trên 60 triệu. Khu công nghiệp Lâm Cảng bên Tây Giang cũng vào giai đoạn hoàn thiện, Tăng Lệnh Thuần vẫn kéo dài chính sách của cậu và tăng đầu tư xây dựng, đồng thời cũng tăng cường thu hút đầu tư. Vưu Liên Hương tuy nói như vậy nhưng không hề có vẻ vui mừng gì. Đó là việc tốt, tôi cũng biết sự tăng trưởng kinh tế nửa năm qua của Ninh Lăng xếp top 3 toàn tỉnh. Ngoài Kiến Dương thì chỉ sợ Vĩnh Lương và Ninh Lăng là tương đương nhau. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chẳng lẽ có gì không đúng? Hừ. Tôi không nói sự phát triển không đúng, nhưng tôi cũng nghe thấy vài điều đó là không ít công trình xây dựng ở khu khai phát đều do một công ty trên tỉnh nhận, nghe nói công ty này có quan hệ tốt với Hoàng Lăng, bên quận Tây Giang cũng thế. Các công ty xây dựng Ninh Lăng có phản ứng không nhỏ. Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống, cô không tin Triệu Quốc Đống không biết việc này, căn cơ của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng còn thâm sâu hơn cô. Mặc dù cô bây giờ là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng những người mà Triệu Quốc Đống đề bạt đều có sức nặng và vẫn duy trì liên lạc với hắn. Quyển 10, chương 74. Cái này thì sao chứ? Chẳng lẽ bí thư thị ủy không thể có bạn sao? Chỉ cần làm theo quy định kinh doanh bình thường thì không vấn đề gì. Hơn nữa nhiều chuyện không có chứng cứ mà.
Vưu tỷ, chỉ xuất thân ủy ban kỷ luật chẳng lẽ còn không rõ điểm này sao? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Vưu Liên Hương nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu sớm biết ư, trước hay sau khi Hoàng Lăng đến. Triệu Quốc Đống có chút giật mình vì không ngờ Vưu Liên Hương lại nhạy cảm như vậy. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Trước khi y đến thì tôi đã biết y là người như thế nào. Có năng lực, có khí phách, có thể làm việc, dám lấy tiền. Cả người Vưu Liên Hương mềm nhũn đi và thở dài một tiếng. Cô cuộn mình lên ghế, mảng màu hồng dưới váy lại đập vào mắt Triệu Quốc Đống. Hừ, cậu sớm biết sao không nói cho tôi. Tôi đã nói rồi, sao Hoàng Lăng lại tin cậu như vậy mà tôi lại thấy cậu muốn giữ khoảng cách nhất định với y. Vưu Liên Hương nói làm Triệu Quốc Đống chấn động. Vưu tỷ, điều này chị cũng nhìn ra ư. Hừ, so sánh với quan hệ của cậu và Kỳ Dư Hồng, tôi cảm thấy cậu mặc dù không hài lòng vì khí phách của Kỳ Dư Hồng nhưng không đề phòng. Nhưng đối với Hoàng Lăng thì cậu rất tôn trọng y, nói chuyện cũng hòa hợp nhưng tôi vẫn thấy cậu có ý đề phòng y. Tôi vốn cho rằng cậu ngại sự bá đạo của y, nhưng cậu không phải người như vậy nên tôi không rõ. Bây giờ mới biết nguyên nhân. Vưu Liên Hương có chút đắc ý nói. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Gặp lãnh đạo như vậy thì tôi có thể có biện pháp nào chứ? Tôi phải thừa nhận Hoàng Lăng dám làm việc, đầu óc tỉnh táo, mắt nhìn xa. Nhưng tay y quá dài, lá gan quá lớn, thích lấy vàng trong lửa, không sợ tự chuốc họa, đây là quả bom nổ chậm. Cậu thì chạy thoát rồi, vậy còn Vưu tỷ thì sao? Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cậu trơ mắt nhìn Vưu tỷ bị nổ chết sao? Vưu tỷ, chỉ xuất thân ủy ban kỷ luật thì chẳng lẽ không có chiêu đề phòng sao? Triệu Quốc Đống khẽ cười nói. Chẳng qua Vưu tỷ, tôi cảm thấy chỉ dựa vào lời đồn là không đủ, chỉ cảm thấy y sẽ ngã vì việc này sao? Hừ, Hoàng Lăng rất to gan, nếu chỉ là như vậy thì tôi đâu có buồn phiền như vậy. Dù sao không phải việc tôi quản lý, nhưng có một số việc dính tới công việc của tôi nên tôi không thể không cảnh giác. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng. Cô không chú ý mình vì điều chỉnh vị trí làm cho chiếc váy càng cuốn về sau nhiều hơn, mà men rượu đã bắt đầu làm mờ lý trí cô. Dù sao ngồi với Triệu Quốc Đống thì cô cũng yên tâm, chiếc quần lót màu hồng bao lấy bên dưới đã lộ ra hơn phân nửa làm Triệu Quốc Đống không thể ngồi yên. Trong cách dùng người của Hoàng Lăng cũng có chuyện. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hừ, trước đó thì không thấy, nhưng ở việc chọn người làm cục trưởng cục thông tin thì tôi thấy không đúng. Cậu biết ai làm chức này không? Vưu Liên Hương cười cười lộ má lúm đồng tiền. Ai? Sau khi Lỗ Năng làm phó thị trưởng thì chức cục trưởng cục thông tin Ninh Lăng vẫn bỏ trống, do một phó cục trưởng chủ trì công việc. La Băng lúc lên An Đô thì cũng nói chuyện này với Triệu Quốc Đống. Chỉ sợ cậu không nghĩ ra là ai. Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Trần Đại Lực. Hả? Triệu Quốc Đống gật mình và không thể tin vào tai mình. Chị nói là Trần Đại Lực huyện Hoa Lâm làm cục trưởng cục thông tin. Hoàng Côn có năng lực như vậy. Hừ. Hoàng Côn không có quan hệ gì, là bản lĩnh của Trần Đại Lực. Vưu Liên Hương khinh thường đưa mấy ngón tay lên. Dùng từng này để mua. 80.000. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi và không dám tin. Vưu tỷ, tin này chị biết từ đâu? Muốn người không biết thì trừ khi mình không làm, đương nhiên đây là việc không có chứng cứ. Nhưng Trần Đại Lực dựa vào gì mà lên chức? Vưu Liên Hương khinh thường nói. Ngoài nói mấy trò cười ra thì tôi thấy người này thiếu tố chất cơ bản. Nghe nói lúc phát biểu trong hội nghị công tác thông tin toàn thị xã làm mọi người lắc đầu. Lúc trước khi chọn người này thì tôi đã phản đối nhưng Nghiêm Lập Dân không lên tiếng, Hoàng Lăng dốc sức đề cử, tôi phản đối cũng vô ích. Khi đưa ra hội nghị thường ủy thì thư chí Cao giả câm giả điếc, người khác thấy không liên quan mình nên việc đựa thông qua. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, nếu đã đến bước này thì Hoàng Lăng bị diệt là sớm hay muộn. Mua quan bán chức là tối kỵ của quan trường. Anh dám lấy tiền mà mua chức tức là một quả bom nổ làm anh tan xương nát thịt. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than cho La Băng. Khó khăn lắm mới giúp cô tránh lên cục thông tin, bây giờ Trần Đại Lực lại lên đó, còn làm cục trưởng, là lãnh đạo trực tiếp của cục thông tin. Vưu tỷ, thế chị định làm như thế nào? Tôi có thể làm gì chứ? Dù là chuyện công trình hay chuyện của Trần Đại Lực đều là bí ẩn, ai có thể làm gì? Vưu Liên Hương buồn bã nói. Tôi từ ủy ban kỷ luật đi ra thì chuyện này biết quá rõ. Đó là chuyện khiến dân chúng phẫn nộ, có thể làm người ta kết thúc sinh mạng chính trị. Việc này phải tra xét rõ ràng nếu không chỉ là cơn gió thoảng lướt qua mà thôi. Xem ra Hoàng Lăng cũng biết cách đó.
Triệu Quốc Đống thở dài nói. Hừ, Hoàng Lăng mặc dù có mấy việc đó nhưng y đúng là có năng lực. Lãnh đạo tỉnh coi trọng về công tác kinh tế của y. Chỉ riêng việc kinh tế tăng tốc phát triển thì chỉ sợ không lãnh đạo nào muốn động y. Về phần chuyện chúng ta vừa nói thì lại không có quan hệ mấy với quần chúng nhân dân, nhiều lắm chỉ nguyền rủa vài câu mà thôi. Vưu Liên Hương nhẹ nhàng nói làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Đúng là như vậy, chuyện này chỉ cần không ai bám chặt, dù muốn bám chặt cũng cần có chứng cứ, càng quan trọng là lãnh đạo cấp trên có quyết tâm xử lý hay không. Triệu Quốc Đống không nói mà cầm chén lên uống cạn. Vậy thì sợ rằng công việc của chị sau này khó triển khai. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hoàng Lăng tuy không phải người nhỏ nhen nhưng trưởng ban tổ chức cán bộ từ trước đến giờ đều là thân tín của bí thư, có thể nói phải tuyệt đối ủng hộ. Chị là trưởng ban tổ chức cán bộ có thể có suy nghĩ của mình nhưng với điều kiện là phục tùng quyết định của bí thư thị ủy. Mà Vưu Liên Hương nếu biết Hoàng Lăng ủng hộ Trần Đại Lực mà còn phản đối, như vậy tức là chị đã đi nhầm đường. Ngoài mặt Vưu Liên Hương tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất buồn phiền. Ngay cả cô cũng thấy sau khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng làm tâm trạng của cô cũng buồn đi. Lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ khiến cô vui vẻ 1-2 tháng rồi qua mau. Trương Thiên Phóng sang bên ủy ban nên dần tạo thành khoảng cách, Vưu Liên Hương thậm chí có thể chắc chắn Trương Thiên Phóng cũng nhận ra vấn đề nhưng lại mắt nhắm mắt mở. Triệu Quốc Đống đã đi, cô đưa mắt nhìn thì thấy cả Hoài Khánh không còn ai để cô thổ lộ. Giản Hồng và cô có quan hệ tốt nhưng từ cấp bậc hay tình cảm đều không thích hợp làm người cần trao đổi. Trương Thiên Phóng thì càng xa hơn, lúc này lại đang hòa hợp với Thư Chí Cao. Em gái cô thì cô lại không muốn tỏ ra mình yếu ớt trước em gái. Vậy còn ai nữa? Vưu Liên Hương thấy có chút buồn, cô về An Đô thì gia đình lại càng u ám, không bằng cô về tập thể ở Ninh Lăng, ít nhất còn không gặp áp lực kia. Triệu Quốc Đống cảm thấy tâm trạng Vưu Liên Hương đã biến hóa. Hắn có chút hối hận vì mình lắm miệng. Nhưng hắn nghĩ không bằng nói hết những gì dồn nén trong lòng ra vẫn hơn là giấu kín. Vưu tỷ, nhảy một điệu đi, đã lâu không nhảy với Vưu tỷ. Triệu Quốc Đống đứng lên mời Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương khẽ run lên, một dòng khí nóng dâng lên trong lòng cô. Cô vừa có chút e ngại vừa chờ mong sẽ xảy ra gì đó. Nhưng cô không thể từ chối. Quyển 10, chương 75. Tiếng nhạc du dương vang lên. Triệu Quốc Đống ôm eo Vưu Liên Hương mà nhảy. Vưu Liên Hương cao khoảng 1m6 nhưng bộ xương nhỏ, là loại phụ nữ ít xương nhiều thịt. Triệu Quốc Đống ôm ngang eo cô có thể rõ ràng cảm nhận được điều này. Mới đầu tiết tấu còn nhanh, hai người vẫn duy trì được khoảng cách ổn định. Nhưng theo điệu nhạc càng lúc càng chậm và chuyển sang đi từng bước làm động tác hai người chậm theo, cơ thể cũng dần sát vào nhau. Hơi thở của Vưu Liên Hương di chuyển trên vai Triệu Quốc Đống làm hắn mê đi. Mà ngón tay Triệu Quốc Đống cũng cố ý hoạt động vuốt ve trên lưng làm Vưu Liên Hương cảm thấy một luồng khí nóng chảy khắp cơ thể. Hai người đắm chìm trong không khí mơ hồ đó. Hai cơ thể dán vào nhau từ lúc nào không ai biết. Triệu Quốc Đống chỉ cảm nhận cặp ngực căng tròn của Vưu Liên Hương dán sát vào ngực mình, nó như ngọn lửa đầy ma lực thiêu đốt phần đạo đức của hắn. Mà tay hắn cũng đã đưa xuống mông Vưu Liên Hương như mong đột phá bước cuối cùng, thậm chí Triệu Quốc Đống còn muốn kéo chiếc quần lót màu hồng kia để làm kỷ niệm. Triệu Quốc Đống đúng là phải cảm ơn chiếc điện thoại di động trong túi quầy, nếu không phải điện thoại rung thì có lẽ hai người sẽ đi qua bước kia. Triệu Quốc Đống biết mình khó khống chế được ham muốn bản thân. Xin lỗi. Điện thoại rung đã kéo Triệu Quốc Đống dừng phanh trên bờ vực. Hắn thầm nghĩ may quá và nhẹ nhàng dìu Vưu Liên Hương ra khỏi bục nhảy về chỗ ngồi liền mở máy ra thì thấy là Cù Vận Bạch gọi tới. Đến khi Triệu Quốc Đống đưa Vưu Liên Hương về khu cô ở, Vưu Liên Hương vẫn còn sợ hãi xen lẫn xấu hổ. Mình sao lại thành như vậy? Vưu Liên Hương rõ ràng phát hiện tâm lý và sinh lý của mình không bài xích Triệu Quốc Đống, thậm chí mình còn có khát vọng. Nhất là khi bên dưới của Triệu Quốc Đống chạm vào bụng dưới của cô chỉ muốn run lên và mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ mình là một kẻ dâm đãng? Vưu Liên Hương đúng là rất xấu hổ, nhưng cô không thể lừa trái tim mình. Có lẽ cô không nên tiếp tục như vậy với Triệu Quốc Đống, đây là đùa với lửa, sẽ làm hai người trả cái giá rất đắt. Nhưng nghĩ đến ngay cả người duy nhất có thể nói chuyện mà cũng không được, Vưu Liên Hương lại thấy sống như vậy sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Tập đoàn Gia Hoa. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi ngồi thẳng lên mà nói. Tôi hình như chưa từng nghe nói đến tập đoàn này, cũng làm ngành cơ khí. Không, chính xác mà nói là tập đoàn làm thương mại, chẳng qua thiết bị cơ giới cũng là một sản phẩm xuất khẩu của bọn họ, quy mô lớn, hiệu quả cũng tương đối tốt.
Bên nhà máy cơ giới cũng coi trọng tập đoàn này, cho rằng nếu có thể để tập đoàn Gia Hoa thu mua nhà máy cơ giới thì với năng lực tiêu thụ của tập đoàn Gia Hoa sẽ khiến nhà máy sống lại. Tập đoàn thương mại đến mau nhà máy sản xuất. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tôi chưa từng nghe đến việc này. Chẳng lẽ bọn họ thật sự coi trọng sản phẩm của nhà máy cơ giới như vậy? Vậy thì khi việc tiêu thụ của nhà máy cơ giới ở trong nước có chuyện, chẳng lẽ xuất khẩu lại được sao? Hay là nói kỹ thuật của người nước ngoài kém hơn Trung Quốc chúng ta? Quế Toàn Hữu cũng cảm thấy điều này khó có thể giải thích, nhưng thị trưởng Hà cùng thị trưởng Khổng đều đã gặp đại biểu của tập đoàn Gia Hoa, hai bên trao đổi khá ăn ý, không khí cũng phù hợp. Tập đoàn Gia Hoa tỏ vẻ coi trọng tiềm lực phát triển của nhà máy cơ giới, nguyện ý mua lại nhà máy cơ giới và đầu tư lớn cải tạo kỹ thuật, thực hiện thay đổi lại sản phẩm hiện có, cố gắng đạt đột phá ở trong và ngoài nước. Nhưng theo tôi tìm hiểu thì tập đoàn Gia Hoa đúng là một tập đoàn có sản nghiệp chính là xuất khẩu, hiệu quả kinh doanh khá tốt, chẳng qua vấn đề quy mô không phù hợp với điều bọn họ giới thiệu. Nhưng đây lại là tập đoàn làm cho thị xã hài lòng nhất, có đôi khi cũng không thể yêu cầu quá cao. Quế Toàn Hữu cũng đã tìm hiểu qua về tập đoàn Gia Hoa. Triệu Quốc Đống trầm ngâm không nói gì. Bây giờ trong thị xã đã có hướng để tập đoàn Gia Hoa mua nhà máy cơ giới. Tập đoàn Gia Hoa cũng thể hiện thực lực của họ bằng hai chiếc xe Mercedes-Benz 500 cùng Jaguar JAGUAR khi đến gặp mặt. Nhưng Triệu Quốc Đống không tin một tập đoàn thương mại ở khu vực Duyên Hải lại đột nhiên đến mua một công ty nhà nước đang gặp khó khăn ở nội địa. Mà từ bề ngoài thì công ty nhà nước này có quy mô không nhỏ, khoản nợ nhiều. Vậy bọn họ dựa vào gì mà muốn mua nhà máy cơ giới? Hay là Trương Tất Tường nhìn xem còn có công ty khác đến đàm phán? Quế Toàn Hữu cũng không quá suy nghĩ về việc này. Nếu không có gì bất ngờ thì rất nhanh sẽ ký kết. Hà Chiếu Thành đã dục phải mau chóng mở cục diện cho việc cải cách các công ty nhà nước của Hoài Khánh. Hừ, còn có thể là ai tới nữa chứ? Triệu Quốc Đống cũng không phản đối công ty tư nhân đến mua lại nhà máy cơ giới, nhưng điều kiện là phải có mục đích rõ ràng, cách làm hợp pháp. Tập đoàn Gia Hoa mặc dù làm hắn nghi ngờ, nhưng chỉ cần bọn họ thật lòng muốn gây dựng lại nhà máy cơ giới, có thực lực đầu tư thì hắn không phản đối. Chẳng qua chuyện này nếu đã xác định thì không thể thay đổi, thị xã nếu muốn hủy bỏ quyết định là không dễ dàng. Hắn vẫn thông qua Nhâm Vi Phong để liên lạc với công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới An Vũ đến mua lại nhà máy cơ giới. Bây giờ cơ giới An Vũ cũng đang từng bước tiến vào ngành máy móc khai khoáng, bọn họ cũng có hứng thú với nhà máy cơ giới, hy vọng có thể trở thành một công ty lớn trong lĩnh vực này. Cơ giới An Vũ do thành phố An Đô khống chế cổ phần. Nhâm Vi Phong mặc dù là thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh nhưng lại không có quyền lãnh đạo trực tiếp đối với các công ty trực thuộc thành phố An Đô. Vì thế nên Triệu Quốc Đống phát hiện mình phạm sai lầm. Hắn không nên đi tìm Nhâm Vi Phong, phải tìm Diêu Văn Chí mới đúng. Nhưng trong này lại có một vấn đề, Nhâm Vi Phong ra mặt quan tâm là chuyện hợp lý. Y là phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp, hiểu việc cải cách ở Hoài Khánh là đương nhiên, nhưng muốn đi tìm bên An Đô lại gặp trở ngại lớn. Triệu Quốc Đống không phụ trách mảng công nghiệp, hơn nữa hội nghị thường trực ủy ban cũng đã giao cho Khổng Kính Nguyên làm việc này. Bây giờ Triệu Quốc Đống nhảy sang kéo An Đô vào là có nghĩa gì? Hà Chiếu Thành sẽ nghĩ như thế nào? Dù là Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến cảm nhận của Hà Chiếu Thành, nhưng ở vấn đề này Hà Chiếu Thành cùng Khổng Kính Nguyên cũng có thể không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống, quyền quyết định trong tay bọn họ. Triệu Quốc Đống làm như vậy thì về sau sẽ càng khó khăn hơn trong quan hệ với Hà Chiếu Thành. Bây giờ tìm Hà Chiếu Thành có tác dụng gì không? Triệu Quốc Đống lắc đầu. Hắn sớm biết lòng dạ hẹp hòi của Hà Chiếu Thành. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận để nhà máy cơ giới cải cách nửa vời. Đây là không có trách nhiệm đối với toàn bộ Hoài Khánh, cũng là không có trách nhiệm đối với hơn ngàn nhân viên của nhà máy cơ giới. Tìm Trần Anh Lộc, Trần Anh Lộc có thể tham gia nhưng việc cải cách công ty nhà nước là do chính quyền làm, y là bí thư thị ủy không tiện tham gia vào, cuối cùng cũng phải quay sang bên chính quyền thị xã. Mà với biểu hiện của tập đoàn Gia Hoa bây giờ thì không thể có đối tượng nào thích hợp hơn. Biện pháp duy nhất có lẽ là thuyết phục Diêu Văn Chí, làm cho cơ giới An Vũ chủ động liên lạc với Hoài Khánh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận nhúng tay vào việc này. Nhưng bên An Đô lại mãi không tỏ thái độ với ý kiến của Nhâm Vi Phong. Điều này làm Triệu Quốc Đống cũng cảm nhận được quan hệ vi diệu của thành phố An Đô với tỉnh. Sau khi Miêu Trấn Trung lên chức, thành phố An Đô bề ngoài có tính độc lập cao, những ý tưởng của tỉnh nếu hợp lý có lợi thì làm, không hợp ý thì đùn đẩy. Trừ khi bí thư tỉnh ủy hoặc chủ tịch tỉnh có thái độ rõ ràng, nếu không thành phố An Đô sẽ không nghe.
Quyển 10, chương 76. Sau khi Triệu Quốc Đống rời đi, Diêu Văn Chí ngồi đó hỏi qua về vấn đề của cơ giới An Vũ một chút. Bên Ủy ban Kinh tế và cơ giới An Vũ cũng giới thiệu qua, xem ra công tác trước đó đã làm tốt. Nhưng do thị xã chưa tỏ thái độ nên mãi vẫn gác đó. Diêu Văn Chí có thể hiểu sự khó xử của phó thị trưởng phụ trách. Bí thư Miêu không hòa hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhất là không có quan hệ tốt với phó chủ tịch tỉnh Nhâm, vì thế chuyện này bị gác lại. Diêu Văn Chí mới lên làm thị trưởng nên càng phải cân nhắc về mối quan hệ này. Nhưng thực tế mà nói, nếu cơ giới An Vũ mua lại nhà máy cơ giới thì sẽ có lợi cho cả hai bên. Diêu Văn Chí cũng giỏi làm kinh tế. Cơ giới An Vũ phát triển rất nhanh, sau khi mua lại công ty khai khoáng Tân Sơn khiến công ty này sống lại, hơn nữa còn nhanh chóng trở thành công ty đứng đầu trong lĩnh vực này của khu vực, sản phẩm bắt đầu bán sang Đông Nam Á. Diêu Văn Chí lúc làm phó thị trưởng thì đã tới khảo sát cơ giới An Vũ 3 lần, mỗi lần đều cảm thấy cơ giới An Vũ tăng trưởng rất nhanh. Mặc dù gặp khủng hoảng kinh tế, tập đoàn DU lâm vào khốn cảnh nhưng không ảnh hưởng tới mấy hạng mục liên doanh ở Trung Quốc. Công ty ô tô An Vũ mở rộng còn nhanh hơn. Người Hàn Quốc cũng ý thức được sự quan trọng của thị trường Trung Quốc nên dần chuyển các sản phẩm mới nhất sang công ty ô tô An Vũ, một loạt sản phẩm đời mới đều xuất phát từ đây. Thị trường Trung Quốc chính là điểm sáng để nâng dậy của tập đoàn. Cơ giới An Vũ cũng thế, các máy móc công trình của cơ giới An Vũ đứng top 3 trong các sản phẩm toàn quốc. Cơ giới An Vũ muốn thành đứng đầu trong ngành sản xuất máy công trình ở Trung Quốc. Bây giờ có cơ hội thu mua nhà máy cơ giới nổi tiếng thì sao cơ giới An Vũ có thể bỏ qua? Chẳng qua hạng mục này trước đó do Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong đề xuất với Ando, hy vọng Ando có thể đến Hoài Khánh khảo sát nhà máy cơ giới một chuyến, vì thế Ando mới gác lại. Diêu Văn Chí không biết hạng mục này có phải do Triệu Quốc Đống nói chuyện với Nhâm Vi Phong không? Nếu như vậy đúng là làm quá hóa không hay, Mích còn không rõ thái độ của Miêu Trấn Trung là như thế nào. Mặc dù Diêu Văn Chí cũng muốn cơ giới An Vũ cân nhắc mua lại nhà máy cơ giới nhưng y phải tìm hiểu ý của bí thư thị ủy. Vấn đề này phải làm rõ, chẳng qua dù là Miêu Trấn Trung tỏ thái độ thì Diêu Văn Chí cũng không muốn bỏ qua. Y dự định đến nói chuyện với đối phương để mong đối phương ủng hộ. Ngoài việc hạng mục này có lợi cho Ando, Diêu Văn Chí cũng hy vọng thông qua nó để tạo quan hệ tốt đẹp với Triệu Quốc Đống. Bây giờ Triệu Quốc Đống mặc dù mới là phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh nhưng từ việc Thái Chánh Dương dẫn Triệu Quốc Đống đến chỗ bí thư Ninh, Diêu Văn Chí biết đây không phải người bình thường, lên chức là sớm muộn. Hơn nữa đối phương có ưu thế về tuổi quá rõ ràng, đủ để người ta đỏ mắt mong chờ. Diêu Văn Chí dám khẳng định không đầy 2 năm Triệu Quốc Đống sẽ lên đến chức cán bộ cấp giám đốc sở. Không cần lấy lòng nhưng cần làm cho hai bên cùng có lợi, có thể giữ quan hệ tốt đẹp với người mà được bí thư Ninh đánh giá cao. Diêu Văn Chí cảm thấy mình nên làm. Bịch. Một chiếc máy di động xinh đẹp bị đập nát. Từ dấu hiệu QUEENSVKARE phía sau lưng có thể thấy đây là đồ mà người bạn đi anh mang về tặng. Khổng Kính Nguyên vẫn rất thích nhưng trong cơn tức đã không thể kìm nổi. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Khổng Kính Nguyên cố chặn cơn tức giận trong lòng. Khổng Kính Nguyên tự nhận đã nhẫn nại đủ. Đối phương làm công trình công viên nghĩa trang thì mình cũng ủng hộ. Trong công tác thu hồi nợ cũng toàn lực phối hợp, trong mấy hội nghị thường trực ủy ban thì mình cũng cố khống chế bản thân. Mặc dù đối phương vài lần đưa câu hỏi, mình cũng chỉ cẩn thận né tránh nhưng đối phương đã quá kiêu căng, thật quá đáng. Nhịn không có nghĩa là yếu đuối, đây là suy nghĩ của Khổng Kính Nguyên. Nếu cảm thấy mình thật sự mềm yếu để muốn làm gì thì làm thì đối phương đã sai. Thư ký vào nhặt đồ thì vẻ mặt Khổng Kính Nguyên đã trở lại bình thường. Tức giận không có tác dụng, phải phản kích. Các anh điều tra thế nào rồi? Không tốt mấy, thực ra tôi cảm thấy hắn sẽ mang tới phiền phức thì bắt đầu ra tay ngay. Chẳng qua lão cô cũng bố trí người điều tra, chúng tôi cũng điều tra, có tình hình gì đều trao đổi nhưng chưa có bao tác dụng. Tâm trạng Mã Cam Sương dạo này khá tốt. Sau khi công ty trả tiền nợ của thị xã, công ty vận chuyển của y lại nhận được hợp đồng chỉnh trang hồ tử nham yến tử, điều này làm y rất vui mừng. Chẳng qua theo Khổng Kính Nguyên nói đó là tiền nhỏ, không đáng nhắc tới. Vụ làm ăn kia mới là lớn. Các anh làm lâu như vậy chẳng lẽ không có chút tác dụng gì? Khổng Kính Nguyên có chút nôn nóng, y biết Triệu Quốc Đống không phải Phật, kiểu gì chẳng có sơ hở. Mỗi tuần hắn đều lên Ando, người 30 tuổi chưa chính thức kết hôn chẳng lẽ nhịn được. Hắn ở Ninh Lăng đã phong lưu như vậy, ở Hoài Khánh sẽ tu tâm sao? Tôi không tin. Triệu Quốc Đống nhất định có vấn đề nhưng chúng tôi chưa nắm bắt được.
Mã Cam Sương ngừng một chút rồi nói tiếp. Thằng này rất giàu hoạt, mỗi lần về Ando đều đổi biển số xe, lúc trước chúng tôi không biết nên đợi mấy lần đều thất bại, sau đó phái người theo dõi mới biết hắn đổi biển số dọc đường. Hắn nhiều bạn như vậy, mỗi lần đến Ando đều có người mời ăn, tối lại khuất tầm nhìn, cũng không tiện ngồi mãi ở trước cửa nhà hàng mà đợi nên dễ mất dấu. Mã Cam Sương đúng là cố gắng nhiều ở việc này. Hơn nữa hắn sống không cố định, chúng tôi theo dõi lâu như vậy chỉ biết hắn đôi khi ở biệt thự Thiền Loan, đôi khi ở bên Tân Giang, nhưng hình như bây giờ không ở đó. Chúng tôi bây giờ cũng không rõ, chẳng lẽ đó đều là chỗ hắn mua hay chỗ người phụ nữ của hắn. Các anh mới tìm được từng đó. Khổng Kính Nguyên rất tức giận, đám này cầm tiền thì nhanh nhưng làm việc thì đúng là làm người ta thất vọng. Mã Cam Sương, anh nhiều người như vậy mà không có tác dụng gì sao? Theo dõi một người mất mấy tháng mà không có tin tức gì sao? Hắn đến Hoài Khánh đã nửa năm, về Ando ít nhất cũng 20 lần, tôi mỗi lần đều thông báo cho anh, các anh vậy mà không điều tra ra gì cụ thể là sao? Hắn gặp ai, có phụ nữ không? Vị trí mấy ả phụ nữ đó ở đâu cũng không tra được sao? Khổng ca, bọn họ cũng rất cố gắng, không phải không có thu hoạch mà. Mã Cam Sương có chút khó xử mà nói. Chúng tôi phát hiện thứ bảy hàng tuần thì hắn chủ yếu ở tại biệt thự Thiền Loan hoặc là tiểu khu Khê Bạn Giật Cảnh, nếu không sẽ về tiểu khu Mai Lĩnh. Chúng tôi thấy hắn đi xe Renault của một người phụ nữ từ biệt thự Thiền Loan ra, biển là Anna, cũng thấy hắn cùng một cô gái trẻ tuổi khác đi xe nhập khẩu, là xe mới chưa có biển. Chỉ từng đó, Khổng Kính Nguyên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Địa chỉ cụ thể, quan hệ giữa hắn và hai ả đó, là người nhà hay gái bao, hay tình một đêm. Khổng ca, anh cũng biết muốn điều tra thì người của tôi không đủ mà. Chẳng qua bên lão cô cũng có chút thu hoạch, lần trước tôi hỏi thì bọn họ cũng đang điều tra, tôi cũng nói những thứ mình nắm giữ cho bọn họ. Mã Cam Sương gãi đầu nói. Mẹ nó chứ, không biết chúng ta chọc hắn ở điểm nào mà cứ làm khó nhau như vậy. Khổng ca, chẳng lẽ hắn không có nhược điểm gì ở Hoài Khánh? Hừ, thằng này giỏi đóng kịch lắm. Không chơi gái, không đánh bạc, không hút thuốc, ít uống rượu. Nhưng hắn giả vờ như vậy thì có nghĩa giấu càng sâu. Ai không có dục vọng, chẳng qua thời gian quá ngắn nên đuôi cáo của hắn chưa lộ ra mà thôi, hoặc là chúng ta chưa điều tra ra. Quyển 10, chương 77. Triệu Quốc Đống chú ý thấy một chiếc xe màu xanh đi theo xe mình đã được một lúc. Nếu hắn không nhớ sai thì xe này đã xuất hiện 2 tuần trước. Bây giờ hắn không ngờ chiếc xe đó lại xuất hiện sau lưng hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảnh giác. Triệu Quốc Đống xuất thân cảnh sát nên rất nhạy cảm ở việc này. Từ khi đến Ninh Lăng hắn đã cẩn thận ở việc này. Có thể nói ngoài Lão Bành là người hắn tin tưởng biết chuyện riêng của hắn thì những người khác đều không rõ chỗ ở của hắn ở Ando. Triệu Quốc Đống cũng biết mình không có nhược điểm gì ngoài vấn đề phụ nữ. Vấn đề của gia đình cũng nhờ mấy người Thái Chánh Dương hòa giải, trên tỉnh cũng đã biết thì có ai muốn gây sóng gió cũng khó. Chỉ còn vấn đề phụ nữ nên hắn rất cẩn thận, nhất là khi tới chỗ Cù Vận Bạch và Từ Xuân Nhạn thì càng chú ý hơn. Cũng may biệt thự Thiền Loan là nơi người giàu có ở, đều là những người giàu từ những năm 80 hoặc đầu 90 nên nhân thân sạch sẽ, dù là xe hay người tiến vào đều phải có người trong tiểu khu mang vào, nếu không bảo vệ sẽ chặn lại. Khi xây dựng Khê Bạn Giật Cảnh thì Triệu Quốc Đống cũng đề nghị đặt ra quy định này, coi như tạo hoàn cảnh sống tốt đẹp cho các hộ trong đó. Chẳng qua cấp bậc ở đây kém hơn biệt thự Thiền Loan, quy mô cũng lớn hơn nên không thể làm đến mức như biệt thự Thiền Loan. Chẳng qua về tổng thể là tương đối tốt, Triệu Quốc Đống muốn vào đó thì cũng cần có giấy ra vào mới được. Chẳng qua đến chỗ Cổ Tiểu Âu thì Triệu Quốc Đống lại không lo. Thứ nhất Cổ Tiểu Âu hay ra ngoài, thứ hai dù có người chú ý thì hắn và Cổ Tiểu Âu chưa lập gia đình nên không sao cả. Hôm nay Triệu Quốc Đống vốn định tới chỗ Trình Nhược Lâm nhưng thấy có vẻ bị theo dõi nên hắn quyết định vòng vào đường số 2. Đường số 2 này được sửa chữa lại nên đường rộng và nhiều đoạn rẽ. Chiếc xe chạy nhanh trong dòng xe, chiếc xe phía sau cũng theo phía xa xa và mãi không bị bỏ rơi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống sớm có tính toán. Triệu Quốc Đống tăng tốc vọt qua cầu, xe phía sau cũng theo chặt, thậm chí không tiếc vượt đèn đỏ đuổi theo. Nhưng khi Triệu Quốc Đống vòng tròn quay lại đường số 2 thì đối phương đã bị hai xe tải lớn chặn tầm mắt nên không thấy Triệu Quốc Đống một lần nữa qua cầu. Triệu Quốc Đống lặng lẽ dừng xe rồi xuống xe nhìn xe phía sau. Một người xuống xe nhìn quanh rồi rút điện thoại di động ra gọi như báo cáo với ai, sau đó chạy đi. Triệu Quốc Đống lên xe rồi thầm nghĩ là ai theo dõi mình.
Xe màu xanh này xuất hiện hai lần, Triệu Quốc Đống nhớ nhất định không nhầm lẫn. Thực ra Triệu Quốc Đống cũng đã nhận thấy có người theo dõi mình được một thời gian, nhưng mấy lần hắn cẩn thận quan sát lại không thấy khác lạ nên nghĩ mình nghi thần nghi quỷ. Nhưng chuyện hôm nay đã chứng minh trực giác của hắn đúng. Triệu Quốc Đống khá tin vào trực giác của mình. Là ai? Việc theo dõi có lẽ đã bắt đầu từ mấy tháng trước, nói cách khác hắn đến Hoài Khánh được 2-3 tháng là có người theo dõi. Nhưng theo dõi mình làm gì? Nếu nhằm vào mình thì mấy tháng đã sớm ra tay rồi nếu như là vấn đề thu hồi nợ. Tất nhiên đây không phải nhằm vào người nhà mình mà như tìm kiếm gì đó, ví dụ như nhược điểm của hắn. Việc thu hồi nợ làm hắn đắc tội nhiều người, Triệu Quốc Đống không thể phân tích ra ai nhằm vào mình. Hơn nữa với cách làm này thì không có thực lực là không thể. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút thì ngoài Mã Cam Xương thì may ra chỉ còn công ty Mỹ Gia và Tương Trung Hoa là có thể. Đương nhiên còn có thể là Khổng Kính Nguyên. Chẳng qua mấy tháng trước Khổng Kính Nguyên đã nhằm vào mình. Lúc ấy hắn và Khổng Kính Nguyên vẫn không có xung đột gì, trừ khi đối phương lo sợ nên mới ra tay trước. Triệu Quốc Đống lắc đầu, bây giờ hắn không rõ là ai theo dõi hắn, nhưng có một điều dám khẳng định là đối phương rất có thể vận dụng các loại quan hệ mà điều tra mình, cũng may hắn ở Hoài Khánh khá ổn định, không bị người ngoài lên án. Bên An Đô thì chỉ sợ muốn điều tra hắn cũng không dễ. Khâu Nguyên Phong 3 tháng trước đã chính thức được phân công làm phân cục trưởng phân cục Thiên Hà, kiêm thường vụ quận ủy Thiên An, bí thư đảng ủy chính pháp. Khi hắn và đối phương ăn cơm, Khâu Nguyên Phong cũng giới thiệu mấy phó cục trưởng và trưởng đồn công an dưới trướng cho hắn biết. Mà biệt thự Thiền Loan cùng khê bạn giật cảnh cũng nằm trong Thiên An. Khâu Nguyên Phong mơ hồ biết được chuyện của hắn, thậm chí còn nói bóng gió nhắc hắn chú ý ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống không rõ Khâu Nguyên Phong biết về quan hệ của mình với Cù Vận Bạch hay Từ Xuân Nhạn, nhưng hắn nghĩ mình hay xuất hiện ở Thiên Hà. Lúc hắn đi xe Cù Vận Bạch, lúc đi xe của Cổ Tiểu Âu, điều này khó tránh khỏi có người bên Thiên Hà nhận ra hắn. Khâu Nguyên Phong biết hắn chưa kết hôn nên chỉ nhắc nhở với ý tốt. Vùi đầu vào cặp ngực đầy đặn làm Triệu Quốc Đống quên đi buồn phiền. Hai điểm đỏ không ngừng nhảy lên làm Triệu Quốc Đống không nhịn được muốn hái xuống mà bóp trong tay. Từ Xuân Nhạn tự nhiên hiểu Triệu Quốc Đống thích ngực mình nhất. 2-3 năm qua cô sống thoải mái nên chú ý chăm sóc cơ thể và tập luyện. Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đâm vào làm Từ Xuân Nhạn không nhịn được nhìn thoáng qua đồng hồ trên TV, mới 10 giờ nhưng Từ Xuân Nhạn chưa bao giờ từ chối Triệu Quốc Đống, cô nhẹ nhàng nhấc mông lên tiếp. Qua cơn ân ái Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào thành giường, Từ Xuân Nhạn úp mặt vào ngực Triệu Quốc Đống. Đúng, Thu Nhạn nói hôm qua hình như có người tới tìm em. Chẳng qua Thu Nhạn không trả lời. Từ Xuân Nhạn đột nhiên nghĩ tới gì đó mà nói. Hả? Triệu Quốc Đống ngồi thẳng dậy làm Từ Xuân Nhạn thiếu chút nữa thì ngã, chiếc chăn che ngực rơi xuống làm lộ ngực khiến cô hờn dỗi nhìn hắn rồi vội vàng kéo chăn lên. Nếu là bình thường Triệu Quốc Đống sẽ trêu một chút, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng đó. Thu Nhạn nói như thế nào? Triệu Quốc Đống như vậy làm Từ Xuân Nhạn cũng khẩn trương. Thu Nhạn không nói nên em không hỏi. Anh hỏi Thu Nhạn đi. Triệu Quốc Đống không nói nhiều, hắn nhảy xuống mặc quần đùi rồi đi ra. Phòng Thu Nhạn cách phòng Từ Xuân Nhạn một phòng khách khiến hai chị em không lo ảnh hưởng tới nhau. Triệu Quốc Đống đẩy cửa ra thì mới phát hiện mình hơi đường đột. Từ Thu Nhạn đúng là không ngờ Triệu Quốc Đống đột nhiên đẩy cửa vào, cô vừa cởi áo lót ra, quần lót cũng cởi xuống đầu gối, đang định kéo chân lên cởi hết mà đi tắm. Từ Thu Nhạn vội vàng kêu lên. Mặc dù Triệu Quốc Đống và Từ Thu Nhạn đã từng có một lần quan hệ nhưng đó ở tình huống đặc biệt. Mà hôm nay Từ Xuân Nhạn lại ở trong nhà, ngực Từ Thu Nhạn không nhỏ hơn chị bao nhiêu, bên dưới đám cỏ là một màu đỏ làm Triệu Quốc Đống khô khốc miệng. Xin lỗi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi vội vàng đóng cửa lại. Một phút sau Từ Thu Nhạn mở cửa đỏ mặt nói. Có chuyện gì thế? Xuân Nhạn nói hôm qua có người tới đây tìm tôi. Ừ, có người gõ cửa nói tìm người bạn họ Triệu. Nói không nhớ ở tầng này không? Tôi nói không biết ai họ Triệu. Sau đó bọn họ rời đi, chắc là lên tầng trên hỏi. Bọn họ có nói tên người cần tìm không? Không, nhưng tôi thấy bọn họ ăn mặc lịch sự, không phải kẻ ngoài xã hội. Chẳng qua tôi cũng không trả lời, bọn họ nếu là bạn tới tìm cậu thì sẽ có số điện thoại của cậu, sao không gọi đã tìm nên tôi cảnh giác. Từ Thu Nhạn rất thông minh, cô biết thân phận của Triệu Quốc Đống không bình thường nên phải chú ý ảnh hưởng đối với hắn. Bọn họ là tới tìm tôi nhưng là gây phiền phức. Triệu Quốc Đống khoanh tay đi một vòng quanh phòng Từ Thu Nhạn.
Áo lót và quần lót của Từ Thu Nhạn vẫn còn để ở trên giường làm hắn không nhịn được nhìn tới, điều này làm Từ Thu Nhạn nóng lên. Cô vội vàng đi tới trừng mắt nhìn hắn rồi giấu xuống dưới gối. Gây phiền toái cho em, bọn họ là ai? Từ Thu Nhạn vừa đứng lên thì Từ Xuân Nhạn đã mặc váy ngủ vào đi sang mà lo lắng nói. Hừ, bọn họ muốn xem em ở nhà ai, có quan hệ gì với chị không? Đây là muốn tìm nhược điểm mà ép em, để em thả cho bọn họ. Triệu Quốc Đống cười nói. Cũng không có gì, em và hai chị em chỉ ở bên nhau thì đúng là có lý do để gây chuyện. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Từ Xuân Nhạn không nhịn được cầm tay Triệu Quốc Đống. Thu Nhạn xử lý rất tốt, nói không nhận ra. Bọn họ có lẽ chỉ biết em hay tới đây, không biết em ở đâu. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Không có gì, bọn họ quá gấp nên mới dùng chiêu này. Vậy sau này em? Từ Xuân Nhạn nghĩ Triệu Quốc Đống nếu không tới đây nữa thì cô sẽ không còn niềm vui sống. Cô đã quen với việc mỗi tuần Triệu Quốc Đống sẽ ở đây một hoặc hai đêm. Nằm trong lòng Triệu Quốc Đống mà ngủ, Từ Xuân Nhạn cảm thấy rất an toàn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Yên tâm, chuyện này em có cách xử lý, sau này chỉ chú ý là được. Có người gõ cửa thì phải hỏi rõ ràng, đừng để người ra vào tùy tiện, bây giờ an ninh trật tự không tốt. Nếu chẳng may gặp cướp, cướp tiền không sao, cướp xác là không được. Triệu Quốc Đống cố ý làm không khí tích cực lên. Từ Xuân Nhạn đột nhiên cảm thấy Triệu Quốc Đống rất quan tâm tới chị em mình, vì thế cô vô cùng cảm động. Quyển 10, chương 78. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ chỉ trong nháy mắt mà chị em Từ Xuân Nhạn lại nghĩ miên man như vậy. Hắn bây giờ đang suy nghĩ đến việc đối phương đã hành động, hắn cũng nên bắt đầu có phản kích. Triệu Quốc Đống về phòng cũng vẫn nhắc việc này. Rốt cuộc là ai nhằm vào hắn? Việc này là chơi với lửa, vừa có thể đốt hắn, vừa có thể đốt đối phương. Nếu chỉ là hả giận thì đâu cần làm như vậy. Công ty Mỹ Gia thì hắn có thể loại trừ. Là một công ty sản xuất nghiêm chỉnh, hiệu quả của công ty này khá cao, hơn nữa đầu óc của bọn họ sẽ không dùng hạ sách này. Tương Trung Hoa thì sao? Tương Trung Hoa bây giờ làm ăn không nhỏ và phát triển chủ yếu bên Ando. Y ở Ando coi như một nhà kinh doanh có thực lực, Hoài Khánh đối với Y đã là quá khứ. Sau khi trả tiền và lấy xe, Tương Trung Hoa còn đến gặp hắn coi như làm quen. Lúc ấy Triệu Quốc Đống bận nên chỉ có thể nói chuyện vài câu nhưng hắn cũng nhận ra đối phương không để tâm việc này. Tương Trung Hoa có thể là ăn lớn như vậy thì không phải người hẹp hòi. Hơn nữa Triệu Quốc Đống thấy đối phương là người khá thẳng tính. Mặc dù chỉ nói chuyện vài câu nhưng thái độ của Tương Trung Hoa vẫn làm hắn rất hài lòng, hai người còn trao đổi số điện thoại. Đối tượng lần lượt được loại trừ, vậy chỉ còn Mã Cam Sương và Khổng Kính Nguyên. Triệu Quốc Đống đã sớm biết Khổng Kính Nguyên và Mã Cam Sương có quan hệ mật thiết, nhưng người ngoài lại không rõ điều này. Đường Lăng Phong cùng Đằng Hoa Minh nói cho hắn biết phòng VIP trên tầng 4 nhà hàng Xích Nham của Mã Cam Sương chính là dành riêng cho Khổng Kính Nguyên. Mỗi lần Khổng Kính Nguyên đến đó đều vào cửa sau rồi vào thang máy lên thẳng tầng 4. Nếu như Khổng Kính Nguyên chỉ vì chuyện lần trước hắn tới nhà hàng của Mã Cam Sương mà đối phó hắn, như vậy Khổng Kính Nguyên sẽ không xứng là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng. Nhưng chuyện của Mã Cam Sương chỉ là một vấn đề, nguyên nhân chính là cải cách nhà máy cơ giới. Quế Toàn Hữu cũng tiết lộ với hắn rằng mấy nhân viên phản đối phương án của thị xã về việc cải cách nhà máy cơ giới đã bị uy hiếp. Hơn nữa cũng không nhằm vào bản thân mà nhằm vào gia đình bọn họ. Chẳng qua đối phương làm rất mờ mịt, Quế Toàn Hữu thông qua đội cảnh sát hình sự cục công an thị xã mà biết được. Bọn họ cũng nghi ngờ Mã Cam Sương nhưng không có chứng cứ. Kết nối việc này, Triệu Quốc Đống coi như có nhận định là hắn cản người ta kiếm tiền nên người ta mới không từ thủ đoạn. Cơ giới An Vũ tham gia vào làm cho việc tập đoàn Gia Hoa muốn mua lại nhà máy cơ giới gặp biến hóa. Làm một công ty liên doanh có hiệu quả kinh doanh tốt trong tỉnh. Sức cạnh tranh của cơ giới An Vũ là rất rõ ràng. Chẳng qua điều kiện mà cơ giới An Vũ đưa ra là khá cao, bây giờ xem ra không phù hợp yêu cầu của thị xã. Nhưng điều này vẫn khiến có người thấy nguy hiểm. Trong mắt bọn họ có lẽ mình là người thúc đẩy cơ giới An Vũ mua nhà máy cơ giới. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, không có cạnh tranh thì sao có thể thấy được vấn đề sau lưng. Mình vốn là con cá làm đục bể do tỉnh phái xuống Hoài Khánh, như vậy cơ giới An Vũ vừa vặn có thể làm nước đục thêm. Có lẽ bọn họ sẽ không từ thủ đoạn đối phó mình. Giết mình, Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu, nếu thân phận của hắn đến mức được đối phương muốn giết thì đó lại là vinh dự. Lấy chuyện phụ nữ để mà làm xấu hắn. Khả năng này là lớn nhất, nhất là quan hệ của hắn với Cử Vận Bạch và chị em Từ Xuân Nhạn.
Từ góc độ đạo đức có thể hủy diệt tiền đồ chính trị của hắn nếu có chứng cứ rõ ràng. Nhưng chỉ cần có tin tức hắn trăng hoa cũng khiến hắn bị động, làm lãnh đạo có ấn tượng không tốt với hắn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền lên tiếng của hắn trong việc cải cách nhà máy cơ giới. Thứ không có đạo đức thường là thứ mê người nhất. Triệu Quốc Đống nhìn Từ Xuân Nhạn nằm bên cạnh mình, lại nghĩ đến ánh mắt xấu hổ và cơ thể trần truồng của Từ Thu Nhạn. Có lẽ bây giờ Từ Thu Nhạn đang tắm. Hắn đã quan hệ với hai chị em, điều này có lẽ chỉ thời phong kiến mới xuất hiện nhưng lại làm hắn rất thỏa mãn. Từ Xuân Nhạn cũng đang cẩn thận quan sát Triệu Quốc Đống. Người đàn ông trẻ hơn chị em cô 2 tuổi đã thành chỗ dựa cho chị em cô. Không có hắn thì chị em cô không biết mình có thể sống ở An Đô không. Thực tế khó khăn làm cho chị em cô cảm thấy xã hội đầy cạm bẫy. Sau khi mua được căn nhà kia, chị em Từ Xuân Nhạn liền dồn hết tâm trí vào việc thiết kế lại căn nhà, cải tạo lại đường nội bộ, bãi đỗ xe, đổi biển quảng cáo, mỗi chuyện dính tới rất nhiều ngành như Cục Công Thương, Cục Công An, Cục Vệ Sinh, Ủy ban Xây dựng, Thuế, Ngân hàng, mỗi một mảng đều phải làm tốt, từng miếu có nhiều tài thần, hai chị em coi như hiểu nỗi khó xử nếu muốn kinh doanh ở khu vực trung tâm thành phố. Nửa tháng qua hai chị em rất mệt mỏi, ngành công thương làm khó dễ, bên vệ sinh cũng đến làm khó, Ủy ban Xây dựng ý kiến, Cục Cung ứng điện nhìn chằm chằm làm hai chị em càng lo hơn. Nhưng sau đó khi Triệu Quốc Đống gọi mấy cuộc điện thoại thì hai chị em mới phát hiện thấy thế giới khác. Cục Cung ứng điện và Ủy ban Xây dựng chủ động tới nhà giúp, Cục Công Thương và Cục Công an cũng thuận lợi. Trưởng đồn công an còn đến tận nơi tìm hiểu dân tình, để lại số điện thoại. Đây là thực tế, đây là cuộc sống. Hai chị em Từ Xuân Nhạn đã trải qua một cuộc hôn nhân không thành công, bọn họ biết cuộc sống gia đình hoàn chỉnh là không thực tế. Có thể hạnh phúc sống tiếp là hy vọng cao nhất của các cô. Triệu Quốc Đống đối tốt với các cô, yêu thương các cô, có thể ở bên hắn, các cô đã thấy hạnh phúc và bình yên. Trong mắt cô đã không thể nhận thêm ai, các cô muốn cứ sống mãi như thế này là đủ. Triệu Quốc Đống chính là chỗ dựa cho chị em cô, cột trụ này mà mất thì thế giới sẽ sụp đổ. Chỉ khi Triệu Quốc Đống đứng sau lưng, các cô mới có thể tự tin đối mặt mưa gió bên ngoài. Có lẽ điều nuối tiếc duy nhất là các cô không có con. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã hứa nhưng Từ Xuân Nhạn biết cán bộ nhà nước mà có con ngoài giá thú chính là điều cấm kỵ. Dù hai chị em cô có thể sang nước ngoài định cư nhưng có thể quen với cuộc sống bên đó không? Hai chị em đã từng nói chuyện suốt đêm về việc này, và cảm thấy mình không thể quen được. Từ Xuân Nhạn vẫn buồn phiền vì chuyện của Thu Nhạn, Triệu Quốc Đống và em cô đã có một lần quan hệ, mà sau lần đó Từ Xuân Nhạn phát hiện Thu Nhạn đã không muốn tìm người đàn ông nào khác. Điều này làm Từ Xuân Nhạn thấy chua xót trong lòng, Thu Nhạn vốn có tình cảm với Triệu Quốc Đống, bây giờ càng như vậy. Thu Nhạn rất hâm mộ cô khi cô có Triệu Quốc Đống, đến khi chuyện kia ngẫu nhiên diễn ra. Từ Xuân Nhạn biết đã vượt qua giới hạn thì sẽ khó giữ được. Vấn đề là làm như thế nào giải quyết được điều khó khăn này. Thu Nhạn chưa từng đề cập, chỉ xấu hổ nói chuyện này với cô rồi thôi. Hai chị em đều có số khổ và gặp chuyện này, Từ Xuân Nhạn cũng thấy đau xót trong lòng. Nhưng cô nghĩ ngay việc Triệu Quốc Đống có người phụ nữ khác cô cũng không ngại, tại sao lại hà khắc với Thu Nhạn như vậy. Từ Xuân Nhạn khẽ thở dài một tiếng, cô nhìn Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ mà trong lòng có cảm giác không nói thành lời. Quyển 10, chương 79. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, mãi tới khi xuống lầu đánh xe ra ngoài, hắn vẫn không nhịn được nhìn lên trên. Tất cả như giấc mơ làm Triệu Quốc Đống không dám tin đó là thật. Đêm hắn mơ màng ngủ thì thấy Xuân Nhạn xuống giường, Triệu Quốc Đống không quá để ý vì nghĩ cô đi vệ sinh. Trong mông lung có người về, Triệu Quốc Đống cũng không để ý, chỉ cảm thấy sao đi vệ sinh mà lâu như vậy, hơn nữa trên giường lại không dựa vào hắn mà xoay lưng về hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nhiều, hắn đang buồn ngủ nên thuận tay đưa xuống váy ngủ. Cặp vú căng tròn dần nóng lên trong tay hắn, hai điểm đỏ đã cứng lên chứng tỏ người phụ nữ đã động tình. Triệu Quốc Đống thầm than ngẫu nhiên một lần, chẳng lẽ lại thêm lần nữa. Nhưng người phụ nữ trước mặt không muốn làm rõ chính là đợi hắn tỏ thái độ. Không biết cô ấy và Xuân Nhạn nghĩ như thế nào nữa. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều, hành động là cách thể hiện tốt nhất. Đã lâu không có người tiến vào, Triệu Quốc Đống lại một lần nữa nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ cơ thể Từ Thu Nhạn mang tới. Cơ thể Từ Thu Nhạn đầy đặn hơn Xuân Nhạn làm hắn có cảm giác khác. Cặp mông không ngừng đẩy lên, tiếng rên rỉ không kìm hãm nổi mà vang lên, điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi vui sướng. Sáng hôm sau khi ra ngoài cửa, Triệu Quốc Đống cũng không thấy Xuân Nhạn đâu,
ngược lại Từ Thu Nhạn có vẻ rất tự nhiên. Chuyện đã đến nước này thì Triệu Quốc Đống cũng muốn hiểu rõ suy nghĩ của hai chị em Xuân Nhạn. Từ Thu Nhạn rất thẳng thắn mà nói cô yêu hắn, cô giống Xuân Nhạn không tìm người đàn ông nào khác, hai chị em sẽ dựa vào nhau mà sống. Lời này mặc dù không rõ nhưng đây là câu trả lời tốt nhất dành cho Triệu Quốc Đống. Tình này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì, hắn còn có thể nói gì nữa chứ? Hắn chỉ có thể ôm chặt Từ Thu Nhạn vào lòng mà thôi. Lý Trường Giang nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì biết sẽ có chuyện. Triệu Quốc Đống gọi điện cho y thì chưa từng có việc tốt. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng khá nguyện ý làm việc cho Triệu Quốc Đống. Ít nhất Triệu Quốc Đống này khi làm việc đều đúng đắn. Biểu hiện xuất sắc của Đằng Hoa Minh trong công tác thu hồi nợ làm Lý Trường Giang có chút kinh ngạc. Y đến cục công an thị xã chưa lâu, nhưng nghe phản ánh không quá tốt về Đằng Hoa Minh. Không ít người nói Đằng Hoa Minh có tính cách nóng nảy, võ đoán, không giỏi đoàn kết, không tôn trọng lãnh đạo, đương nhiên cũng có chút năng lực nếu không sao có thể làm phó chi đội trưởng. Nhưng trong hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống lại không ngừng khen biểu hiện của các cảnh sát tham gia tổ công tác thu hồi nợ, điều này cũng làm Lý Trường Giang nở mày nở mặt. Mặc dù Lý Trường Giang không rõ Triệu Quốc Đống nhẹ ai đề cử mà chọn Đằng Hoa Minh, nhưng dù như thế nào thì Đằng Hoa Minh cũng là người của Cục Công an thị xã, y biểu hiện tốt xấu cũng đại biểu sức chiến đấu của Cục Công an. Thị trưởng Triệu, ý của anh là có người theo dõi mình. Lý Trường Giang ngẩn ra, theo dõi phó thị trưởng thường trực để làm gì? Chẳng lẽ là ám sát? Ừ, biển số thì tôi không nhớ rõ, nhưng đó là một xe màu xanh biển VIP, chắc là còn có mấy xe khác, luân phiên thay nhau theo dõi tôi, nếu không tôi đã nhận ra từ trước. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tôi bây giờ không rõ ý đồ của bọn họ nhưng đoán là liên quan đến công việc của mình. Anh có nghi ngờ ai không? Lý Trường Giang nói. Không có, tôi mới đến Hoài Khánh không lâu, chỉ phụ trách mấy việc, tính ra chỉ có thu hồi nợ là làm mất lòng người, các anh có thể tập trung vào việc này. Triệu Quốc Đống cũng không nói quá nhiều. Đây là một. Ngoài ra còn có việc tôi nghe nói đến việc cải cách nhà máy cơ giới thì có nhân viên không đồng ý với phương án, gia đình bọn họ bị người ngoài uy hiếp. Chuyện này không biết anh có nghe tới không? Tôi có nghe tới, tổ chống tham nhũng của Đại đội Cảnh sát Hình sự Cục Công an đã phá người điều tra. Bởi vì liên quan đều là người nhà là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên phản ánh vấn đề không được rõ ràng, có lẽ là một nhóm người, nhưng số người không ít, người bị hại không nhận ra nên đúng là khó có thể tìm ra. Lý Trường Giang run lên, Triệu Quốc Đống từ chuyện bị theo dõi chuyển sang vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì có quan hệ gì không? Đối phương mặc dù không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là không có ý này, phải xem mình hiểu ra sao. Cải cách nhà máy cơ giới là do thị trưởng Khổng phụ trách, nghe nói được thị trưởng Hà Toàn Lực ủng hộ. Bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới An Vũ An Đô có vẻ muốn chen ngang làm cho không khí trong thị xã hơi biến đổi. Lý Trường Giang làm trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an thị xã nên tin tức nhanh nhạy hơn người bình thường. Nghe nói cơ giới An Vũ do thị trưởng Triệu kéo tới, đây rõ ràng là chống đối với thị trưởng Khổng kéo tập đoàn Gia Hoa Phúc Kiến vào. Lão Lý, ý của anh là cứ bỏ chuyện đó đấy sao? Anh có biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu như thế nào đối với việc cải cách nhà máy cơ giới không? Nhân viên nhà máy là chủ của nhà máy, có ý kiến phản đối thì phản ánh là rất bình thường. Cũng thể hiện chức trách và quyền lợi của nhân viên nhà máy, vậy mà có người dùng cách này uy hiếp. Việc này xảy ra công khai, tôi nghi ngờ có vấn đề trong đó. Bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng của việc cải cách nhà máy cơ giới. Gia Hoa Phúc Kiến và An Vũ An Đô đều có hứng thú với nhà máy cơ giới, đây là chuyện tốt với Hoài Khánh chúng ta. Làm như thế nào chọn nhà đầu tư thích hợp nhất cho nhà máy cơ giới chính là điều thị xã và nhân viên nhà máy cơ giới rất chú ý. Tôi không hy vọng trong cải cách xảy ra chuyện tổn hại lợi ích nhân viên nhà máy cơ giới. Vì thế tôi hy vọng Cục Công an thị xã có thể tổ chức tinh binh nghiêm túc điều tra, đây không phải việc không thể điều tra. Có người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chẳng lẽ không có đầu mối gì sao? Bọn họ từ trên trời giáng xuống ư? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Đồng chí Lý Trường Giang, cải cách nhà máy cơ giới là bước đi đầu tiên của việc cải cách công ty nhà nước trực thuộc thị xã, bước đi đầu tiên phải ổn định. Chính xác. Chúng ta chào đón công ty bên ngoài mua lại nhà máy của thị xã và phát triển nó lên, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác với những nhà kinh doanh có ý đồ lợi dụng chúng ta muốn nóng lòng thực cải cách mà làm ảnh hưởng tới tài sản quốc gia, tổn hại lợi ích nhân viên. Điểm này khi tôi còn ở Ninh Lăng đã thấy rõ. Khu khai phát Ninh Lăng bởi vì nóng lòng thu hút đầu tư mà bị một đám tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia lừa,
khiến cho chính quyền vay từ ngân hàng mấy chục triệu bốc hơi, tới nay chưa thể đòi về. Một chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của khu khai phát đã bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng việc này có tác dụng gì, đã gây tổn thất lớn cho chính quyền, cũng làm cho dân chúng nghi ngờ về năng lực của cán bộ nhà nước. Đây là bài học quá đắt giá nên tôi không hy vọng Hoài Khánh chúng ta cũng xuất hiện việc này. Lý Trường Giang nghe mà có chút giật mình. Giọng của Triệu Quốc Đống rõ ràng đã ám chỉ gì đó, chuyện này thị xã đương nhiên là không mong thấy. Chẳng qua chỉ có mấy lời đồn thổi thì không dễ làm, điểm này thì Triệu Quốc Đống nhất định sẽ biết. Khổng Kính Nguyên đã được phân công công việc này, hội nghị thường trực ủy ban cũng cho phép, Hà Chiếu Thành và Khổng Kính Nguyên không nói gì, Triệu Quốc Đống lại nói như vậy chính là muốn đẩy y vào hoàn cảnh xấu. Thấy Lý Trường Giang im lặng, Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương đang khó xử. Lúc này Hà Chiếu Thành có vẻ đang đi cùng đường với Khổng Kính Nguyên, muốn để Lý Trường Giang không nhìn mấy việc này mà nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì cũng có chút khó khăn. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng là người có đầu óc, Triệu Quốc Đống không tin đối phương không tìm được biện pháp. Trường Giang, cải cách nhà máy là việc tốt, là việc lớn, làm lãnh đạo thị xã thì chúng ta có trách nhiệm giữ gìn tài sản quốc gia và lợi ích nhân viên nhà máy. Tôi chỉ ẩn chúng ta có trái tim công bằng, dựa theo ý này mà làm việc. Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đều ủng hộ chúng ta, dù trong lúc nhất thời không hiểu nhưng sau đám mây đen là ánh mặt trời. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi nghĩ anh sẽ có biện pháp tốt xử lý việc này. Quyển 10, chương 80. Lý Trường Giang về văn phòng ngồi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không quyết định được. Triệu Quốc Đống không dễ chọc, y nếu đã chuyên môn chỉ đích danh mình làm việc, chuyện này không làm là không xong. Chỉ một câu là vòng quanh vấn đề cải cách nhà máy cơ giới nên Triệu Quốc Đống bị theo dõi. Lý Trường Giang cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải đang bịa chuyện. Nhưng nếu là như vậy thì đây sẽ là cuộc đối đầu sống và chết. Nghĩ tới đây Lý Trường Giang không khỏi run lên, y không phải xuất thân ngành công an mà lên. Mấy năm làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh khiến y có thói quen cân nhắc mọi chuyện từ góc độ chính trị. Triệu Quốc Đống đấu với Khổng Kính Nguyên, sau lưng Khổng Kính Nguyên là Hà Chiếu Thành. Vậy sau lưng Triệu Quốc Đống có phải là Trần Anh Lộc không? Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, ngài có ở văn phòng không? Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, Lý Trường Giang liền gọi điện cho hai người tới văn phòng đợi mình. Lý Trường Giang về đến văn phòng thì hai người kia đã sớm tới. Lý Trường Giang xua tay ra hiệu hai người không cần e ngại mà ngồi thẳng xuống rồi giới thiệu qua về tình hình. Trong phòng rất yên tĩnh. Ai cũng biết việc này có nghĩa gì. Lão Điền, anh cảm thấy nên xử lý việc này như thế nào? Lý Trường Giang biết Điền Nhai không nói chuyện thì có nghĩa việc không dễ làm. Cục trưởng, tôi không phải đùn đẩy nhưng chuyện thoạt nhìn đơn giản mà lại không đơn giản. Điền Nhai thở dài một tiếng và nhìn đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự Võ Tiến Ba. Lão Võ, anh nói xem, chuyện nhà máy cơ giới thì Lão Võ đã báo cáo với tôi. Nếu thật sự nghiêm túc điều tra thì không phải không tra được, chúng ta cũng có phương hướng. Nhưng thứ nhất không tạo thành hậu quả gì, thứ hai sau lưng dính dáng rất nhiều. Mã Cam Sương ở Hoài Khánh này không phải ngày một ngày hai, thoáng cái có động tĩnh là y đánh hơi được ngay. Đúng thế cục trưởng Lý Trường Giang còn đỡ, muốn bắt hắn là không khó. Nhưng bên thị trưởng Khổng và bí thư Lưu thì sao? Lý Trường Giang rất bình tĩnh nói. Theo lời ngài nói thì bí thư Trần không tỏ thái độ rõ ràng thì chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Giang im lặng không nói. Bản thân Mã Cam Sương không khỏi đáng gì nhưng người ta có quan hệ rất rộng, thứ hai có quan hệ mật thiết với Khổng Kính Nguyên, Lưu Liên Sương. Bên Khổng Kính Nguyên còn đỡ, y mặc dù là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhưng không phụ trách mảng này, nhưng họ Lưu là bí thư đảng ủy chính pháp, phó cục trưởng thường trực Dư Lâm Canh lại là thân tín của đối phương, muốn động Mã Cam Sương thì phải suy nghĩ kỹ. Nhưng bí thư Trần không tỏ thái độ cũng có nghĩa là có vấn đề. Đương nhiên mùi vị trong đó thì chỉ người như Lý Trường Giang mới có thể suy nghĩ ra. Trần Anh Lộc không nói gì về chuyện cải cách nhà máy cơ giới, nhưng lại rất coi trọng việc Triệu Quốc Đống bị theo dõi, hỏi qua việc này và yêu cầu Cục Công an thị xã phải cao độ coi trọng. Y có vẻ quên quan hệ giữa việc Triệu Quốc Đống bị theo dõi và cải cách nhà máy cơ giới, điều này làm Lý Trường Giang thầm than đúng là toàn cáo già. Nhưng Trần Anh Lộc nói như vậy cũng là ám chỉ, Cục Công an cần nghiêm túc điều tra, tức là chỉ cần có nghi ngờ là phải điều tra. Đây là đánh cuộc. Lý Trường Giang thở dài một tiếng, Trần Anh Lộc đây là nghiêng về phía Triệu Quốc Đống. Việc mình báo cáo chuyện của nhà máy cơ giới,
Trần Anh Lộc mặc dù không nói gì nhưng Lý Trường Giang có thể nhận ra đối phương nghe rất chăm chú. Lão Điền, không nói nữa, chuyện này nhất định phải điều tra, nhưng điều tra như thế nào cũng là một nghệ thuật. Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi quyết định. Việc cải cách nhà máy cơ giới liên quan đến sự ổn định xã hội của thị xã, bất cứ vấn đề gì cũng không thể nhìn một phía, phải nghiêm túc điều tra, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan. Ví dụ việc người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa thì tôi thấy nó có không ít điểm nghi vấn, phải tra rõ. Nhưng bởi vì bây giờ có hai công ty bên ngoài đến muốn mua nhà máy cơ giới cho nên khi điều tra không được công khai và mở rộng. Ý của tôi là bắt tay từ bên ngoài. Trước đó phân cục Hoài Châu cùng đại đội cảnh sát hình sự không phải đã điều tra một chút sao? Lợi dụng đầu mối này tìm được người, xác định mục tiêu rồi chờ thời cơ mà ra tay. Về phần người theo dõi thị trưởng Triệu thì tôi đã hỏi không cần người bảo vệ. Thị trưởng Triệu xuất thân từ cảnh sát nên tôi cũng không thể miễn cưỡng. Lý Trường Giang do dự một chút rồi nói tiếp. Ý của thị trưởng Triệu là lo hai công ty bên ngoài đến mua nhà máy cơ giới có biểu hiện lừa gạt, cho nên chúng ta cũng cần tra rõ tình hình hai công ty này. Điền Nhai và Võ Tiến Ba nhìn nhau. Cục trưởng Lý, điều tra thế nào? Thị trưởng Triệu muốn điều tra tập đoàn Gia Hoa thì sao giấu được người? Sau khi Lý Trường Giang rời đi, Trần Anh Lộc bắt đầu suy nghĩ. Y biết Triệu Quốc Đống nghi ngờ về việc tập đoàn Gia Hoa mua nhà máy cơ giới, vì thế Triệu Quốc Đống đã báo cáo với Y và đề nghị để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh. Sau khi Trần Anh Lộc đồng ý, Triệu Quốc Đống mới liên lạc với An Đô. Triệu Quốc Đống nghi ngờ mặc dù không có lý do, đều là suy đoán. Trần Anh Lộc cũng đánh giá kỹ tập đoàn Gia Hoa. Từ bề ngoài thì tập đoàn Gia Hoa phù hợp điều kiện của thị xã đưa ra hơn là cơ giới An Vũ. Cơ giới An Vũ đưa ra điều kiện rất khắt khe, nếu làm như vậy thì thị xã phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hơn nữa chuyện vẫn do Khổng Kính Nguyên thực hiện, để cơ giới An Vũ tham gia cạnh tranh thì còn được, nhưng nếu nghiêng về phía cơ giới An Vũ thì không quá thích hợp. Hơn nữa Trần Anh Lộc cũng không quá đồng ý nhận yêu cầu của cơ giới An Vũ, trừ khi chứng minh tập đoàn Gia Hoa là lừa đảo. Có người theo dõi Triệu Quốc Đống, chuyện nghe thì hư vô nhưng Trần Anh Lộc không dám coi nhẹ. Tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống quá đột xuất, đắc tội người là bình thường, nhưng nếu nói Triệu Quốc Đống đã bị theo dõi mấy tháng thì rất nguy hiểm. Không chỉ là Triệu Quốc Đống nguy hiểm, hơn nữa có nghĩa là người nào đó có ý đồ, nếu không sao phải làm như vậy. Vì thế Trần Anh Lộc mới ám chỉ Trần Anh Lộc phải điều tra việc này. Cải cách nhà máy cơ giới vốn do bên chính quyền phụ trách. Nhưng Triệu Quốc Đống nói rất sắc bén. Một khi cải cách công ty nhà nước xuất hiện hỗn loạn, cuối cùng có hại là nhân viên nhà máy và đảng ủy, chính quyền. Lợi ích kinh tế và hình tượng của đảng ủy, chính quyền bị hao tổn là không thể chấp nhận. Nhưng Hà Chiếu Thành có vẻ coi trọng ý tưởng cải cách mà Khổng Kính Nguyên đưa ra. Thu hút tập đoàn Gia Hoa là do một tay Khổng Kính Nguyên thực hiện, thoạt nhìn thì phù hợp điều kiện thị xã đặt ra. Nhưng Triệu Quốc Đống lại nghi ngờ tập đoàn Gia Hoa. Cho rằng tập đoàn Gia Hoa không thể khiến nhà máy cơ giới duy trì phát triển liên tục, sợ rằng sau này tập đoàn Gia Hoa sẽ gặp nguy cơ lần hai. Trần Anh Lộc khá coi trọng điều này. Theo y biết biểu hiện của Triệu Quốc Đống tại Ninh Lăng thì rất giỏi làm kinh tế, có thể nói Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy thì không thể không có công của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa theo Trần Anh Lộc biết thì Triệu Quốc Đống vẫn ủng hộ các công ty tư nhân phát triển, kiên quyết chủ trương đẩy các công ty nhà nước và nền kinh tế thị trường. Nhưng tại sao lại phản đối tập đoàn Gia Hoa là công ty tư nhân mua lại nhà máy cơ giới? Xem ra phải trao đổi với Triệu Quốc Đống, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, nhắc Triệu Quốc Đống chú ý đúng mực vì hắn mới là phó thị trưởng, Hà Chiếu Thành mới là thị trưởng. Quyền 10, chương 81. Đằng Hoa Minh đã được đóng dấu Triệu Hệ, trên thực tế y biết mình không phải như vậy. Triệu Quốc Đống là phó thị trưởng thường trực dù cần nhân viên cũng không coi trọng cán bộ cấp phòng như y. Y bây giờ đã từ cấp phó trưởng phòng lên được cấp trưởng phòng nhờ biểu hiện xuất sắc trong công tác thu hồi nợ. Công việc chỉ làm 3 tháng đã được như vậy, đó là sức ảnh hưởng của lãnh đạo, bảo sao vô số người phấn đấu mãi để mong được lãnh đạo coi trọng. Trước đó mình ngồi trong cơ quan chỉ là bị bỏ xó, nhưng bây giờ ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình đã đổi khác. Võ Tiến Ba giao nghiệp vụ cho y thì cũng không có người khác, hơn nữa cũng nói rõ có chuyện thì trực tiếp báo cáo với cục trưởng Lý và giao hai nhiệm vụ. Một là chuyện người nhà của nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, hai là thị trưởng Triệu bị theo dõi. Nhiệm vụ thứ nhất thì đơn giản, nhiệm vụ thứ hai hơi khó giải quyết. Mục tiêu mơ hồ, hơn nữa không nói rõ yêu cầu cụ thể thì ta như thế nào. Một loạt vấn đề này Võ Tiến Ba không đưa ra câu trả lời, chỉ bảo mình theo tình hình mà làm, có gì không rõ có thể hỏi thị trưởng Triệu.
Đặng Hoa Minh biết đây là Võ Tiến Ba đùn đẩy trách nhiệm. Thị trưởng Triệu là phó thị trưởng thường trực, lại không phụ trách mảng công an, mình dựa theo đó mà làm thì xảy ra chuyện ai gánh. Không thể là thị trưởng Triệu, đó là Võ Tiến Ba, Điền Nhai hay Lý Trường Giang. Lý Trường Giang biết mình không có lựa chọn, sau khi mình được đề bạt lên vị trí này thì y biết mình không thể từ chối. Chẳng qua y cũng thỏa mãn không phải vì lên bậc mà được trọng dụng trong đội cảnh sát hình sự. Võ Tiến Ba cũng được, để mình tùy tiện chọn ba người, còn có thể điều động hai phân cục Hoài Châu cùng Khánh Châu. Ngoài xe mình đi còn điều một xe Zeta để thực hiện nhiệm vụ. Đặng Hoa Minh không biết đây có phải sức ảnh hưởng của Triệu Quốc Đống tạo thành, hay là Lý Trường Giang chuyên môn dặn dò. Câu dặn cuối cùng của Võ Tiến Ba khá nhiều hàm ý. Chuyện này chỉ cục trưởng Lý, cục trưởng Điền và y biết, lời này rõ ràng bảo y không được để lộ. Xem ra mình cần gặp thị trưởng Triệu mới được, không có đầu mối rõ ràng thì khó xử lý. Đặng Hoa Minh không sợ phá án, nhưng những từ ngữ ẩn ý thì không hiểu cho mấy. Nếu mình đã được chụp mũ Triệu Hệ thì cứ làm tròn bổn phận. Khi Đặng Hoa Minh đến thì Triệu Quốc Đống đang xem tài liệu. Đặng Nhược Hiền cho hắn không ít tin tức có lợi, đây là sức ảnh hưởng của quan hệ, không phải hắn mới tới là có được. Nhà máy cơ giới 3 năm trước nhập khẩu dây chuyền sản xuất đắt tiền, tình hình vốn tốt, còn thường xuyên mời nhân viên kỹ thuật nước ngoài đến dạy. Nhưng chất lượng sản phẩm của nhà máy cơ giới lại không tốt, hay để cho công nhân mới làm, nghe nói cũng làm thiết bị hư hao nghiêm trọng. Chất lượng sản phẩm có vấn đề, thu tiền hàng cũng khó khăn là nguyên nhân chính khiến nhà máy cơ giới suy sụp. Chu Đức Siêu làm giám đốc nhà máy cơ giới nhiều năm mà không nghe không hỏi, không có biện pháp xử lý mạnh mẽ, kéo dài mấy năm khiến tiền hàng nợ đã trên 50 triệu, trong đó có trên 30 triệu coi như tiền chết. Nói tóm lại có nhiều điểm nghi vấn. Nghi vấn rất nhiều nhưng từ sổ sách của nhà máy cơ giới lại phản ánh rất rõ ràng. Nhập khẩu dây chuyền sản xuất mới mất gần 50 triệu, bây giờ hỏng hóc không mua được linh kiện nên bỏ xó, giá chỉ còn 5 triệu. Tiền hàng 50 triệu kia may ra chỉ hơn chục triệu là đòi được, mà nhà máy cơ giới cũng nợ trên 30 triệu tiền điện, nước, khí thiên nhiên. Nói cách khác nhà máy cơ giới có tài sản không đầy 60 triệu, đây là còn tính cả khu đất trên 1.000 mẫu của nhà máy, tiền mặt của nhà máy có không đầy 1 triệu. Tiền vay vốn ngân hàng và tiền nguyên liệu chưa trả là trên 90 triệu. Thấy con số này, Triệu Quốc Đống không nhịn được đập bàn, chủ ý hay. Một nhà máy với đất và thiết bị không công tặng người. Không ngờ còn muốn chính quyền gánh chịu khoản nợ lớn như vậy. Đây là điều làm người ta rất tức giận. Lúc này Triệu Quốc Đống mới hiểu tại sao Khổng Kính Nguyên muốn nắm chặt quyền thao tác vào trong tay. Có y làm người thực hiện thì tất cả trở nên rất nhanh, hiệu quả cao, rất nhanh có thể vào giai đoạn áp dụng thực thế, tất cả có thể vòng quanh ý đồ của y mà thực hiện, người khác nhìn vào như xem hoa trong sương, căn bản không rõ tình hình thực tế. Dù nghi ngờ mà điều tra thì sợ cũng không có chứng cứ thực tế. Đặng Hoa Minh đến làm Triệu Quốc Đống đỡ buồn bực hơn. Lý Trường Giang bố trí Đặng Hoa Minh chính là muốn kéo gần quan hệ với mình, đồng thời cũng phân rõ trách nhiệm. Triệu Quốc Đống khá hài lòng khi Đặng Hoa Minh đến làm, như vậy sẽ có thể thực hiện theo ý đồ của hắn. Khổng Kính Nguyên cùng Lưu Liên Sương cũng có khả năng biết ý đồ của mình, mà Lý Trường Giang coi như đứng về phía hắn. Đặng Hoa Minh kiên nhẫn nghe Triệu Quốc Đống nói xong liền nghiêm túc nói. Thị trưởng Triệu. Đại đội trưởng Võ đã nói rõ phải điều tra chuyện người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chuyện khác thì nói khá hàm hồ, chủ yếu là trưng cầu ý kiến của ngài. Vừa nãy ngài cũng nói đó là suy đoán, không có chứng cứ, muốn điều tra thì cần có điểm đột phá. Ngoài ra tôi đoán nếu nhà máy cơ giới có chuyện thì sợ đã chuẩn bị nhiều năm, có thể nói nhiều vấn đề không phải nhìn qua là xử lý xong. Cả việc linh kiện bị hỏng và nếu không mua được đồ thay thì đúng là nói thiết bị đã hỏng hóc. Nhưng có lẽ bọn họ có con đường mua thì giá trị thiết bị lại khác. Nhưng người ngoài muốn thăm dò vấn đề chuyên môn này thì trong thời gian ngắn sợ không có hiệu quả. Nhưng việc cải cách nhà máy cơ giới có thể kéo dài như vậy không? Hai vấn đề Đặng Hoa Minh đưa ra khá thực tế, Hà Chiếu Thành nhất định không thể kéo dài như vậy, chỉ sợ ngay cả Trần Anh Lộc cũng không đồng ý trừ khi đưa ra chứng cứ hữu hiệu, nếu không tiến trình này không thể thay đổi. Triệu Quốc Đống cũng có chút tức giận. Chẳng lẽ mình cứ trơ mắt nhìn nhà máy cơ giới bị rơi vào tay đám người kia sao? Nếu như vậy thì mọi chứng cứ sẽ mất sạch, muốn đảo ngược là không thể. Lão Đặng, không có biện pháp gì sao? Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Thị trưởng Triệu, không phải không có mà là rất mạo hiểm, chỉ dựa vào mấy người của tôi là không đủ. Đặng Hoa Minh coi như đánh bạc, thị trưởng Triệu coi trọng mình như vậy,
mình nếu không đưa ra được biện pháp thì sẽ có lỗi với đối phương. Ồ, rất mạo hiểm sao? Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Có mạo hiểm thì lo gì? Tôi gì cũng sợ, chỉ không sợ trách nhiệm, có việc tôi chịu trách nhiệm. Tôi thấy như thế này, có thể bắt tay từ việc nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, nếu dành chút sức lực thì không khó để điều tra rõ. Ngoài ra chúng ta còn có thể kiểm tra từ mảng khác. Theo chúng tôi biết thì Mã Cam Xương có chuyện ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi cũng đã có một chút tình hình, chỉ là nếu động sẽ động lớn, chỉ sợ chọc vào ổ kiến lửa. Mã Cam Xương. Triệu Quốc Đống cười nói. Thú vị, được, anh đưa ý tưởng, tôi cân nhắc một chút. Đúng như anh nói, vừa động sẽ chọc vào ổ kiến lửa nhưng người tôi da dày, không sợ đốt, càng đau càng vui. Quyển 10, chương 82. Võ Tiến Ba nhận được điện của Lý Trường Giang thì đang ngồi ăn cơm với em gái. Sao thế, anh rất bận ư? Võ Tử Sam nhìn anh trai rồi nói. Ừ, trước này đúng là không dễ ngồi, sớm biết như vậy thì sang bên pháp chế. Võ Tiến Ba thở dài một tiếng mà nói. Cục trưởng Lý không nói gì nhưng anh đoán có quan hệ đến thị trưởng Triệu. Có quan hệ tới thị trưởng Triệu, là gì vậy anh? Võ Tử Sam có chút tò mò. Không phải chuyện cải cách nhà máy cơ giới sao? Anh thấy thị trưởng Triệu cùng thị trưởng Khổng có cái nhìn khác nhau ở việc này. Thị trưởng Triệu luôn thấy cải cách nhà máy cơ giới có chuyện, muốn cục trưởng Lý phối hợp điều tra. Hơn nữa thị trưởng Triệu còn bị theo dõi. Võ Tiến Ba có quan hệ tốt với em gái. Mặc dù cùng ca khác mẹ nhưng quan hệ tốt hơn những anh chị em khác. Mà Võ Tiến Ba cũng biết mình có thể từ chức trưởng phòng pháp chế đề bạt lên làm đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì cũng là do trước đó em gái mình cùng Lý Trường Giang làm việc ở huyện Tĩnh. Ồ, thị trưởng Triệu bị theo dõi. Vậy cục trưởng Lý có thái độ gì? Võ Tử Sam nhíu mày nói. Võ Tiến Ba nhìn em gái rồi nói. Tử Sam, sao em lại hứng thú với việc này? Không có gì, em và thị trưởng Triệu tiếp xúc nhiều trong công việc, em thấy thị trưởng Triệu rất được, có khí phách trong công việc. Dám làm dám chịu. Võ Tử Sam nói xong liền lấy tay khẽ vén tóc lên. Võ Tiến Ba có chút lo lắng. Y biết em thói quen này của em gái chính là biểu hiện nói dối hoặc mất tự nhiên. Em gái y có tính cách mạnh mẽ, nhưng đừng có mà có quan hệ không rõ ràng với thị trưởng Triệu. Ánh mắt của Võ Tiến Ba làm tim Võ Tử Sam đập rất mạnh, mặt hơi nóng lên. Võ Tử Sam không nhịn được mà trừng mắt nhìn. Anh dùng ánh mắt gì nhìn em thế? Không có gì. Thị trưởng Triệu cùng thị trưởng Khổng là thần tiên đánh nhau, người bình thường bị hại. Anh coi như bị kẹp vào rồi. Có gì chứ, cục trưởng Lý bảo làm sao thì làm như vậy. Chẳng lẽ còn trách được anh? Chuyện cải cách nhà máy cơ giới thì em cũng biết. Bây giờ có hai công ty muốn mua nhưng hình như chưa đàm phán xong về điều kiện. Đâu đơn giản như em nói. Chuyện bên cơ quan công an trong lúc nhất thời không thể nói rõ. Tóm lại không thể đắc tội ai. Cục trưởng Lý là cục trưởng nên một số việc không tiện ra mặt. Anh, đây là em nhắc anh, thị trưởng Triệu có năng lực rất lớn, lai lịch sâu, lại còn trẻ nên tiền đồ không thể xác định. Anh tốt nhất suy nghĩ kỹ là chuyện thị trưởng Triệu phân công thì làm cho tốt, có thành tích thì sau này anh còn có câu trả lời. Võ Tử Sam trầm ngâm một chút rồi nói. Ý của em là có thể đắc tội thị trưởng Khổng cùng bí thư Lưu. Võ Tiến Ba hừ một tiếng. Lưu Liên Sương cũng dính vào. Võ Tử Sam có chút giật mình. Khó nói. Anh, em nói rồi, chuyện thị trưởng Triệu yêu cầu thì anh phải nhảy lên, đi theo y sẽ tốt chứ không hại. Anh nghĩ xem người chưa đầy 30 đã làm phó thị trưởng thường trực, ở tỉnh An Nguyên, thậm chí cả nước có mấy người. Triệu Quốc Đống đúng là làm cho Lý Trường Giang gặp khó khăn. Khi Đặng Hoa Minh nói lại ý của Triệu Quốc Đống với Lý Trường Giang liền cảm thấy rất khó xử. Không tiếp chiêu thì đắc tội Triệu Quốc Đống. Hơn nữa nếu cải cách nhà máy cơ giới theo phương án mà Khổng Kính Nguyên đưa ra, sau này nếu có chuyện thì không chừng Triệu Quốc Đống sẽ gây khó dễ cho mình. Hơn nữa theo kinh nghiệm thì Lý Trường Giang cảm thấy việc này có chuyện. Nếu làm theo ý của Triệu Quốc Đống thì bản thân Mã Cam Xương không sao, nhưng động một sẽ dính nhiều người. Triệu Quốc Đống đã nói nếu đã làm thì phải đánh ngã Mã Cam Xương, làm cho hắn cả đời không trỗi dậy được. Hơn nữa mục đích chính là muốn từ Mã Cam Xương mà lấy tin tức bên nhà máy cơ giới. Nhưng Mã Cam Xương ở trên đường nhiều năm như vậy, muốn khai là dễ sao? Nếu Mã Cam Xương không khai, kẻ sau lưng hắn cũng không phải kém cỏi. Mã Cam Xương vứt nhiều tiền ra như vậy thì cũng không phải vu vơ. Ngay cả cục công an thị xã cũng có không ít người quan hệ tốt với hắn.
chuyện này liên quan đến tự do cả đời của Mã Cam Xương thì sẽ có không ít người ra mặt nói giúp hắn. Hắn khai thì không sao, hắn không khai sẽ gặp áp lực cực lớn. Điền Nhai, Võ Tiến Ba còn có Đằng Hoa Minh đều chú ý đến vẻ mặt của Lý Trường Giang. Đằng Hoa Minh không dám lên tiếng, y biết lần này cục trưởng Lý gặp chuyện khó, ăn không được, ném không được. Lão Điền, anh thấy sao về việc này? Lý Trường Giang suy nghĩ mãi mà không thể có quyết định. Động tác lớn như vậy thì bên đảng ủy chính pháp nhất định sẽ biết. Lưu Liên Sương nhất định sẽ hỏi, mình trả lời ra sao? Cục trưởng Lý, chuyện này rất mạo hiểm. Mã Cam Xương làm đen nhiều năm như vậy, có quan hệ rộng ở Hoài Khánh. Chúng ta hạ quyết tâm xử y thì cũng không dám chắc chuyện không lộ ra. Điền Nhai lấy lùi làm tiến. Chẳng qua nếu cục trưởng đã quyết tâm thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt việc này. Tiến Ba, anh thì sao? Lý Trường Giang nhìn sang Võ Tiến Ba. Võ Tiến Ba là lão luyện trong ngành này nên chắc sẽ có ý kiến hay. Cục trưởng Lý, tôi thật ra thấy đây là cơ hội. Võ Tiến Ba nói làm ba người đều nhìn tới. Ngay cả Đằng Hoa Minh cũng có chút ngạc nhiên vì biểu hiện không giống bình thường của đại đội trưởng. Tôi khi làm phó đội trưởng phụ trách mảng hành động đặc biệt thì nghe không ít phản ánh về tình hình ở nhà hàng Xích Nham, sở công an cũng chuyển thư tố giác xuống nhưng lúc ấy chỉ điều tra qua mà không có hiệu quả gì. Công ty thu mua phế liệu của y vẫn có những đồ không có nguồn gốc, tôi nghi ngờ mấy vụ án trộm cắp lớn đều đưa tới đây tiêu thụ. Năm ngoái khi tôi bên pháp chế thì biết có vụ án trộm thiết bị của nhà máy cơ khí nặng, một phần tài liệu phản ánh là công ty thu mua phế liệu của Mã Cam Xương nhận tiêu thụ tang vật. Tôi đã chuyên môn nhắc nhở đội phá án nhưng sau đó không có kết quả. Chỉ cần hạ quyết tâm thì không thể không điều tra ra. Về phần công ty vận chuyển của y thì bên ngoài có phản ứng mạnh, mấy công trình vận chuyển phế thải thì y đều dùng thủ đoạn phi pháp mà đạt được. Chuyện này đội vẫn đang thu thập chứng cứ, chỉ là nhân chứng không muốn ra mặt nên khá khó xử. Võ Tiến Ba nói làm Lý Trường Giang, Điền Nhai có chút ngạc nhiên. Bọn họ còn tưởng Võ Tiến Ba không muốn nhận việc này. Được. Xem ra anh cũng đã chú ý tới Mã Cam Xương từ trước. Hắn ở Hoài Khánh lâu như vậy, muốn động hắn thì rất mạo hiểm, nhưng chúng ta không thể vì thế mà không dám động hắn. Đúng như anh nói, đây là cơ hội. Thấy Lý Trường Giang đã hạ quyết tâm, Điền Nhai cũng biết mình không thoát phần nên nói. Cục trưởng Lý, nếu đã động thì phải cân nhắc tìm lý do thích hợp. Bí thư Lưu nhất định sẽ hỏi, hơn nữa cũng gây áp lực, chúng ta lại không thể nâng thị trưởng Triệu ra. Ừ. Ý của anh là, Sở Công an không phải yêu cầu chúng ta tăng cường chỉnh đốn thị trường xây dựng sao? Hình như công ty vận chuyển của Mã Cam Xương cũng bị tố cáo lên tận tỉnh và Sở Công an đã chuyển về. Phó Giám đốc Hầu đã yêu cầu nghiêm túc điều tra và báo cáo kết quả, đó là một lý do. Điền Nhai suy nghĩ một chút rồi nói. Ý của tôi là báo cáo với Bí Thư Trần, chúng ta không đề cập tới công ty của ai mà chỉ nói thị trường xây dựng rất loạn. Sở Công an liệt Hoài Khánh vào trọng điểm phải xử lý, cục chuẩn bị có hành động. Nếu Bí thư Lưu hỏi thì nói Sở Công an điểm danh, Bí thư Trần phân công.